Chương 478 thành thật trả lời ta. Quách Văn Kỳ sắc mặt vô cùng khó coi, đứng ở nơi đó, không biết nên nói cái gì mới hảo, nàng như thế nào sẽ nghĩ đến, những người này thế nhưng cùng Ngũ Thiếu nhận thức. Mưa Thu một đôi mắt đẹp tràn ngập tức giận trừng mắt Quách Văn Kỳ, lớn tiếng nói, Quách Văn Kỳ, người quả thực liền không phải người. Mưa Thu có thể nghĩ đến, nếu hôm nay không có đụng tới Trương Huyền, nếu không có nhận thức Tiểu Ngũ, chính mình sẽ thế nào, 100% sẽ bị cái này Quách Văn Kỳ bán, dùng chính mình, tới đổi nàng một cái giám đốc vị trí. Quách Văn Kỳ đứng ở nơi đó, liền hô hấp cũng không dám quá lớn thanh âm. Tiểu Ngũ hiện tại, hiển nhiên đã giận chó đánh mèo đến Quách Văn Kỳ trên người, hắn may mắn chính mình hôm nay giữa trưa thời điểm, nhận thức Trương ca, nếu không quen biết, chính mình hiện tại muốn làm ra điểm cái gì, kia hậu quả cũng không dám tưởng tượng, Tiểu Ngũ chính là nghĩ lại mà sợ. Tiểu Ngũ hướng chờ ở ghế lô cửa đại đường giám đốc hét lớn một tiếng, đem cái này Quách cái gì ngoạn ý cho ta khai, ta không nghĩ tái kiến nàng. Làm nàng chạy nhanh lăn, về sau đừng làm nàng xuất hiện ở nhà ta xí nghiệp. Tiểu Ngũ lời này vừa ra, Quách Văn Kỳ hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngồi vào trên mặt đất. Chính mình, liền như vậy bị khai trừ rồi. Công tác nhẹ nhàng, mỗi tháng 8.000 đồng tiền, năm hiểm một kim, liền như vậy không có. Đây chính là chính mình lúc trước phế đi không ít lực mới tìm được công tác A. Đồng thời, Tiểu Ngũ lại đem ánh mắt nhìn về phía Quách học trên người, hừ lạnh một tiếng. Đó là ngươi nữ nhi đúng không, ngươi mới vừa nói ngươi công ty gọi là gì tới. Chờ xem, cũng đừng khai. Quách học sắc mặt tức khắc đen đi xuống, liền chính mình kia tiểu công ty, cùng thành phố núi nhà giàu số 1 so sánh với, đó chính là biển rộng chung một diệp thuyền con A. Những cái đó nguyên bản cùng Quách học giao hảo nhân, vừa nghe Tiểu Ngũ lời này, đều theo bản năng chiều Quách học nơi tương phản địa phương lui lại mấy bước, cùng hắn kéo ra khoảng cách. Quách Văn Kỳ nơi nào sẽ nghĩ đến. Chính mình nguyên bản muốn kỳ hảo, thế nhưng liền diễn biến thành dáng vẻ này, chính mình công tác ném không nói, trong nhà công ty cũng đã chịu nhằm vào, nàng làm thế giới khách sạn công nhân, không thiếu nghe nói Ngũ Thiếu sự tích, này Ngũ Thiếu thật muốn mở miệng nói làm ai, người kia tuyệt đối chạy không được. Quách Văn Kỳ trong mắt tràn ngập hoảng loạn, chính mình ngày lành, từ hôm nay trở đi, liền đến đầu. Tiểu Ngũ quát lớn xong, lại đem thân mình chuyển tới Trương Huyền bên này, liên tục xin lỗi, Trương ca, thực xin lỗi. Thật sự thực xin lỗi. Cùng ngươi không quan hệ, chạm bên cạnh đi thôi. Trương Huyền phất phất tay. Hảo, Tiểu Ngũ liền cùng cái ngựa con giống nhau, thực nghe lời đứng ở một bên, không rên một tiếng. Ghế lô cửa đại đường giám đốc đám người, vẫn là lần đầu tiên thấy nhà mình thiếu gia lộ ra dáng vẻ này đâu, khiếp sợ đồng thời, chặt chẽ đem Trương Huyền khuôn mặt nhớ kỹ. Trương Huyền đem ánh mắt phóng tới Mưa Thu gì cả trên người, mở miệng, ngươi mới vừa nói. Làm ta đi không ra cái này khách sạn. Mưa Thu gì cả nhìn Trương Huyền, lại nhìn mắt ngoan ngoãn đứng ở Trương Huyền bên cạnh Tiểu Ngũ, hai chân đều ở không ngừng đánh run run, không. Không, không. Trương Huyền tiến lên hai bước, ta hỏi ngươi, kia 90 vạn, ngươi trả hay không trả? Ta, Mưa Thu gì cả khóc tang một khuôn mặt, ta thật sự cái gì cũng không biết a. Không nói đúng không, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười. Quay đầu lại hướng Tiểu Ngũ nói, đi cho ta lấy đem cái kìm tới. Tiểu Ngũ vừa nghe, vội vàng phân phó đại đường giám đốc, mau, đi lấy cái kìm, mau. Đại đường giám đốc không có chần chờ, vội vàng chạy mau qua đi, đứng ở ghế lô nội người, đều có thể nghe được bên ngoài truyền đến đại đường giám đốc vội vàng thanh âm. Người tới, cho ta tìm cái kìm lại đây. Gần 30 giây, đại đường giám đốc liền thở hổn hển chạy đến ghế lô cửa, ở trên tay hắn. Cầm một phen lại một phen cái kìm, có lớn có bé. Đại đường giám đốc phủng này mấy cái kìm đi vào Trương Huyền trước người, bồi một bộ khuôn mặt nhỏ, tiên sinh, ngài muốn cái kìm. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, cầm lấy một phen trường 40cm lão hổ kiềm tử, ở trên tay ước lượng, nhìn về phía Mưa Thu gì cả, ta hiện tại hỏi ngươi cái gì, ngươi thành thật trả lời, ngươi không nói, ta liền nhổ ngươi một viên nha, hàm răng nhổ sạch còn không nói, ta liền nhổ ngươi lỗ tai, ngươi cái mũi. Biết sao? Trương Huyền nói chuyện khi, mặt mang tươi cười, nhưng cấp Mưa Thu gì cả cảm giác, giống như là vào đông gió lạnh giống nhau đến xương, Trương Huyền trên người sợ tản mát ra một loại áp lực, làm nàng không khỏi dùng mình một cái. Trương Huyền mở miệng, ta hiện tại hỏi ngươi, kiệt tiền, có phải hay không ngươi liên hợp người lừa đi? Mưa Thu gì cả người run rẩy lắc đầu, vừa muốn mở miệng, đã bị Trương Huyền một phen nắm hàm dưới. Mưa Thu gì cả miệng không tự giác mở ra. Trương Huyền cầm lão hổ kiềm tử,
đối với Mưa Thu gì cả miệng trực tiếp gõ đi xuống, căn bản không có một chút lưu tình. Một màn này, xem Tiểu Ngũ đều không tự giác nhắm mắt lại, trong lòng run lên, những người này, xuống tay là thật sự tàn nhẫn a, một chút đều không lưu tình. Trương Huyền này một cái kìm gõ đi xuống, đem Mưa Thu gì cả mấy viên răng cửa, toàn bộ gõ xuống dưới, tính cả này thượng môi, cũng tất cả đều gõ lạn, đau Mưa Thu gì cả hai mắt vừa lật, cả người run rẩy. Trả lời ta vấn đề, tiền có phải hay không ngươi liên hợp người lừa đi? Trương Huyền lại hỏi. Mưa Thu gì cả lại lần nữa lắc đầu, trong miệng ậm ừ. Trương Huyền một cái kìm đối với Mưa Thu gì cả quai hàm liền ném tới, lần này, trực tiếp cấp Mưa Thu gì cả tạp phiên trên mặt đất, trong miệng không ngừng hướng ra mạo máu tươi. Đại đường giám đốc cùng Tiểu Ngũ đám người xem ý mắt mãnh nhảy, người này, tại hạ tay thời điểm, trên mặt biểu tình căn bản không có biến hóa, thậm chí liền ánh mắt, từ đầu tới đuôi đều là như vậy bình đạm, trên tay động tác cũng không có chút nào chần chờ. Hắn làm chuyện này, liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau, này rốt cuộc là cái gì nhân vật a? Quách Văn Kỳ nhìn chính mình đại cô bộ dáng, thẳng run, sợ chính mình từ từ cũng bị người tới thượng như vậy một chút. Trương Huyền cầm cái kìm, lần này căn bản không hỏi, bay thẳng đến Mưa Thu gì cả trên đầu ném tới. Ta nói, mắt thấy cái kìm liền phải rơi xuống Mưa Thu gì cả trên đầu, Mưa Thu gì cả rốt cuộc nhịn không được, liên tục ra tiếng. Trương Huyền vừa lòng cười, đem cái kìm hướng bên cạnh một ném, mở miệng nói đi. Mưa Thu gì cả người đều ở không ngừng run rẩy, trên mặt truyền đến đau nhức không có lúc nào là không ở tràn ngập một loại xé rách cảm, nàng khoang miệng bên trong cũng đều bị Trương Huyền tạp lạn. Nhìn trước mắt thanh niên này, Mưa Thu gì cả chỉ cảm thấy một trận sợ hãi, chẳng sợ chuyện này nói ra sẽ ngồi tù, chính mình cũng không muốn lại đối mặt người này. Mau nói, Trương Huyền không kiên nhẫn nhíu mày. Là, cái kia bác sĩ, là ta tìm người giả trang. Mưa Thu gì cả nói chuyện thời điểm, không dám nhìn tới Mưa Thu hai mẹ con. Hảo a, thật là ngươi, ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi lại là như vậy hố ta. Ngươi còn có tính không cá nhân a? Mưa Thu mẫu thân lớn tiếng nói, tuy rằng nàng đã sớm nghĩ vậy sự là chính mình đại tỷ từ giữa làm khó dễ, mà khi nghe được đối phương chính miệng thừa nhận sau, vẫn là có chút khó có thể tiếp thu. Quách Văn Kỳ đứng ở một bên, trừng lớn đôi mắt. Tiền đâu? Trương Huyền lại hỏi. Ta cầm 70 vạn, cái kia giả bác sĩ cầm 20 vạn, ta hiện tại đã hoa 40 vạn, còn có 30 vạn, đều ở trong thẻ. Chương 479 Lâm Thị xảy ra chuyện. Mưa Thu gì cả run run rẩy rẩy từ trong túi lấy ra tới một trương thẻ ngân hàng. Tiền tất cả tại bên trong, mật mã là 68514 nhị. Trương Huyền một tay đem thẻ ngân hàng cầm lại đây, đưa cho Mưa Thu. Đem cái kia giả bác sĩ cũng tìm đến đây đi. Trương Huyền thần sắc hờ hững nói một tiếng. Giờ phút này Mưa Thu gì cả căn bản không dám nói thêm cái gì, vội vàng bò dậy, từ chính mình trong bao lấy ra di động, bát cái dãy số qua đi. Mưa Thu gì cả nói chuyện thời điểm, Trương Huyền liền ở bên cạnh nghe, ở xác nhận không có gì miêu nị sau, mới gật gật đầu. Trương Huyền đi đến Mưa Thu hai mẹ con trước mặt, mở miệng nói, a di, nàng đem tiền cầm đi mua xe, quay đầu lại làm nàng sang tên cho các ngươi, này xe các ngươi cũng đừng bán, hộ quá cho các ngươi chính là second hand, các ngươi cũng bán không bao nhiêu tiền, Mưa Thu cũng sẽ lái xe, liền lưu trữ khai đi, không phải nói nàng còn thuê cái phòng ở sao, tiền thuê thanh toán cũng vô pháp lui, ngươi cùng Mưa Thu liền dọn đi vào, này trong thẻ 30 vạn, còn có cái kia giả bác sĩ sẽ lấy lại đây 20 vạn, cũng tạm thời đủ thúc thúc xem bệnh. Ân, Mưa Thu mẫu thân gật đầu, nhìn Mưa Thu trong tay tạp, nàng đã thực thấy đủ, nếu không có Trương Huyền, liền này đó tiền, nàng cũng muốn không trở lại. Trương ca, ta có thể trước thế nàng đem tiền cấp tẩu tử cùng A Di còn thượng, làm nàng cho ta làm công là được. Tiểu Ngũ từ một bên đi lên tới, Kỳ Hảo nói. Trương Huyền nhìn Tiểu Ngũ, nơi nào không rõ Tiểu Ngũ ý tứ. Trương Huyền vỗ Tiểu Ngũ bả vai, không tồi, có gì sự, cấp Bạch Trì gọi điện thoại, có thể giúp ngươi một hồi. Cảm ơn Trương ca. Tiểu Ngũ liên tục gật đầu, có Trương Huyền những lời này, với hắn mà nói, khả năng ở về sau nhân sinh giữa, liền nhiều một tầng bảo đảm a. Tiểu Ngũ tuy rằng không biết Trương Huyền thân phận, nhưng hắn biết, phía trước cái kia không thua gì chính mình thân phận Phú Nhị Đại bị phế, kia Phú Nhị Đại trong nhà liền dám cũng không dám đánh một cái, có thể thấy được những người này có bao nhiêu lợi hại. Trương Huyền vừa mới chuẩn bị cấp Mưa Thu dàn xếp một ít chuyện khác, điện thoại liền vang lên. Nhìn di động thượng biểu hiện điện báo người,
Trương Huyền có chút kỳ quái, này bí thư Lý, như thế nào đột nhiên cho chính mình gọi điện thoại? Uy, bí thư Lý. Trương tiên sinh, ngươi ở đâu, Lâm thị đã xảy ra chuyện, ngươi có thể trở về một chuyến sao? Điện thoại chung, Lý Na ngữ khí để lộ nồng đậm nôn nóng. Hảo, ta hiện tại trở về đuổi, hôm nay buổi tối là có thể đến. Trương Huyền nói một tiếng, cắt đứt điện thoại, hiện trường đính nhanh nhất một trường vé máy bay. Lâm thị xảy ra chuyện, kia Lâm Thanh Hạm đâu? Trương Huyền đánh Lâm Thanh Hạm điện thoại, căn bản đánh không thông. Mưa Thu đi đến Trương Huyền bên người, nhỏ giọng nói, Trương ca, người phải có sự liền chạy nhanh trở về đi, bên này sự ta có thể xử lý tốt. Hành, Trương Huyền gật gật đầu. Trương Huyền hướng Tiểu Ngũ phất phất tay, đem Tiểu Ngũ gọi vào một bên. Trương ca, Tiểu Ngũ bồi vẻ mặt ý cười. Trương Huyền hướng Tiểu Ngũ thấp giọng nói, bên này sự, người giúp đỡ làm một chút, các nàng hai mẹ con đều ở thành phố núi, người giúp ta chăm sóc điểm, không cần quá rõ ràng, đừng làm cho chịu khi dễ là được. Yên tâm đi Trương ca, thành phố núi này một mảnh, ta bảo đảm tẩu tử không có bất luận vấn đề gì. Tiểu Ngũ vỗ bộ ngực. Vậy hành, phiền toái ngươi. Trương Huyền nói thanh tạ. Không phiền toái, không phiền toái. Trương Huyền một tiếng tạ, làm Tiểu Ngũ thụ sủng nhược kinh, liên tục xua tay, đây là vinh hạnh của ta. Trương Huyền vỗ vỗ Tiểu Ngũ bả vai, ngươi thực không tồi. Tiểu Ngũ sắc mặt vui vẻ, đa tạ Trương ca khích lệ. Trương Huyền lại đi đến Mưa Thu mẫu thân trước người, a di, ta ở Ngân Châu có việc, liền phải đi về trước, hôm nào lại qua đây bái phỏng ngươi. Hảo, hảo, Mưa Thu mẫu thân gật đầu, người trẻ tuổi, sự nghiệp quan trọng, có việc liền đi về trước đi, lần này sự, thật muốn cảm ơn ngươi a tiểu Trương. A di, chúng ta liền đừng nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, ngươi cùng Mưa Thu tại đây hảo hảo sinh hoạt, ta mới vừa cấp Tiểu Ngũ nói, bọn họ khách sạn. Gần nhất chính chiêu người phục vụ cùng rửa chén công đâu, tuy rằng tiền lương giống nhau, nhưng công tác thời gian thiếu, không chậm trễ ngươi chiếu cố thúc thúc, không được ngươi cùng Mưa Thu, liền tới Tiểu Ngũ bọn họ khách sạn đi làm đi. Trương Huyền nói, hắn không có cấp Mưa Thu hai mẹ con an bài quá tốt công tác, bởi vì hắn biết, chính mình liền tính an bài, này hai mẹ con khẳng định cũng sẽ không tiếp thu. Mưa Thu mẫu thân vừa nghe rửa chén công, trước mắt sáng ngời, ta có thể sao? Mưa Thu mẫu thân phía trước hỏi qua, loại này khách sạn lớn rửa chén công, đãi ngộ thực không tồi, mỗi ngày còn quản cơm. A di, đương nhiên không thành vấn đề. Tiểu Ngũ làm một cái phú nhị đại, hàng năm trà trộn các loại vòng, cũng là nhân tinh, đi lên nói, chúng ta này rửa chén công tuy rằng tiền lương không được, nhưng tương đối tự do, vừa vặn trước hai ngày có cái A di từ chức, người nếu không ghét bỏ, liền tới trên đỉnh đi, ngày mai là có thể đi làm. Không chê, không chê. Mưa Thu mẫu thân liên tục phất tay, vẻ mặt vui vẻ, kia tiểu tử, liền đa tạ ngươi a. Quách Văn Kỳ cha con hai đứng ở một bên, nhìn Tiểu Ngũ đối đãi Mưa Thu mẫu thân bộ dáng, đầy mặt chua xót, hai người bọn họ thấy thế nào không ra, này rửa chén công, bất quá là cái lý do thoái thác, Mưa Thu hai mẹ con, là thăng chức rất nhanh a. Trương Huyền dàn xếp xong bên này sự, mặt sau về đòi tiền vấn đề, có Tiểu Ngũ hỗ trợ, Trương Huyền cũng yên tâm. Rốt cuộc một thành nhà giàu số một con trai độc nhất, người nọ mạch gì vẫn là thực đầy đủ hết. Đến nỗi cái này Quách Văn Kỳ cùng Quách học được thế nào, Trương Huyền không để ở trong lòng, bất quá ngẫm lại, này cha con hai hẳn là cũng không gì ngày lành, còn có Mưa Thu kia gì cả, hẳn là cũng sẽ đã chịu trả thù một loại. Này đó, Trương Huyền cũng lười đến nhiều đi tự hỏi, ở trong mắt hắn, này đều bất quá là một đám nhảy nhót vai hề mà thôi. Công đạo xong nơi này xong việc. Trương Huyền vội vàng rời đi khách sạn, đi trước sân bay, hắn hiện tại trong lòng sốt ruột thực, Lý Na nói Lâm Thị xảy ra chuyện, Lâm Thanh Hạm điện thoại lại đánh không thông, chẳng lẽ có cái gì ngoài ý muốn. Tiểu Ngũ chuyên môn phái xe, ở khách sạn cửa chờ đợi Trương Huyền, đem Trương Huyền đưa hướng sân bay. Buổi tối 10 giờ, một trận từ thành phố núi cất cánh máy bay hành khách, ở Ngân Châu sân bay rớt xuống. Một chút phi cơ, Trương Huyền liền lập tức cấp Lâm Thanh Hạm gọi điện thoại qua đi. Vẫn là không có thể đả thông. Trương Huyền lại cấp bí thư Lý đánh, điện thoại mới vang một tiếng, liền cấp chuyển được, này chứng minh, đối phương vẫn luôn đều đem điện thoại cầm ở trong tay, hơn nữa tùy thời chờ đợi. Trương tiên sinh, ngươi đã trở lại. Ân, ngươi ở đâu? Trương Huyền vội vàng hỏi. Còn ở công ty, Trương tiên sinh ngươi trực tiếp tới công ty liền hảo. Ở buổi tối 10 giờ 40 thời điểm, Trương Huyền cưỡi xe taxi, tới rồi Ngân Châu CBD trung tâm. Thời gian này điểm, CBD quảng trường đã một mảnh đen nhánh,
chỉ có tối cao kia tòa nhà lớn, Lâm thị tầng cao nhất còn đèn sáng quang. Lâm thị cao ốc đại môn không quan, Trương Huyền phát hiện, Lâm thị trước cửa bảo an số lượng rất nhiều, ngày thường trực đêm ban, cũng liền một đội mười mấy người mà thôi, nhưng hôm nay, có 50 nhiều, lại còn có một ít tân gương mặt, hẳn là hai ngày này mới chiêu đến Lâm thị. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 480 từ đường. Trương Huyền chuẩn bị tiến Lâm thị đại môn thời điểm, bị bảo an ngăn cản xuống dưới, đây là một người xa lạ gương mặt, nhìn qua cũng liền 20 tuổi xuất đầu. Đứng lại, đang làm gì? Bảo an hét lớn một tiếng. Kêu cái gì kêu, đây là lão bản. Đội trưởng đội bảo an nhận thức Trương Huyền, vội vàng quát lớn một tiếng, đi lên tới, Trương tiên sinh, ngượng ngùng a, mới tới, không nhận ra ngươi. Tên kia mới tới bảo an sửng sốt, cũng vội vàng đi lên xin lỗi. Trương Huyền vẫy vẫy tay, không có việc gì, đây là hắn chức trách, này tiểu tử không tồi, chuyển chính thức sao? Không có, đội trưởng đội bảo an lắc lắc đầu, Trương tiên sinh, lúc trước Lâm Tổng quy định, giống nhau muốn 3 tháng thời gian thử việc mới có thể chuyển chính thức. Vậy cho hắn chuyển chính thức đi, ta nói. Trương Huyền mở miệng, này quản lý công nhân, ngẫu nhiên muốn thi điểm ơn huệ nhỏ, này đó ơn huệ nhỏ không nhất định phải phát đến mỗi người trên đầu, chỉ cần làm người nhìn đến tấn chức khả năng, liền rất có hiệu quả. Quả nhiên, Trương Huyền lời này vừa ra, những cái đó còn ở thời gian thử việc tân bảo an, hoặc là đã sớm chuyển chính thức lão công nhân, thân thể đều không khỏi đứng thẳng một ít, bọn họ minh bạch, chính mình biểu hiện, lão bản sớm muộn gì có thể nhìn đến. Trương Huyền nhìn mắt đỉnh tầng còn sáng lên đèn, hướng tên kia đội trưởng đội bảo an hỏi, đây là làm sao vậy? Buổi tối đột nhiên nhiều người như vậy trực ban. Đội trưởng đội bảo an lắc lắc đầu, Trương tiên sinh, việc này chúng ta cũng không biết, chỉ là mấy ngày nay, thường xuyên có người tới công ty nháo sự, công nhân đều bị đả thương vài cái đâu. Trương Huyền vừa nghe, mày nhăn lại, có người nháo sự, còn đánh người. Không báo nguy sao? Trương Huyền lại hỏi. Báo. Bảo an trả lời một tiếng, lại thở dài, nhưng vô dụng, căn bản là không ai quản. Mặc kệ, Trương Huyền nghi hoặc một tiếng, Lâm thị chính là toàn bộ Ngân Châu Long đầu xí nghiệp, mỗi năm sở sinh ra GDP, thu nhập từ thuế, kia đều là toàn thị số 1 số 2, Lâm thị báo nguy, cảnh sát mặc kệ. Trương Huyền nào còn không cảm giác được này trong đó kỳ quặc, việc này, còn phải hỏi Lý Na mới được. Trương Huyền vỗ vỗ đội trưởng đội bảo an bả vai, cấp các huynh đệ nói một tiếng. Vất vả, chờ việc này qua, ta thỉnh các người uống rượu loát xuyến. Trương Huyền nói xong, chiều trên lầu đi đến. Đi thang máy thượng tầng cao nhất. Đinh một tiếng, cửa thang máy khai. Lý Na văn phòng, liền ở Lâm Thanh Hãm văn phòng bên cạnh, là một gian không lớn nhà ở, chọn dùng pha lê vách tường, toàn trong suốt. Trương Huyền vừa ra thang máy, liền thấy Lý Na ngồi ở chính mình làm công trước bàn, mang theo một bộ kính đen, không ngừng nhìn trên bàn đồ vật. Trương Huyền đi lên trước, gõ gõ môn. Lý Na ngẩng đầu, ở nhìn đến Trương Huyền thời điểm, trên mặt lộ ra vui sướng, đồng thời có một loại như chút được gánh nặng cảm giác, vội vàng đứng dậy. Trương Huyền giữ cửa kéo ra, đi đến. Bí thư Lý. Trương tiên sinh, ngươi trở về tới, uống điểm cái gì? Lý Na liền phải đổ nước. Không cần, Trương Huyền vẫy vẫy tay, hắn thấy được Lý Na trên mặt mỏi mệt, bí thư Lý, vất vả ngươi như vậy vẫn còn ở công ty. Phát sinh chuyện gì? Ta nghe bảo an nói, có người tới nháo sự, chúng ta công ty công nhân còn bị thương. Thanh Hạm nàng người đâu? Lý Na thần sắc buồn bã, thở dài, Lâm Tổng mấy ngày hôm trước liền đi ra ngoài, đến nỗi đi đâu Lâm Tổng cũng chưa cho ta nói, chỉ nói nàng trong khoảng thời gian này có quan trọng sự, di động khả năng sẽ đánh không thông. Trương Huyền gật gật đầu, hắn này một đường đều ở lo lắng Lâm Thanh Hạm có phải hay không gặp được cái gì nguy hiểm. Có thể hay không còn có người muốn hại nàng, hiện tại nghe được Lý Na giải thích, một lòng buông không ít, Lâm Thanh Hạm hiện tại là Tô gia tương lai gia chủ, bên người có Tô Mật bảo hộ, hơn nữa Trương Huyền có thể cảm nhận được, Tô gia cũng phái người âm thầm bảo hộ Lâm Thanh Hạm, an toàn hẳn là không có gì vấn đề. Nói cho ta nghe một chút đi công ty sự đi, Trương Huyền kéo một cái ghế ngồi xuống, ý bảo làm Lý Na cũng ngồi. Lý Na gật gật đầu, uống lên nước miếng, nói, khoảng thời gian trước. Công ty vẫn luôn cùng Triệu Thị tránh một miếng đất, không biết cái gì nguyên nhân, Triệu Thị đột nhiên từ bỏ, chúng ta liền đem miếng đất kia bắt lấy tới, chuẩn bị khởi công một cái trong nhà thủy thượng nhạc viên. Kết quả ở khởi công thời điểm, có người chuyên môn tìm được Lâm Tổng, nói bọn họ là ở tại bên cạnh trong thôn, chúng ta mua miếng đất kia phía dưới, chôn bọn họ tổ tiên từ đường,
hy vọng chúng ta đừng cử động. Ngầm chôn tổ tiên từ đường, Trương Huyền mặt lộ vẻ nghi ngờ, đây là cổ đại thị tộc mới có đồ vật đi. Lý Na đáp lại, là, lúc ấy chúng ta cùng đối phương giao thiệp, đối phương nguyện ý ra tương ứng giá, đem miếng đất kia mua tới, Lâm Tổng cũng đồng ý, đã có thể ở Lâm Tổng đồng ý ngày hôm sau, công trường thượng làm khoán người ta nói nhận được Lâm Tổng mệnh lệnh, đem miếng đất kia đào, dưới mặt đất, đích đích xác xác đào ra một cái cũ từ đường di chỉ, sau đó cái kia thôn người liền tới tìm phiền toái, mấy ngày nay, bọn họ mỗi ngày đều sẽ tới Lâm Thị nháo sự, có đôi khi càng sẽ đánh tạp, không có biện pháp. Lâm Thị mấy ngày nay liền an bảo lực lượng đều tăng lớn. Trương Huyền nhíu mày, kia mà, thật là lão bà của ta làm động. Lý Na lắc đầu, không phải, Lâm Tổng căn bản là không công đạo chuyện này, liền ở những người đó tìm tới thời điểm, Lâm Tổng còn làm ta định ra một phần thổ địa bán ra hợp đồng đâu, tất cả đều là làm khoán người tự mình làm. Cái kia nhà thầu đâu? Trương Huyền hỏi. Không biết, Lý Na thở dài, chúng ta làm người đi tìm đi thời điểm, nhà thầu đã chạy. Chỉ còn lại có chút cái gì cũng không biết công nhân. Trương Huyền nghe Lý Na nói, mày nhân càng ngày càng gấp, lại là từ đường, lại là tự mình khởi công, Lâm Thị đây là bị người tính kế a. Miếng đất kia, là phía trước Lâm Thị cùng Triệu Thị cùng nhau tranh đoạt, Triệu Thị đột nhiên thu tay lại, khẳng định là có nguyên nhân. Trương Huyền nhìn lướt qua, Lý Na vừa mới xem những cái đó báo biểu, đúng là một ít tai nạn lao động giám định, nghĩ đến chính là Lâm Thị những cái đó bị thương công nhân. Trương Huyền duỗi tay ở trên mặt bàn gõ vài cái, suy tư vừa lật, mở miệng nói, như vậy đi, trong khoảng thời gian này, thông chi đại gia liền trước đừng tới đi làm, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, bị thương công nhân, toàn bộ dựa theo tai nạn lao động tới tính, nằm viện trong lúc tiền thuốc men, dinh dưỡng phí, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, toàn từ công ty bỏ ra, ngươi trong khoảng thời gian này trước không cần lo cho việc này, tất cả đều giao cho ta. Nhưng Trương tiên sinh, nghe ta, bí thư Lý. Trong khoảng thời gian này, người cũng quá mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một chút đi. Trương Huyền vỗ vỗ Lý Na bả vai, theo sau đứng dậy, đi thôi, trước tan tầm, muốn ta đưa ngươi sao? Lý Na thở dài, không phiền toái, ta lái xe. Hành, ngươi mấy ngày nay, liền vất vả một chút, nhiều chạy chạy bệnh viện đi. Ân, đã biết, Lý Na gật đầu. Trương Huyền không cho Lý Na quản việc này, có hắn tính toán. Hiện tại liền cảnh sát cũng chưa như thế nào quản nháo sự cùng đánh người, hơn nữa đối phương có thể nói thẳng mua một miếng đất, này mặt sau người, tự nhiên không phải Lý Na có thể đắc tội, một khi Lý Na bị người ghi hận thượng, đối nàng tới nói cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Chương 481 Lý Gia Thôn. Trương Huyền rời đi công ty, mới ra công ty đại môn, liền thấy một chiếc bảo mã BMW, 5 hệ ở chính mình bên cạnh dừng lại. Cửa sổ xe diêu khai. Chủ điều khiển thượng nữ nhân phát ra thanh thúy dễ nghe thanh âm, đã trở lại. Lên xe đi. Mỗi lần mới từ nơi khác đều sẽ, đều như vậy xảo đụng tới ngươi. Trương Huyền kéo ra cửa xe, ngồi vào trên ghế phụ. Tần Nhu lắc lắc đầu, lần trước là trùng hợp, bất quá lần này, là ta tìm người chuyên môn chú ý một chút tên của ngươi. Ngươi biết đến, ta hiện tại mậu dịch con đường mở ra, hàng không bên kia cũng có rất nhiều hợp tác đồng bọn. Trương Huyền nhún vai, không nói gì. Tần Nhu phát động ô tô, xuống phi cơ liền tới công ty, đói bụng sao? Cùng nhau ăn khuya. Hảo, Trương Huyền gật đầu. Tần Nhu một bên lái xe, một bên nói, về lão bà ngươi công ty việc này, ngươi thấy thế nào? Trương Huyền chọn hạ mi, ngươi cũng biết. Vô nghĩa, Tần Nhu trợn trắng mắt, mỗi ngày như vậy nhiều người tới Lâm Thị nháo sự, tưởng không biết đều khó, chỉ là không rõ ràng lắm nguyên nhân mà thôi, ta đi cục cảnh sát hỏi. Bọn họ giống như thực khó xử, dư thừa đồ vật cũng không dám nói. Trương Huyền lắc lắc đầu, cụ thể tình huống ta cũng không biết, ngày mai đi hỏi một chút đi. Tần Nhu gật gật đầu, không có hé răng. Bên trong xe vang lên nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc, Trương Huyền không ngừng tự hỏi về Lâm Thị sự. Tần Nhu dùng dư quang nhìn mắt trên ghế phụ Trương Huyền, hít vào một hơi, nói, ngươi cùng lão bà ngươi, là cãi nhau. Không a, Trương Huyền lắc đầu. Vẻ mặt kỳ quái nhìn Tần Nhu, như thế nào đột nhiên nói như vậy? Tần Nhu suy nghĩ Hạ Lâm Thanh Hạ ngày đó một mình một người, ngồi ở quán cà phê bàng hoàng bất lực bộ dáng, lắc lắc đầu, không có gì, liền tò mò, người cũng đi nơi khác, lão bà người cũng đi nơi khác, thế nhưng không một khối trở về. Trương Huyền cũng không có hướng chuyện này thường nghĩ nhiều, Lâm Thanh Hạ gần nhất vội vàng về Tô gia sự, ngẫu nhiên có chuyện cũng là bình thường. Hai người đi một nhà quán nướng, hiện tại tuy rằng gần thu,
bất quá ban đêm 10 giờ nhiều quán nướng vẫn là thực chịu người hoan nghênh, ngồi tràn đầy đều là người. Tần Nhu đem xe tùy ý ngừng ở một cái quầy hàng bên, Trương Huyền kéo ra cửa xe, đi rồi đi xuống. Tần Nhu từ trên xe, lấy ra một phần văn kiện, đương tìm được vị trí ngồi xong sau, Tần Nhu đem kia phần văn kiện ném cho Trương Huyền. Trương Huyền tùy ý liếc mắt một cái, Lý Gia Thôn. Chính là cái kia tới Lâm Thị nháo sự thôn. Tần Nhu cấp Trương Huyền giải thích nói thật, nếu không phải chuyên môn điều tra, ta thật không nghĩ tới, này toàn bộ thôn người, đều là một cái đại gia, bao gồm bọn họ trụ miếng đất kia, đều là phía chính phủ trao quyền cho bọn hắn. Tại đây phân văn kiện thượng, còn đánh dấu cái kia Lý Gia Thôn địa chỉ. Trương Huyền hồi ức một chút, cái này Lý Gia Thôn, hắn còn đi ngang qua quá, toàn bộ bao trùm phạm vi rất lớn, cùng Ngân Châu đang ở khai phá phương hướng hoàn toàn tương phản, trong thôn phát triển thực lạc hậu. Cơ hồ đều là nhà trệt, phòng ở đều là từng nhà chính mình cái, trong thôn tài đầy thụ, rất nhiều người lái xe từ kia đi ngang qua, đều phun tảo chính mình sẽ ở bên trong lạc đường, có chút địa phương liền 4G tín hiệu cũng chưa bao trùm. Như vậy một chỗ, thế nhưng hoàn toàn toàn thuộc về một đại gia tộc, kia gia tộc, đến nhiều có tiền A. Liền tính so ra kém Lâm Thị, cũng kém không xa đi. Tần Nhu hỏi Trương Huyền, có phải hay không cảm thấy thực ngoài ý muốn? Là có điểm, trước kia thật đúng là không nghĩ tới, chỉ tưởng cái bình thường thôn. Trương Huyền gật gật đầu, tiếp tục nhìn trong tay văn kiện. Về Lý Gia Thôn cụ thể tình huống, văn kiện thượng viết danh mạch, trong thôn tổng cộng có 100 nhiều hộ nhân gia, dân cư tiếp cận 500, cơ hồ đều là chính mình trồng trọt, tự cấp tự túc. Soái ca, mỹ nữ, điểm chút cái gì? Tiệm đồ nướng người phục vụ đã đi tới. Tới 20 xuyến thịt, mà là xuyến bản gân, một cái chân dê. Hai chai bia đi. Trương Huyền không thấy thực đơn, nói mấy cái, lại nhìn về phía Tần Nhu, người yếu điểm gì. Tần Nhu vẫy vẫy tay, liền này đó đi, không đủ chúng ta lại điểm. Người phục vụ ký lục hạ Trương Huyền điểm đồ vật, ánh mắt ở Trương Huyền cùng Tần Nhu chi gian qua lại nhìn quét. Còn có chuyện gì sao? Trương Huyền xem người phục vụ vẫn luôn không đi. Soái ca, chúng ta cửa hàng thận thực chính tông, đại bổ, người muốn hay không tới điểm. Người phục vụ một bên hỏi, một bên cấp Trương Huyền không ngừng xử ánh mắt. Ngồi ở bên cạnh Tần Nhu, nghe được lời này, đặc biệt là người phục vụ nói ra đại bổ kia hai chữ thời điểm, mặt một chút liền đỏ. Trương Huyền sắc mặt cũng có chút xấu hổ, lắc lắc đầu, thôi bỏ đi, ta không cần. Người phục vụ lúc này mới gật đầu rời đi. Tần Nhu hồng một khuôn mặt, đem đề tài từ vừa mới kia mắc cỡ phương diện kéo ra, ta làm người điều tra một chút, này Lý Gia Thôn người. Cơ hồ rất ít sẽ ra thôn, trong thôn hài tử ở bên ngoài đi học, đều là chịu phía chính phủ nâng đỡ, phi thường đặc thù. Trương Huyền nghe được lời này, không khỏi liên tưởng rất nhiều, có thể làm phía chính phủ làm ra nhiều chuyện như vậy, này trong thôn mặt, rốt cuộc có cái gì miêu nị. Trương Huyền nghĩ nghĩ nói, ngày mai ta đi cục cảnh sát hỏi một chút đi, xem có hay không cái gì kết quả, không được ta chuyên môn đi trong thôn đi một vòng, nhìn xem. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng đi. Tần Nhu vừa nghe Trương Huyền muốn vào thôn, vội vàng ngăn cản, người mấy ngày nay không ở, không có nhìn đến những cái đó thôn dân có bao nhiêu điên cuồng, bọn họ có chút người đỏ đôi mắt, hận không thể muốn giết người giống nhau, nói Lâm Thị hỏng rồi bọn họ liệt tổ liệt tông phong thủy, bọn họ tư tưởng ở phương diện này, vẫn là thực phong kiến, người muốn đi, phỏng chừng sẽ có nguy hiểm. Kia cũng đến đem việc này giải quyết đi, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tổng không thể vẫn luôn như vậy đi xuống, lần này sự. Là có người từ giữa làm khó dễ. Vậy ngươi tốt nhất làm cảnh sát ra người bồi ngươi cùng đi, bằng không thật sẽ có nguy hiểm. Tần Nhu cảnh cáo nói. Trương Huyền nhìn Tần Nhu trong mắt quan tâm, gật gật đầu, hảo, ta đã biết, ta ngươi còn không yên tâm sao, xuyến lên đây, nhanh ăn đi. Người phục vụ cũng ở thời điểm này đem hai người điểm đồ vật đưa lên bàn. Tần Nhu không có lại nói phương diện này đề tài, vén tay áo, cùng Trương Huyền mồm to loát xuyến lên. Tần Nhu cùng Trương Huyền ở bên nhau thời điểm, liền cảm giác chính mình phi thường nhẹ nhàng, không cần giống dĩ vãng như vậy để ý hình tượng, tưởng mồm to ăn thịt, liền mồm to ăn thịt. Một đốn ăn khuya ăn xong, cũng mau 12 giờ, Trương Huyền xin miễn Tần Nhu đưa chính mình về nhà, ngược lại ngồi vào Tần Nhu trên xe, làm Tần Nhu đem xe chạy đến tiểu khu sau, hắn mới xuống xe, chuẩn bị đi bộ trở về. Không lên lầu ngồi ngồi, uống chén nước, Tần Nhu chỉ chính mình đỉnh đầu. Không được, Trương Huyền xua xua tay, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Uy, Tần Nhu đôi tay ôm ngực, ngươi là sợ ta ăn ngươi à?
Nào có, Trương Huyền cười khổ một chút, ngươi như vậy có mị lực, ta mới vừa lại uống lên chút rượu, vạn nhất không nhịn xuống, ngươi nói làm sao? Hừ, Tần Nhu giận Trương Huyền liếc mắt một cái, nói như vậy còn kém không nhiều lắm, ngươi trên đường chú ý an toàn, về đến nhà cho ta nói. Hảo, Trương Huyền gật đầu, xoay người rời đi. Nhìn Trương Huyền bóng dáng, Tần Nhu mắt đẹp giữa dòng ra một tia mất mát. Chương 482 Kiêu ngạo Lý Gia Thôn. Trương Huyền một đường đi bộ về nhà chung, tới rồi trong viện, phát hiện hoa cỏ bùn đất đều có chút làm, này chứng minh Lâm Thanh Hạm có đoạn thời gian không đã trở lại, căn cứ này bùn đất làm ướt trình độ, lại cảm thụ trong không khí độ ẩm, Trương Huyền đại khái có thể phân tích ra, Lâm Thanh Hạm hẳn là cùng chính mình đi cùng một ngày rời đi. Móc ra chìa khóa, Trương Huyền chuẩn bị mở ra ra môn, lại phát hiện như thế nào đều ninh không mở cửa khóa. Nương trên màn hình di động ánh đèn vừa thấy, Trương Huyền mới phát hiện, khóa cửa cấp thay đổi. Này! Trương Huyền nhìn đổi mới rớt khóa cửa, ở cửa ước chừng đứng 5 phút, ngẩng đầu nhìn mắt, này biệt thự đại môn ngăn không được hắn, cửa sổ hắn cũng có thể tùy ý phiên đi vào, bất quá hắn cũng không có lựa chọn làm như vậy. Hít sâu một hơi, Trương Huyền chậm rãi rời đi. Nghĩ chính mình có phải hay không lại nơi nào chọc tới Lâm Thanh Hạm không vui. Sờ trong túi chìa khóa, Trương Huyền xoay người rời đi sân, có cái gì vấn đề, chờ Lâm Thanh Hạm trở về rồi nói sau. Ở Hàn Ôn Nhu trong phòng ở một đêm, sáng sớm rời giường, Trương Huyền cẩn thận mà rót hoa, đi ra môn. Trương Huyền tính toán đi trước cục cảnh sát chuyển một vòng, hỏi một chút cảnh sát cụ thể tình huống, lúc này mới vừa ra cửa, một cái xa lạ dãy số liền đánh tới. Uy! Trương Huyền tiếp khởi điện thoại. Muội phu, ta nghe Lý Na nói ngươi đã trở lại, ta có việc cho ngươi nói. Điện thoại chung, vang lên một đạo giọng nam. Lâm Xuyên, Trương Huyền nghi hoặc, hắn cùng này Lâm Xuyên, cơ hồ không có gì giao thoa. Muội phu, ngươi nói cái địa phương, ta đi tìm ngươi. Trương Huyền vừa vặn không ăn bữa sáng, tuyển cái bữa sáng cửa hàng, nói cho Lâm Xuyên sau, liền đi kia chờ. Hơn 10 phút sau. Liền thấy Lâm Xuyên hấp tấp vọt vào bữa sáng trong tiệm, đầu cũng không tẩy, quần áo cũng có chút dơ hề hề, biểu tình có vẻ thực mỏi mệt. Trương Huyền nhìn Lâm Xuyên này phúc hình tượng, cảm thấy chút cứng họng, này hẳn là không phải ngươi Lâm thiếu gia ngày thường nên có trang điểm a. Ai, đừng nói nữa. Lâm Xuyên thở dài, mấy ngày nay vẫn luôn vội vàng Thanh Diệp sự, ra cũng chưa hồi. Thanh Diệp làm sao vậy? Trương Huyền hỏi, nói đến cùng, hắn hiện tại còn xem như Thanh Diệp đại đương ra đâu. Hàn Ôn Nhu rời đi sau, nói cho Thanh Diệp người, Thanh Diệp hết thảy trọng đại quyết sách, đều phải từ Trương Huyền làm chủ. Muội phu, chính là nhà chúng ta sự a, người không biết công ty trong khoảng thời gian này đã xảy ra gì sao? Lâm Xuyên hướng cái bàn trước ngồi xuống, muốn chén tảo tía canh, mồm to uống lên lên. Nghe nói một chút, này cùng Thanh Diệp có quan hệ gì? Trương Huyền nghi hoặc, như thế nào có thể không quan hệ đâu? Lâm Xuyên thở hổn hển khẩu khí, mở miệng, muội phu. Này Lâm Thị là nhà chúng ta, Thanh Diệp cũng là nhà chúng ta, có người đến Lâm Thị nháo sự, Thanh Diệp làm Ngân Châu Long Đầu xã đoàn, khẳng định không có khả năng chỉ là nhìn a. Chúng ta cùng ngày liền tổ chức nhân thủ đi Lâm Thị, kết quả nửa đường đã bị sợi cấp ngăn lại. Trương Huyền minh bạch Lâm Xuyên trong miệng sợi là có ý tứ gì, chính là xã đoàn tiếng lóng, chỉ cảnh sát. Bọn họ cản các ngươi, Trương Huyền nhíu mày. Đúng vậy, Lâm Xuyên gật gật đầu, vẻ mặt tức giận. Cái kia tử hỏi chúng ta đi đâu, chúng ta nói đi Lâm Thị, đương trường liền cho chúng ta toàn khấu, mấy ngày nay không ngừng tra chúng ta bãi, một khi chúng ta người tụ tập nhiều điểm, sợi liền tới rồi, ta ba thân phận những cái đó sợi là biết đến, lần này chính là cố ý ngăn trở chúng ta, không cho chúng ta đi quản Lâm Thị. Trương Huyền lòng tràn đầy nghi hoặc, cảnh sát mặc kệ Lâm Thị liền tính, còn tổ chức Thanh Diệp, không cho Thanh Diệp quản, lần này cần làm Lâm Thị, rốt cuộc là cái gì nhân vật? Muội phu. Người không biết, mấy ngày nay, cái kia Lý Gia Thôn người quá kiêu ngạo, chúng ta đi không được Lâm Thị, liền đi Lý Gia Thôn, nhìn xem kia đều là chút người nào, kết quả chúng ta xe mới vừa khai đi vào, đã bị những cái đó thôn dân cấp ném đi, các huynh đệ bị thương vài cái, chúng ta vừa mới chuẩn bị theo chân bọn họ đánh nhau, sợi liền tới rồi, không khỏi phân trần cho chúng ta toàn bộ bắt đi, cấm chúng ta lại đi cái kia Lý Gia Thôn. Lâm Xuyên nói chuyện thời điểm, gắt gao nhéo nắm tay, có vẻ thực phẫn nộ. Các ngươi chỉ là đem xe khai đi vào đã bị ném đi, không nháo sự. Trương Huyền hỏi. Không có, Lâm Xuyên lắc đầu, tuyệt đối không có, chính là ta mang đội, chúng ta chỉ là muốn nhìn một chút này Lý Gia Thôn rốt cuộc là cái địa phương nào, kết quả bọn họ trực tiếp liền động thủ,
Trương Huyền nghe Lâm Xuyên nói, vươn ra ngón tay gõ mặt bàn, nếu thật là như vậy, Lý Gia Thôn làm việc phương pháp cũng quá mức bá đạo, hơn nữa ngay cả cảnh sát cũng che chở bọn họ, này có điểm kỳ quái. Ta từ từ đi cục cảnh sát đi một chuyến, ngươi trở về nói cho các huynh đệ, làm mọi người đều không cần vọng động, bị thương các huynh đệ hảo hảo dưỡng thương, tiền thuốc men gì đó đều tính ta trên đầu, nhiều mua điểm bổ phẩm đưa đi. Trương Huyền đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo, nghe ta, ngàn vạn đừng vọng động. Ân, Lâm Xuyên gật đầu, ta minh bạch, các huynh đệ đều chiếu cố thực hảo, muội phu, chính là này Lý Gia Thôn thật sự quá kiêu ngạo, các huynh đệ đều khí không được, đại gia gì thời điểm chịu quá loại này ủy khuất. Trương Huyền vỗ vỗ Lâm Xuyên bả vai, ta biết các huynh đệ có ủy khuất, nhưng làm việc không thể làm bừa, hết thảy chờ ta tin tức đi. Trương Huyền nói xong, đi nhanh rời đi bữa sáng cửa hàng, chiều cục cảnh sát đi đến. Buổi sáng 9 giờ, cục cảnh sát vừa mới đi làm, Trương Huyền liền tìm lại đây. Trương Huyền tiến cục cảnh sát, đã bị người nhận ra tới. Trương tiên sinh, người đã đến rồi, cục trưởng ở văn phòng chờ ngươi, ta mang ngươi đi. Một người cảnh sát ở cục cảnh sát trước cửa tiếp đãi chỗ, nhìn đến Trương Huyền. Hắn chờ ta, Trương Huyền có chút nghi hoặc, nhìn mắt trước mặt tên này cảnh sát, chỉ là đối phương cảnh hàm, ít nhất cũng đạt tới đội trưởng cấp bậc. Tên này cảnh sát gật gật đầu, hắn tại đây, đã đợi 3 ngày, hôm nay là ngày thứ 4, liền vì chờ Trương Huyền, đây là cục trưởng chuyên môn giao đãi. Ngân Châu cục cảnh sát, cục trưởng văn phòng nội. Vi cục trưởng cho chính mình phao một chén trà nóng, ngồi ở làm công ghế, cau mày, gần nhất sự, đã làm hắn thương thấu đầu. Một bên, là Lâm Thị Tập đoàn, một bên, lại là phía chính phủ mạnh mẽ nâng đỡ Lý Gia Thôn. Lâm Thị Tập đoàn, không chỉ là Ngân Châu long đầu xí nghiệp, kia tổng tài trưởng phu, càng là thân phận kinh người. Mà Lý Gia Thôn đâu, vì cục trưởng nhận được phía trên truyền đến mệnh lệnh, là trực tiếp vừa tỉnh mà đến, nói lần này sự tình, cần thiết đến xử lý tốt, nhất định không thể làm Lý Gia Thôn người bất mãn. Này hai bên người, hắn vì cục trưởng một cái đều đắc tội không nổi. Văn phòng cửa phòng bị người gõ vang. Tiến, ngồi ở làm công ghế vi cục trưởng nói một tiếng. Văn phòng đại môn mở ra, Trương Huyền thân ảnh xuất hiện ở vi cục trưởng trong mắt. Cục trưởng, Trương tiên sinh tới. Dẫn đường cảnh sát mở miệng nói. Vừa thấy Trương Huyền, vi cục trưởng lập tức từ ghế dựa thượng đứng lên, phi thường khách khí nói, Trương tiên sinh tới, mời ngồi, mời ngồi. Vi cục trưởng biểu hiện phi thường khách khí. Tên kia dẫn đường cảnh sát có chút kinh ngạc. Hắn là nhận thức Trương Huyền, nhưng không nghĩ tới cục trưởng đối vị này Trương tiên sinh thế nhưng là khách khí như vậy thái độ. Chương 483 Lũng Tây Lý Thị. Hảo, người trước đi ra ngoài đi. Vi cục trưởng đối dẫn đường cảnh sát phất phất tay. Dẫn đường cảnh sát gật gật đầu, đi ra ngoài cửa, tướng môn mang lên. Trương tiên sinh, ngồi, mời ngồi. Vi cục trưởng vội vàng hướng một bên sofa bọc da thượng làm cái thỉnh thủ thế, theo sau đi cấp Trương Huyền châm trà. Trương Huyền xem vi cục trưởng này thái độ, không nói thêm cái gì, chính mình trong khoảng thời gian này, ở Ngân Châu cũng làm không ít động tĩnh, Ninh Sông dài xuống ngựa, cái kia một tay thiếu thăng phỏng chừng hiện tại cũng không gì hảo kết quả, này vi cục trưởng nên là nghe được cái gì tiếng gió. Dựa vào trên sofa, Trương Huyền nhìn vi cục trưởng, hỏi, vi cục trưởng, người này vẫn luôn chờ ta, hẳn là biết ta là vì cái gì tới đi. Biết, biết, vi cục trưởng liên tục gật đầu. Đem khen ngược nước trà phóng tới Trương Huyền trước người trên bàn trà, Trương tiên sinh, việc này cũng là ta vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói a, chỉ là không có ngươi liên hệ phương thức, cho nên. Được rồi, Trương Huyền phất phất tay, ý bảo làm vi cục trưởng đừng vô nghĩa đi xuống, ta hỏi ngươi, Lý Gia Thôn người đi Lâm Thị nháo sự, đã thương Lâm Thị công nhân, các ngươi vì cái gì mặc kệ. Còn có, ngươi hẳn là biết Thanh Diệp xã cùng Lâm Thị chi gian quan hệ, các ngươi mặc kệ, cũng không cho Thanh Diệp xã quản. Vi cục trưởng lộ ra một bộ cười khổ, liền đứng ở Trương Huyền trước mặt, cũng không dám ngồi xuống, mở miệng nói, Trương tiên sinh, việc này không phải ta mặc kệ, là vô pháp quản A, phía trên hạ mệnh lệnh, cần thiết muốn cho Lý Gia Thôn đem khí cấp tiêu, ngươi nói ta. Vi cục trưởng nói đến lúc này, liền không tiếp tục nói tiếp, sở biểu hiện ra ý tứ đã thực rõ ràng. Phía trên, Trương Huyền nhíu mày, cái nào trình tự? Vi cục trưởng trong mắt tràn ngập kính sợ, nhỏ giọng nói. Chính là tối cao kia một tầng, cho nên Trương tiên sinh, lần này, ta cũng là kẹp ở bên trong, thực khó xử a. Trương Huyền nghe được lời này, trong lòng cả kinh, hoa hạ đứng đầu kia một tầng tự mình hạ lệnh, không cho vi cục trưởng quản. Cái kia Lý Gia Thôn, rốt cuộc cái gì địa vị?
Trương Huyền nhíu mày hỏi. Vi cục trưởng lắc lắc đầu, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, phía trên chỉ đề ra bốn chữ. Cái gì? Lũng Tây Lý Thị. Lũng Tây Lý Thị, Trương Huyền ở trong đầu suy tư một chút, hiện tại cổ võ thế gia, cũng không có nghe nói qua có như vậy nhất hào, nhưng ở Hoa Hạ lịch sử điển cố, Lũng Tây Lý Thị là thực nổi danh. Trương Huyền lắc lắc đầu, đứng dậy, nếu việc này là mặt trên xuống dưới mệnh lệnh, hắn hỏi vi cục trưởng, cũng hỏi không ra cái gì, cụ thể sự, vẫn là muốn đi Lý Gia Thôn đi một chuyến. Rời đi cục cảnh sát, Trương Huyền đi trước Tranh Lâm Thị, ngày hôm qua hắn làm Lý Na Thông chi toàn bộ công nhân, gần nhất nghỉ. Đi vào Lâm Thị thời điểm, Trương Huyền phát hiện Lâm Thị bị người vây tràn đầy, một ít ăn mặc bình thường người, trong tay cầm sẻng hạo đem linh tinh đồ vật, không ngừng hướng Lâm Thị bên trong kêu cái gì. Lâm Thị bảo an đem đại môn khóa chết, không dám thỏ đầu ra. Trương Huyền nhìn mắt này đó thôn dân cũng không có làm ra cái gì chuyện khác người, liền không có ra mặt, hắn biết, chính mình một khi xuất hiện cho thấy thân phận, tuyệt đối sẽ làm những người này càng thêm kích động. Hiện tại biện pháp tốt nhất là tìm được cái kia Lý Gia Thôn thôn trưởng, hỏi một chút sốt cuộc có chuyện gì. Chỉ là nên như thế nào tiến cái kia Lý Gia Thôn, như thế nào tìm được thôn trưởng, chuyện này, Trương Huyền yêu cầu tưởng một chút. Hắn tổng không thể trực tiếp xông vào, này chỉ biết đem sự tình chuyển biến xấu. Đang lúc Trương Huyền vì việc này mặt ủ mày cho thời điểm, Tần Nhu điện thoại đánh lại đây. Ở đâu đâu, ta đi tiếp ngươi, Tần Nhu thanh thúy dễ nghe thanh âm vang lên. Tiếp ta, Trương Huyền nghi hoặc, ngươi không đi Lý Gia Thôn, ta giúp ngươi ước đến thôn trưởng, Tần Nhu thanh âm truyền đến. Trương Huyền nghe được Tần Nhu nói, trong lòng ấm áp, nữ nhân này, tổng biết chính mình suy nghĩ cái gì. Chính mình yêu cầu cái gì? Ta ở CBD phố buôn bán khẩu chờ ngươi đi. Ta liền tại đây, ngươi lại đây liền hảo. Trương Huyền cắt đứt điện thoại, trên mặt lộ ra một bộ cười khổ, có như vậy một cái đối chính mình tốt nữ nhân, thật không biết là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu, nếu chính mình không có nhiều như vậy gánh nặng, không có kết hôn, không có người yêu, nhất định sẽ đối nàng như vậy nữ nhân động tâm đi. Trương Huyền đi vào đầu phố thời điểm, nhìn đến Tần Nhu kia chiếc bảo mã BMW, 5 hệ liền ngừng ở nơi này. Mở cửa xe ngồi trên xe, Trương Huyền cùng Tần Nhu chi gian quan hệ, cũng không làm hắn nói cái gì khách khí nói, trực tiếp hỏi, người như thế nào cùng Lý Gia Thôn người liên hệ thượng, bọn họ hiện tại trạng thái, hẳn là ai đều không nghĩ thấy đi. Đừng quên, ta Tần Nhu chính là mở ra Ngân Châu Mậu Dịch con đường doanh nhân, lần trước Tạc Sơn, giải quyết Lý Gia Thôn rất nhiều khó khăn. Cho nên lần này ta một ước, đối phương liền cho ta mặt mũi. Tần Nhu xinh đẹp cười, một đôi mắt to mị thành trăng non trạng. Trương Huyền nhìn cái này như thiên sứ mỹ lệ nữ nhân, Tần Nhu đối hắn càng tốt, hắn trong lòng càng là thua thiệt, bởi vì hắn biết, chính mình cấp không được Tần Nhu cái gì, một cái hàn ôn nhu, đã làm Trương Huyền có chút không biết nên xử lý như thế nào. Tần Nhu nhìn Trương Huyền trên mặt biểu tình, cùng với trong ánh mắt che giấu thua thiệt, cái này làm cho Tần Nhu trong lòng một trận ảm đạm. Nàng biết Trương Huyền tưởng chính là cái gì, cũng biết, chính mình cùng Trương Huyền chi gian, không có khả năng có cái gì kết quả, hắn là có lão bà người, hắn lão bà thực ưu tú, cũng thực yêu hắn. Nhưng Tần Nhu chính là nhịn không được đi đối Trương Huyền hảo, này cùng Trương Huyền giúp quá nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Cùng Trương Huyền ở bên nhau thời điểm, Tần Nhu liền cảm giác, chính mình là kia linh hồn không cô độc 1%. Tần Nhu lái xe, khai hướng Lý Gia Thôn. Lý Gia Thôn ở tại Ngân Châu nhất bên cạnh, đã ra nội thành, ở Ngân Châu tam khu hai huyện ở ngoài, nếu lại ra bên ngoài một chút, liền không thuộc về Ngân Châu. Thôn Trương Huyền phía trước liền đi ngang qua quá, có ấn tượng, ở hiện tại cái này niên đại tới nói, từ các phương diện có vẻ đều phi thường lạc hậu, ở tiểu khu cửa hàng tiện lợi đều có siêu thị quy mô niên đại, cửa thôn cửa hàng, vẫn là linh mấy năm cái loại này quầy bán quả vặt bộ dáng. Thôn rất lớn, toàn thôn thổ địa diện tích. Có 127 km vuông, cây ruộng diện tích 11 vạn mẫu, trong thôn dân cư tổng số bất quá hơn 400 người, bình quân tính xuống dưới, 4 người liền chiếm 1 km vuông mà, có thể nói chính sách tương đương ưu đãi, này dù sao cũng là cái tấc đất tấc vàng niên đại. Toàn bộ thôn thổ địa, đều bị phía chính phủ trao quyền cho Lý Gia Thôn, trong thôn lộ cũng không có như thế nào tu chỉnh, xe khai ở mặt trên, có thể thực rõ ràng cảm giác được mặt đường gập ghềnh. Tần Nhu xe mới vừa vào thôn không lâu, đã bị người ngăn cản. Đây là một người nhìn qua 20 mấy tuổi thanh niên đem xe ngăn lại sau, nhìn mắt Tần Nhu sau, liền đem ánh mắt chuyển qua một bên, một chút cũng chưa ở Tần Nhu trên người nhiều lưu luyến. Đang làm gì, thanh niên ngữ khí nghiêm khắc hỏi.
ta là Hằng Viễn Thương Mậu Tần Nhu, cùng Lý thôn trưởng hẹn hôm nay gặp mặt. Tần Nhu nói. Ngươi từ từ, thanh niên nói một tiếng, chạy chậm đến bên đường biên nhà trệt chung, 2 phút sau, thanh niên một lần nữa chạy ra, đi thôi. Đa tạ, Tần Nhu nói thanh tạ, lái xe xử vào thôn tử. Chương 484 Lâm Thị bị giết. Tần Nhu dùng dư quang nhìn mắt Trương Huyền, phát hiện Trương Huyền sắc mặt có chút không đúng, hỏi, làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao? Không phải, Trương Huyền lắc lắc đầu, này thôn không thích hợp. Không thích hợp, Tần Nhu nghi hoặc, ta không cảm giác có gì không thích hợp địa phương a. Ngươi nhìn không ra tới, Trương Huyền không có nhiều giải thích. Liền một cái bình thường nam nhân tới nói, không nói người nam nhân này có phải hay không lòng mang ý xấu, nhìn thấy Tần Nhu bực này tư sắc mỹ nữ, đều sẽ nhiều xem hai mắt, bao gồm Trương Huyền chính mình cũng là giống nhau, nhưng vừa mới cái kia thanh niên, ở nhìn thấy Tần Nhu sau, không có một chút đặc thù biểu tình, hắn xem Tần Nhu thời điểm, thật giống như. Giống như, Trương Huyền không biết nên hình dung như thế nào thanh niên trong ánh mắt ý tứ. Xe một đường khai tiến Lý Gia Thôn chung, Lý Gia Thôn thôn trưởng, ở tại này thôn tận cùng bên trong vị trí, dọc theo đường đi, Trương Huyền cùng Tần Nhu gặp được không ít người đem xe ngăn cản xuống dưới, tiến hành dò hỏi kiểm tra, kia thật sự có thể so với TV chung cổ trang kịch tiến cung giống nhau nghiêm cẩn. Nguyên bản mấy km lộ, bởi vì tầng tầng kiểm tra, Tần Nhu chính là khai gần 20 phút xe. Hai người mới đến Lý Gia Thôn thôn trưởng trụ địa phương. Thôn trưởng sở trụ nhà ở một mặt dày nặng tường vây lúc sau, tường vây không cao, đại khái 1m8, Trương Huyền hơi chút điểm hạ mũi chân là có thể nhìn đến tường vây bên trong cảnh tượng. Tường nội có một gian đơn giản nhà ở, nóc nhà mái ngói tượng trưng cho này phòng ở niên đại xa xăm. Hai vị, liền tại đây dừng lại đi, tộc trưởng ở tế bái tổ tiên, các ngươi từ từ. Ở tường vây ngoại. Một người tuổi trẻ nữ nhân đem xe ngăn cản xuống dưới. Trương Huyền theo bản năng nhìn cái này tuổi trẻ nữ nhân liếc mắt một cái, đối phương xuyên thực bình thường, diện mạo cũng chỉ có thể nói giống nhau, nhưng lại cấp Trương Huyền một loại trước mắt sáng ngời cảm giác. Trương Huyền nhìn mắt Tần Nhu, phát hiện Tần Nhu cũng ở nhìn chằm chằm cái này tuổi trẻ nữ nhân xem cái không ngừng, đơn giản là đối phương trên người một loại khí chất, phảng phất linh hoạt kỳ ảo, cho người ta một loại xuất trần cảm giác. Tuổi trẻ nữ nhân thấy này hai người đều nhìn chằm chằm chính mình, trên mặt sinh ra một mạt ngạo nghễ, lạnh lùng nói, lại xem, liền đem hai người tròng mắt đào xuống dưới. Trương Huyền mày nhăn lại, hắn buổi sáng liền nghe nói này Lý Gia Thôn người bá đạo, nhưng không nghĩ tới đã tới rồi trình độ như vậy. Trương Huyền vừa muốn mở miệng, liền nghe tường nội vang lên một đạo có vẻ già nua thanh âm. Làm cho bọn họ vào đi. Nguyên bản bá đạo tuổi trẻ nữ nhân vừa nghe thanh âm này, lập tức đứng thẳng, đầu một thấp, là, tộc trưởng. Tuổi trẻ nữ nhân nói xong sau, lại nhìn về phía Trương Huyền cùng Tần Nhu, không vui nói, vào đi thôi. Chú ý điểm, đừng loạn xem. Tần Nhu kéo hạ Trương Huyền tay áo, chiều tường vây đại môn chỗ đi đến. Đó là một phiến thực cũ xưa cửa gỗ, trên cửa rất nhiều địa phương đều tan vỡ, một lần nữa đinh bản tử đi lên. Ở Trương Huyền đẩy ra cửa gỗ thời điểm, phát ra kéo kẹt thanh âm. Ván cửa cũng có một loại lung lay sắp đổ chi thế. Trong viện không lớn, có một viên cây hòe già ở trong viện, cây hòe hạ có một chương bàn gỗ, mấy chương chiếc ghế, đều thực cũ xưa. Một người dáng người cẩu lũ, đầu tóc hoa râm lão nhân ngồi ở chiếc ghế thượng, trên bàn đã khen ngược nước trà. Trương Huyền ở tiến viện thời điểm, đã nghe đến trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt thanh hương. Lão nhân trên người quần áo thực sạch sẽ, có thể nói không nhiễm một hạt bụi. Hắn đồng dạng cho người ta một loại xuất trần cảm giác. Lý thôn trưởng, ngài hảo, ta là Hằng Viễn Tần Nhu, ngày hôm qua cùng ngài thông điện thoại. Tần Nhu đi đến lão nhân trước mặt, vươn tay. Lão nhân hơi hơi mỉm cười, đầy mặt nếp nhăn tễ đến cùng nhau. Tần Tổng, hảo a, này nghị lực Tây Bắc nhiều ít năm núi lớn, bị ngươi cấp tạc, xỏ xuyên qua long mạch phong thủy, người đây là vì Tây Bắc nhân dân làm chuyện tốt a. Lão nhân nhìn Tần Nhu, vừa lòng gật gật đầu. Lý thôn trưởng, ta lần này tới, là giới thiệu cái bằng hữu cho ngươi nhận thức. Tần Nhu hướng Trương Huyền phất phất tay. Trương Huyền đi tới, mở miệng nói, Lý thôn trưởng ngươi hảo, ta là Trương Huyền, Lâm Thị tập đoàn. Lâm Thị, nguyên bản tươi cười đầy mặt Lý thôn trưởng vừa nghe này hai chữ, sắc mặt tức khắc khó coi lên, hừ lạnh một tiếng, Lâm Thị người, tới ta này làm gì? Tần Tổng, người ngày hôm qua nhưng chưa cho ta nói, hôm nay sẽ có Lâm Thị người tới. Trương Huyền cười cười, Lý thôn trưởng, ta biết, lần trước miếng đất kia sự, chọc đến ngươi thực không vui, ta lần này tới,
chỉ là muốn tìm một cái biện pháp giải quyết. Biện pháp, Lý thôn trưởng cười lạnh một tiếng, biện pháp rất đơn giản, đem các ngươi Lâm thị hủy hoại, chúng ta khí cũng liền tiêu. Trương Huyền lắc lắc đầu, Lý thôn trưởng, ta cảm thấy, chúng ta chi gian hẳn là có cái gì hiểu lầm, ta rất sợ các ngươi Lý gia thôn, bị nào đó người có tâm cấp lợi dụng. Lợi dụng, Lý thôn trưởng cười cười, đôi tay bối ở sau người, ta chỉ nhìn đến, là các ngươi Lâm thị người, hỏng rồi chúng ta liệt tổ liệt tông từ đường, chuyện này, liền phải tính đến các ngươi Lâm thị trên đầu. Trương Huyền mày nhăn lại, Lý thôn trưởng, ta tới này, không phải cùng ngươi tranh luận gì đó, ta chỉ nghĩ nói, chúng ta hiện tại làm, là muốn giải quyết chuyện này, huống hồ, này khối địa là chúng ta Lâm thị từ phía chính phủ mua, các ngươi từ đường chôn ở miếng đất kia hạ, chúng ta bất động, là tình cảm, động, cũng là hợp tình hợp lý, ngươi muốn tìm, nên đi tìm phía chính phủ, tìm chúng ta Lâm thị, chỉ sợ không thích hợp đi. Lý thôn trưởng vung tay lên, yên tâm, sở hữu cùng việc này có quan hệ người, một cái đều chạy không được, trước hủy hoại các ngươi Lâm thị, lại đi tìm người khác cũng không muộn. Lý thôn trưởng, ngươi là thật sự không nghĩ đem việc này hảo hảo giải quyết. Trương Huyền lại lần nữa xác nhận. Hôm nay Trương Huyền tới đây, vì chính là giải quyết việc này, tuy rằng tại đây sự kiện thượng, Lâm thị một chút sai đều không có, trước không nói cấp kia nhà thầu hạ lệnh đào đất có phải hay không Lâm thị, lui một vạn bước giảng, liền tính là Lâm thị hạ lệnh, cũng là hợp tình hợp lý, chính mình mua tới mà, tưởng như thế nào làm, còn không tới phiên người khác tới nói. Lý gia thôn người, từ lúc bắt đầu đi Lâm thị nháo sự, chính là ngang ngược vô lý, Trương Huyền trong lòng cũng là chịu đựng tức giận, muốn đem việc này hảo hảo giải quyết, đáng tiếc hiện tại nhìn đến chính là, Lý gia thôn người, căn bản là không nghĩ giải quyết chuyện này. Lý thôn trưởng đánh giá liếc mắt một cái Trương Huyền, người trẻ tuổi, người uy hiếp ta. Trương Huyền lắc lắc đầu, không phải uy hiếp, ta chỉ là dò hỏi, các ngươi rốt cuộc, có nghĩ hảo hảo giải quyết. Không cần hỏi, Lý thôn trưởng lại lần nữa phất tay, hét lớn một tiếng, Lâm thị tất diệt, các ngươi đi thôi. Tiễn khách hai chữ vừa ra. Vừa mới kia tuổi trẻ nữ nhân đem viện môn đẩy ra, hướng Trương Huyền cùng Tần Nhu nói, tộc trưởng đều cho các ngươi đi rồi, còn không đi. Trương Huyền xoay người, chiều viện môn khẩu đi đến, ở Lâm gia sân thời điểm, Trương Huyền lại lần nữa nói, Lý thôn trưởng, ta còn là câu nói kia, ta có thể lý giải các ngươi từ đường bị quấy nhiễu phẫn nộ, nhưng chuyện này, hiển nhiên có người từ giữa làm khó dễ, ta hy vọng mọi người đều lý trí một chút, không cần bị tiểu nhân lợi dụng, này đối ai cũng chưa chỗ tốt. Hừ, Lý thôn trưởng một cái tát chụp đến dưới tàng cây bàn gỗ thượng, người trẻ tuổi, ta như thế nào làm việc, còn không tới phiên ngươi tới giáo. Chương 485 bóng đêm bị tạp. Trương Huyền nghe được lời này, lắc lắc đầu, không có nói thêm nữa cái gì, xoay người ra viện môn. Tần Nhu nhìn nhìn Trương Huyền, lại nhìn nhìn Lý thôn trưởng, sắc mặt nôn nóng, Lý thôn trưởng, nếu không ngài. Câm miệng, tuổi trẻ nữ nhân hét lớn một tiếng, chúng ta tộc trưởng nói ngươi không nghe được sao, mau cút. Nữ oa, ta ý đã quyết, đi thôi. Lý thôn trưởng mở miệng. Tần Nhu há miệng thở dốc, cuối cùng không có nói ra lời nói tới, đi theo Trương Huyền, ra viện môn. Ở Tần Nhu cùng Trương Huyền rời đi sau, tên kia tuổi trẻ nữ nhân nhìn về phía Lý thôn trưởng, mở miệng nói, tộc trưởng, ta muốn hay không đem hai người bọn họ. Tuổi trẻ nữ nhân nói lời nói thời điểm, làm một cái giơ tay chém xuống động tác. Không cần, Lý thôn trưởng lắc lắc đầu. Tuổi trẻ nữ nhân hừ lạnh một tiếng, oán hận chừng mắt nhìn mắt Trương Huyền hai người rời đi phương hướng, liền loại này mặt hàng, trực tiếp giết chết, nhất bất việc. Tần Nhu lái xe, chở Trương Huyền rời đi Lý gia thôn. Kế tiếp ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tần Nhu hỏi. Biện pháp rất nhiều, muốn xem dùng nào một loại. Trương Huyền nhìn ngoài cửa sổ, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn thật sự không nghĩ đem sự tình nháo đại, rốt cuộc sự tình lớn, đối Lâm thị không có chỗ tốt, nhưng nếu Lý gia thôn hiện tại là thái độ này, hắn cũng chỉ hảo áp dụng một ít cường ngạnh thủ đoạn. Một khi Trương Huyền quyết định áp dụng cường ngạnh thủ đoạn thời điểm, hiện tại mấy vấn đề này, đều lại không sẽ là vấn đề. Tần Nhu lắc lắc đầu, việc này gần nhất nháo thật sự đại, người đến xử lý tốt mới được. Ta minh bạch, đúng rồi. Trương Huyền đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Làm sao vậy? Tần Nhu hơi hơi nghi hoặc. Thanh hạm nàng, là bất hòa ngươi nói cái gì? Trương Huyền hỏi. Ngày hôm qua, Tần Nhu còn hỏi chính mình có phải hay không cùng Lâm Thanh hạm cãi nhau, lúc ấy chính mình trả lời không có, nhưng về nhà liền phát hiện liền khóa cửa đều thay đổi. Vừa nghe đến cái này, Tần Nhu trên mặt sinh ra một mặt mất tự nhiên, không. Không có a.
Không có, Trương Huyền nhìn Tần Nhu, đối phương trên mặt kia mạt mất tự nhiên, không có tránh được hắn đôi mắt. Là không có a, lão bà ngươi có thể cho ta nói cái gì a? Tần Nhu trợn trắng mắt, ta công ty còn có việc, đem ngươi để chỗ nào? Liền phía trước cái kia giao lộ đi, Trương Huyền duỗi tay chỉ một chút. Tần Nhu gật đầu, tới rồi giao lộ, đem xe dừng lại. Trương Huyền cùng Tần Nhu tách ra sau, đi trước một chuyến bệnh viện, nhìn nhìn Lâm Thị bị thương công nhân, đại đa số người còn hảo, chỉ là có một người, cánh tay gãy xương, dò hỏi sau biết được, là bị Lý Gia Thôn người lấy côn bổng đánh. Trương Huyền trấn an một chút bị thương công nhân, lại mua chút dinh dưỡng phẩm, theo sau Trương Huyền lại phản hồi Lâm Thị, nguyên bản tụ ở Lâm Thị cửa Lý Gia Thôn thôn dân, thấy Lâm Thị không có đi làm, liền toàn tan. Nhưng Trương Huyền vẫn là quan sát đến, có mấy người, vẫn luôn đều chiều Lâm Thị bên này nhìn, nghĩ đến là làm nào đó giám thị. Trương Huyền cũng không đi quản, vào Lâm Thị, đi trước bảo an chỗ nhìn hạ gần mấy ngày theo dõi. Đánh người ngày đó, Trương Huyền nhìn đến, Lý Gia Thôn người vây quanh ước chừng thượng trăm hào ở Lâm Thị trước cửa, một ít người càng là nhặt lên gạch linh tinh đồ vật, chiều Lâm Thị bên trong đấm vào, Lâm Thị một người bảo an đứng ra, đương trường đã bị người cho một quyền. Theo sau một cây gậy gõ tới tay trên cánh tay, cũng chính là vừa mới Trương Huyền ở bệnh viện nhìn đến gãy xương tên kia công nhân. Ở video theo dõi thượng, Trương Huyền tuy rằng nghe không được cái gì thanh âm, nhưng có thể nhìn đến Lý Gia Thôn những cái đó thôn dân khẩu hình, trong miệng cơ hồ không ra cái gì lời hay. Trương Huyền đóng lại video theo dõi, thở sâu, nếu Lý Gia Thôn người không nghĩ hảo hảo giải quyết việc này, hắn cũng liền không cần thiết lại chịu đựng tức giận, có một số người, không đem bọn họ đánh phục. Bọn họ vĩnh viễn đều cho rằng thế giới này là bọn họ định đoạt. Trương Huyền rời đi Lâm Thị sau, trước cùng Bạch Trì liên hệ một chút, làm Bạch Trì tra một chút về Lâm Thanh Hạm hành tung, hắn đến trước làm rõ ràng Lâm Thanh Hạm đi đâu. Trương Huyền tổng cảm thấy, lần này Lâm Thanh Hạm rời đi, nơi trốn đều tràn ngập không thích hợp, lại nói cho Bạch Trì, làm Ngân Châu phụ cận người, đều tập hợp một chút. Lý Gia Thôn lần này sự làm lớn như vậy, trực tiếp sát, khẳng định là không được. Không nói công chúng ảnh hưởng sẽ thế nào, này thôn nháo sự, thế nhưng đều kinh động Hoa Hạ đứng đầu kia tầng, này sau lưng thế lực, còn chờ cân nhắc, nhưng muốn gõ một chút, vẫn là có thể làm được, cảnh sát không cho Thanh Diệp quản chuyện này, vậy giao cho địa ngục hành giả đi quản đi. Trương Huyền như vậy cách làm, cũng là phải cho Hoa Hạ đứng đầu kia tầng người thị uy, cho bọn hắn gõ gõ chuông cảnh báo. Bạch Trì tỏ vẻ minh bạch. Trương Huyền cùng Bạch Trì trò chuyện còn không có cắt đứt đâu. Liền nghe di động không ngừng vang, có người điện thoại đánh lại đây. Trương Huyền nhìn mắt dãy số, thế nhưng là Lâm Xuyên. Hảo, ta trước không cho ngươi nói, đến lại tiếp cái điện thoại. Trương Huyền cắt đứt cùng Bạch Trì trò chuyện, chuyển được Lâm Xuyên điện thoại. Điện thoại mới vừa một chuyển được, Trương Huyền liền nghe được trong điện thoại chuyển đến Lâm Xuyên khóc tiếng la. Muội phu, ngươi mau tới một chút bóng đêm đi, những người này quả thực là quá vô sỉ a. Ở điện thoại chung. Trương Huyền còn nghe được một trận đinh linh leng keng đánh tạp thanh. Chờ ta, lập tức đến. Trương Huyền trước tiên rời đi Lâm Thị, đánh chiếc xe đi trước bóng đêm quán bar. Hiện tại thời gian, bất quá vừa qua khỏi giữa trưa 12 giờ, toàn bộ quán bar phố cũng chưa người nào. Xa xa, Trương Huyền liền nhìn đến bóng đêm quán bar đại môn mở rộng ra, bên trong một mảnh hỗn độn. Trương Huyền đi đến trước cửa vừa thấy, liền thấy có hơn 30 người, đang đứng ở quán bar. Đều là người trẻ tuổi, trong tay cầm bóng đêm quán ba đồ vật, không ngừng chiều trên mặt đất đấm vào, quán ba nội bàn ghế bị tạp cái biến, quầy rượu, âm hưởng, bao gồm đèn treo, cũng tất cả đều tạp hủy hoại. Lâm Xuyên chờ một đám Thanh Diệp xã viên, đều đứng ở một bên, 50 nhiều người, mỗi người trên mặt đều có thể nhìn đến rõ ràng ứ thanh. Sao lại thế này? Trương Huyền đi vào môn, hét lớn một tiếng. Trương Huyền này một tiếng uống, giống như sấm sét nổ vang. Làm còn ở quán ba nội đánh tạp người không khỏi ngừng tay chung động tác, chiều hắn bên này xem ra. Đãi ở chỗ ngoặt Lâm Xuyên đám người, vừa thấy Trương Huyền, liền cùng nhìn thấy cứu tinh giống nhau, đại tùng một hơi. Muội phu, người rốt cuộc tới. Lâm Xuyên một phen nước mũi một phen nước mắt chạy tới. Trương Huyền nhìn mắt, hỏi, các ngươi, bị bọn họ đánh thành như vậy. 50 nhiều đánh hơn 30 cái, có thể nói nhân số chiếm cứ gấp 2 ưu thế. Kết quả hiện tại Lâm Xuyên bên này tất cả đều treo màu, trái lại kia đánh tạp hơn 30 người, một chút việc đều không có. Lâm Xuyên cùng với một loại Thanh Diệp xã viên, ngượng ngùng gật gật đầu, cũng cảm thấy thực hổ thẹn. Trương Huyền đem ánh mắt phóng tới kia hơn 30 nhân thân thượng, toàn vốn là trói chặt mày,
nhân lợi hại hơn, này hơn 30 người, có vài tên Trương Huyền hôm nay ở Lý Gia Thôn gặp qua, đều là Lý Gia Thôn thôn dân. Trương Huyền hướng này hơn 30 người mở miệng nói, các ngươi như vậy tạp chúng ta đồ vật, chỉ sợ có chút không thích hợp đi. Thôi đi, các ngươi liền khi dễ chúng ta là người thành thật, này quán ba hắc chúng ta tiền, không tạp các ngươi tạp ai. Trong đó một người thôn dân mở miệng nói. Chương 486 không đành lòng. Cái gì kêu hắc các ngươi tiền? Lâm Xuyên vừa nghe, nhịn không được nói, các ngươi chính mình tới uống rượu, nói chúng ta hố các ngươi tiền. Lý Gia Thôn thôn dân bĩu môi, một chai bia các ngươi muốn 15 khối, chúng ta trong thôn mới tam đồng tiền một lọ, các ngươi không phải hắc chúng ta tiền là làm gì? Chúng ta quán ba đồ vật yết giá rõ ràng, các ngươi đối với thực đơn điểm rượu, kết quả là nói chúng ta tiền đen. Lâm Xuyên khí bất quá, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy người như vậy. Lý Gia Thôn thôn dân nhún vai, ta không thượng quá học, lại không biết chữ, các ngươi chưa cho ta nói, đây là hắc ta tiền, ta liền đánh các ngươi. Ở đây, liền tính là cái ngốc tử đều có thể nhìn ra tới, Lý Gia Thôn những người này, hiển nhiên chính là tìm phiền toái tới. Trương Huyền nhíu nhíu mày, cảm thấy quán ba tiền đen, ngươi có thể tìm bộ môn liên quan khiếu nại, ngươi hiện tại tạp đồ vật, chính là trái pháp luật. Cái gì pháp, chúng ta trong thôn không có pháp, phải về thôn. Tên kia dẫn đầu thôn dân phất phất tay, mang theo hơn 30 cá nhân rời đi. Ai đều không được đi, Trương Huyền hướng trước cửa lấy đạp, lấp kín Lý Gia Thôn mọi người đường đi. Trương Huyền lấy ra di động, một chiếc điện thoại đánh tới cục cảnh sát. Lý Gia Thôn thôn dân ở rượu phố đánh tạp, có người quản sao? Trương Huyền trực tiếp hướng trong điện thoại nói. Người hảo, chúng ta hiện tại phái người đi xác minh. Điện thoại giữa vang lên một đạo thanh âm sau, trực tiếp cắt đứt. Cục cảnh sát khoảng cách này rượu phố, dùng đi cũng liền 20 phút, lái xe bất quá 5 phút, hơn nữa Trương Huyền vừa rồi nhìn đến, có một chiếc tuần tra xe liền ở cách đó không xa. Ở Trương Huyền báo xong cảnh sau, quay đầu nhìn thoáng qua, nguyên bản còn chính hướng rượu phố này xử tới tuần tra xe, không biết chuyện gì, đột nhiên quay đầu. Trương Huyền lại đánh báo nguy điện thoại, lại chậm chạp không ai tiếp nghe, nghĩ đến vì cục trưởng đã cấp mọi người thông chi đến, Lý Gia Thôn sự không cho quản. Ta nói, chúng ta thôn không có pháp, tránh ra. Lý Gia Thôn đi đầu thôn dân một phen chiều Trương Huyền bả vai chỗ chụp tới. Trương Huyền bả vai run lên, liền đem đối phương tay chấn khai. Trương Huyền này một động tác, làm đi đầu tên kia thôn dân ánh mắt một ngưng, người biết võ. Trương Huyền nhếch miệng cười, nếu các ngươi thôn không có pháp, ta đây liền nói cho các ngươi, cái gì gọi là, pháp luật ở ngoài, quy củ. Trương Huyền nói xong, giơ tay lên, hét lớn một tiếng, toàn phế đi. Trương Huyền tiếng nói vừa dứt, hắn phía sau lập tức nhiều ra năm đạo thân ảnh, lấy cực nhanh tốc độ vọt vào bóng đêm quán ba nội. Lý Gia Thôn dẫn đầu người nọ thậm chí còn không có thấy rõ người tới trông như thế nào, đã bị một quyền đánh vào trên mặt, đương trường chủy phiên. Hơn 30 danh Lý Gia Thôn thôn dân bỗng nhiên cả kinh, nhưng cũng không có hoảng loạn, tùy tay chịu khởi đồ vật, liền cùng người đánh lên. Mỗi một người địa ngục hành giả, đều là tinh anh, mỗi một người, đều trải qua quá ma quỷ huấn luyện, một người địa ngục hành giả, cho dù là vài tên huấn luyện xông ra bộ đội đặc chủng đều không thể gần người. Nhưng hiện tại, xuất hiện ở quán ba giữa năm tên địa ngục hành giả, thế nhưng cùng Lý Gia Thôn mọi người đấu cái không phân cao thấp, tuy rằng địa ngục hành giả như cũ chạm chút ưu thế, nhưng vô pháp lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế đem Lý Gia Thôn mọi người thu phục. Trương Huyền đứng ở một bên, cũng không có động thủ, hắn nhìn Lý Gia Thôn những người này động tác, đối phương dùng, đều là một ít hắn chưa thấy qua quyền pháp, hơn nữa mỗi người, tuyệt đối trải qua hệ thống huấn luyện, đối ra quyền, phát lực phương thức, đều rất quen thuộc. Bất quá lại thuần thục, cũng không phải địa ngục hành giả đối thủ. A, tay của ta, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, là địa ngục hành giả chém rất đối phương một cái cổ tay. Cứu ta, đường ca, cứu ta a. Theo đạo thứ nhất tiếng kêu thảm thiết, lúc sau tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Đánh hai phân nhiều chung, hơn 30 danh Lý Gia Thôn thôn dân bị thua, địa ngục hành giả ra tay sẽ không lưu tình, Trương Huyền nếu nói phế đi. Vậy đem những người này tay chân toàn bộ phế bỏ. Hơn 30 danh Lý Gia Thôn thôn dân nằm trên mặt đất, cả người đều là máu tươi, trong mắt mang theo một loại phẫn hận, một loại không cam lòng, bọn họ mỗi người ánh mắt, đều tràn ngập thù hận, nhìn chằm chằm Trương Huyền. Như vậy ánh mắt, Trương Huyền gặp qua quá nhiều, hắn phất phất tay, năm tên địa ngục hành giả toàn bộ cáo lui. Trương Huyền hướng Lâm Xuyên nói, đi báo nguy đi,
liền nói các ngươi đồ vật đều bị tạp, nếu cảnh sát mặc kệ, liền phát lên trên mạng, nhiều tìm chút thủy quân chuyển phát, đến nỗi những người này, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt hảo. Trương Huyền nói xong, quay đầu ra quán bar. Nguyên bản, Trương Huyền còn tưởng chờ đợi 2 ngày, nhìn xem Lý Gia Thôn động tính, nhưng hiện tại, Lý Gia Thôn người đã khi dễ đến trên đầu tới, nếu hắn còn có thể nhẫn, hắn cũng liền sẽ không trở thành cái kia làm cho cả thế giới ngầm đều run rẩy địa ngục quân vương. Trương Huyền ra quán bar, bên người không ai, hắn giống như lầm bầm lầu bầu nói, thông chi có thể đuổi tới mọi người, toàn bộ đến Lâm thị chung quanh, xuống tay không cần lưu tình, không giết người, nhưng cũng đừng làm bất luận cái gì một cái toàn thân mà lui. Trương Huyền nói xong, trực tiếp lấy ra di động, cấp Lý Na gọi điện thoại, làm công ty tài xế, đem xe tất cả đều khai hồi công ty, chế tạo một loại mọi người đều đi làm biểu hiện giả dối, nói cho bọn họ, phát sinh bất luận cái gì sự tình, đều không cần lộ diện, ở trong công ty trốn hảo, cứ như vậy. Trương Huyền không cho Lý Na nghi vấn cơ hội, trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Nếu có quen thuộc Trương Huyền người, nhìn đến Trương Huyền hiện tại bộ dáng, liền sẽ minh bạch, hắn sinh khí, mỗi khi hắn tức giận thời điểm, đều sẽ làm người nhìn đến như vậy sấm rền gió cuốn một mặt, mà hắn địch nhân, tự nhiên muốn trả giá thảm thống đại giới. Ngân Châu CBD thương khu. Đây là một cái ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ, thái dương không tính quá liệt, không khí phi thường ôn hòa, nhưng mẫn cảm người sẽ phát hiện, này hết thảy, luôn có như vậy chút không thích hợp. Lâm thị nguyên bản trói chặt đại môn đột nhiên mở ra, một chiếc lại một chiếc thuộc về Lâm thị xe chậm rãi xử đến công ty cửa, trên xe xuống dưới người, đi vào công ty đại lâu nội. Liền ở Lâm thị cao ốc chung quanh, một người nguyên bản đang ngồi ở kia cắn hạt dưa người, ở nhìn đến Lâm thị đại môn mở ra thời điểm, vội vàng lấy ra điện thoại, ca, mau cấp ta ba nói, cái kia công ty đi làm. Như vậy một màn, ở Lâm thị chung quanh rất nhiều góc đều phát sinh. Ở Lâm thị đại môn mở ra 10 phút nội, có gần 100 hào người, cầm trong tay xẻng, côn bổng, xuất hiện ở Lâm thị trước cửa, không ngừng phát ra nhục mạ thanh âm. Thảo, cầu Lâm thị, không chết tử tế được. Lâm thị xúc sinh, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Số đàn bà. Trương Huyền ngồi ở Lâm thị đối diện một nhà giản quán ăn chung, hắn trước mặt bày một phần tinh mỹ cơm đĩa. Trương Huyền cầm cái muỗng, nhàn nhã thịnh khởi một ngụm cơm, chậm rãi bỏ vào trong miệng. Liền ở Trương Huyền cơm nhập khẩu nháy mắt, những cái đó vây quanh ở Lâm thị trước cửa, gần 100 hào Lý Gia Thôn thôn dân phía sau, xuất hiện mấy chục đạo thân xuyên hắc y, mang mặt quỷ mặt nạ thân ảnh. Tại đây đồng thời, mười mấy giá hàng chục máy bay không người lái từ Lâm thị trên không bay qua, này đó máy bay không người lái thượng, đều cột lấy một cái túi nhỏ, ở bay vọt Lý Gia Thôn thôn dân trên không khi, sở hữu túi đồng thời nổ tung, phun ra màu trắng bột phấn. Sát! Trong không khí, vang lên một đạo trầm thấp thanh âm. Chương 487 xa lạ nam nhân. Trên bầu trời, vô số bột phấn tươi xuống, những cái đó tụ ở Lâm thị trước cửa Lý Gia Thôn thôn dân còn không có minh bạch đã xảy ra chuyện gì, liền cảm giác trước mắt một mảnh trắng xóa, cái gì đều nhìn không thấy. Từng đạo hàn mang lập lòe, tại đây màu trắng bột phấn chung, mang theo một đạo lại một đạo tiếng kêu thảm thiết. Kế mười mấy giá máy bay không người lái sau, lại có cuồn cuộn không ngừng máy bay không người lái từ phương xa bay tới, mang theo chứa đầy bột phấn túi, ở Lâm thị trên không nổ tung. Màu trắng bột phấn, giống như một hồi mưa to, chỉ bao trùm này một bộ phận nhỏ khu vực, tầm tã mà xuống. Lâm thị công ty nội, những cái đó vừa mới lái xe tới công nhân, nghe được công ty trước cửa tiếng kêu thảm thiết, liền đầu cũng không dám lộ. Bí thư Lý Na cũng ở công ty nội, hồi tưởng Trương Huyền vừa mới hạ đạt cho chính mình mệnh lệnh, lại nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, trong lòng phát run, nàng cảm giác, chính mình đây mới là đầu một hồi nhận thức Trương tiên sinh. Vô số sái lạc bột phấn, cùng với Lâm thị trước cửa tiếng kêu thảm thiết, hấp dẫn chung quanh rất nhiều người lực chú ý, chỉ là bọn hắn đem ánh mắt phóng tới khi, vô pháp nhìn đến bất cứ thứ gì, màu trắng bột phấn hoàn toàn ngăn trở bọn họ tầm mắt. Này bột phấn ước chừng rằng có 3 phút thời gian, đương 3 phút sau, hết thảy trần ai lạc định. Gần 100 tên Lý Gia Thôn thôn dân, tất cả đều nằm trên mặt đất, trong miệng phát ra kêu thảm thiết, nức nở, càng có những người này đã lâm vào hôn mê trạng thái. Màu đỏ máu tươi cùng bột phấn hỗn hợp ở bên nhau, hình thành đỏ tươi sền sệt vật, đầy đất đều là, một ít người nhát gan xem một cái đều sẽ cả người khởi nổi da gà. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, cảnh sát liền tới rồi. Mau, đánh cấp cứu điện thoại, cứu người. Đã xảy ra cái gì, ai thấy được? Một người cảnh sát nhân dân hướng vây xem quần chúng lấy được bằng chứng.
vây xem quần chúng toàn lắc đầu, bọn họ vừa mới, cái gì đều nhìn không thấy. Trương Huyền giờ phút này, cũng ăn xong rồi trước mắt đồ vật, chậm gì gì đi ra giản quán ăn, chiều Lâm Thị trước đại môn đi đến. Lấy ra video theo dõi, chúng ta yêu cầu các ngươi phối hợp. Một người cảnh sát đi vào Lâm Thị trước cửa, hướng Lâm Thị bảo an nói. Xin lỗi à cảnh sát, chúng ta theo dõi mấy ngày hôm trước bị những người này đập hư, vẫn luôn cũng chưa tu, không có theo dõi. Đúng lúc khi đi tới Trương Huyền mở miệng. Cảnh sát nhìn này đầy đất gần trăm hào người bệnh, có chút không biết nên xử lý như thế nào, vội vàng cấp vi cục trưởng gọi điện thoại. Đương vi cục trưởng nghe thế xong việc, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, đem bị thương giả toàn đưa đến bệnh viện, dư lại sự, ai đều không được quản. Vi cục trưởng ngồi ở vị trí này thượng thời gian dài như vậy, đối nào đó sự tình xem đến thực khai, trong lòng đã sớm cùng gương sáng dường như, biết những việc này không phải chính mình có thể xử lý, cần thiết được với báo mới được. Sự phát đêm đó, Ngân Châu bệnh viện trước cửa. Lý Gia Thôn thôn trưởng chống một cây gỗ đào quải trược, đứng ở chỗ này. Tên kia phía trước quát lớn Trương Huyền cùng Tần Nhu hai người tuổi trẻ nữ nhân, liền đứng ở Lý Gia Thôn thôn trưởng bên cạnh. Tộc trưởng, chuyện này khẳng định là hôm nay kia hai người làm, đại hổ nói bọn họ ở quán ba thời điểm, chính là cái kia nam tìm tới người, đem bọn họ chân cẳng cấp đánh gãy, chuyện này chúng ta không thể nhẫn a. Chúng ta Lũng Tây Lý Thị, khi nào chịu quá như vậy ủy khuất. Tuổi trẻ nữ nhân đầy mặt phẫn hận, dùng sức nhéo chính mình nắm tay. Lý Gia Thôn thôn trưởng lắc lắc đầu, việc này trước phóng phóng, quá đoạn thời gian, sở hữu phân tông đều phải hồi tộc, chuyện này, ta sẽ báo đi lên, tự nhiên sẽ có người tới xử lý, trong khoảng thời gian này, chúng ta lộ diện quá nhiều. Chính là, tuổi trẻ nữ nhân còn muốn nói cái gì, bị Lý Gia Thôn thôn trưởng phất tay ngừng. Hảo, việc này liền đến đây là ngăn, Lâm Thị chúng ta tất nhiên không thể dễ dàng buông tha. Dám đánh chúng ta Lý Thị người, cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Ở đã xảy ra Lý Gia Thôn gần trăm hào người bị thương sự kiện sau, Lâm Thị trước cửa cuối cùng khôi phục bình tĩnh, Trương Huyền cố ý chú ý một chút, những cái đó âm thầm chú ý Lâm Thị người, cũng không có tái xuất hiện. Về bóng đêm quán bà bị đánh tạp sự, Lâm Xuyên báo cảnh, lại tìm người đem video phát đến trên mạng, nhưng những cái đó trên mạng video, phát đi lên không đến 10 phút, liền không thể hiểu được biến mất. Mà tuyên bố video tài khoản, cũng bị vĩnh cửu cấm phong. Lâm Thị trước cửa gần trăm hào Lý Gia Thôn thôn dân bị thương một chuyện, không có bất luận cái gì truyền thông dám đưa tin, toàn bộ bị đè ép xuống dưới. Trương Huyền làm Lâm Xuyên trong khoảng thời gian này, phái người tìm một chút cái kia tự mình khởi công nhà thầu rơi xuống, lại tự mình ở Lâm Thị tọa trấn mấy ngày, đương phát hiện Lý Gia Thôn người hoàn toàn không có động tĩnh sau, mới yên lòng. Trong lúc, Trương Huyền còn chuyên môn đi một chuyến Lâm Thị mua miếng đất kia, nhìn một chút cái gọi là Lý Gia Thôn từ đường, kết quả không thấy ra tới bất luận cái gì hữu dụng đồ vật, ngầm là có một chỗ từ đường địa chỉ cũ không tồi, đáng tiếc đã có vẻ niên đại thật lâu xa, không bất luận cái gì có thăm dò giá trị đồ vật. Cứ như vậy, ba ngày thời gian trôi qua, Lý Gia Thôn người không có tái xuất hiện ở Lâm Thị trước cửa, toàn bộ Lâm Thị cũng khôi phục bình thường đi làm trật tự. Trương Huyền mỗi ngày liền ở tại Hàn Ôn Nhu trong phòng. Ban ngày xử lý một ít công ty sự. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Trương Huyền nhận được Bạch Chỉ điện thoại. Lão đại, ngươi làm ta điều tra tẩu tử hành tung, ta này điều tra ra, hơn nữa có chút đồ vật, đến cho ngươi xem một chút. Bạch Chỉ đang nói chuyện thời điểm, có một loại thật cẩn thận cảm giác. Phát ta di động thượng đi. Trương Huyền điện thoại mới vừa cắt đứt, di động thượng liền thu được mấy chương Bạch Chỉ phát tới ảnh chụp, trên ảnh chụp người, đúng là Lâm Thanh Hạm. Trương Huyền liếc mắt một cái đảo qua đi, sở hữu ảnh chụp chung, Lâm Thanh Hạm đều cùng một cái xa lạ nam nhân đi đến cùng nhau, không biết nói cái gì, ảnh chụp góc độ, toàn bộ đều là chụp lén. Tại đây đồng thời, Bạch Trì lại phát tới một cái giọng nói tin tức. Lão đại, ngươi lần trước làm ta tra xét một chút tẩu tử hành tung, nàng gần nhất đều ở kinh thành, ta trước đem địa chỉ linh tinh tin tức cho ngươi phát qua đi. Trương Huyền nhìn Bạch Trì phát tới tin tức, trầm mặc không nói. Hắn sẽ không cho rằng Lâm Thanh Hạm là bởi vì trên ảnh chụp người nam nhân này mới không bằng chính mình liên hệ, hơn nữa thay đổi cửa phòng khóa, này trong đó, khẳng định có cái gì chính mình không biết sự. Dù sao hiện tại Lâm Thị nguy cơ cũng đi qua, Trương Huyền trực tiếp làm Bạch Chỉ cho chính mình đính đi kinh thành vé máy bay, đêm nay liền đuổi tới kinh thành, giáp mặt hỏi một chút Lâm Thỉnh Hạm, này chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Từ Ngân Châu đến kinh thành, yêu cầu cưỡi 2 cái giờ phi cơ. Buổi chiều 6 giờ thập phần, Trương Huyền xuất hiện ở kinh thành sân bay,
như vậy ở Hoa Hạ qua lại phi, Trương Huyền sớm đã thành thói quen, dĩ vãng sinh hoạt, làm Trương Huyền có thể ở quá ngắn thời gian nội, thích ứng thế giới các nơi bất luận cái gì một chỗ địa lý khí hậu. Kinh thành, toàn bộ Hoa Hạ trung tâm, quyền quý tụ tập nơi. Có người nói, ở kinh thành, nhìn đến khai Lamborghini, ngươi còn có thể chọc, nhưng nhìn đến khai bảo mã BMW Audi, ngàn vạn không cần chọc, bởi vì ngươi không biết, bên trong ngồi chính là cái nào quan lớn, rất có thể dung mạo bình thường người, chính là mỗ tỉnh một tay. Ở chỗ này, thị giá trị chục tỷ công ty lão tổng, cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Chương 488 lại thấy tiểu mỹ nữ. Trương Huyền tới kinh thành sau, trước tiên cùng Bạch Trì liên hệ, làm Bạch Trì tra hạ Lâm Thanh Hạm hiện tại nơi vị trí. Lão đại, tẩu tử ở Thủy Tiên Tử Lâu. Thủy Tiên Tử Lâu, Trương Huyền đối cái này tử lâu rất có ấn tượng, kia không phải Cơ Gia địa phương sao? Lão đại, ngươi sẽ không biết đi. Bạch Trì trong thanh âm lộ ra một loại cổ quái. Biết cái gì? Trương Huyền rất kỳ quái hỏi. Về lần này thế giới ngầm đại hội sự A, liền ở 3 ngày sau. Bạch Trì nói đến này, có chút nói không được nữa, này thế giới ngầm đại hội, chính là Quang Minh đảo tới chủ trì, kết quả, Quang Minh đảo đảo chủ liền việc này đều không rõ ràng lắm. Ách, đúng không? Trương Huyền có chút xấu hổ sờ sờ mũi, hắn đích xác không như thế nào suy xét quá chuyện này. Bạch Trì thở dài, lão đại, người cũng chuẩn bị đi, lần này các đại cổ võ thế gia đều đi Cơ Gia khách sạn tập hợp, lại cùng đi Pháp Quốc, sau đó tập thể đăng đảo. Thật sự không được ngươi cùng tàu tử cùng nhau lại đây, cũng tới kịp. Hành, ta đã biết. Trương Huyền cắt đứt điện thoại, có chút xấu hổ, chính mình cái này thế giới ngầm vương giả đương, là có chút không xứng trước a. Trương Huyền từ sân bay đánh chiếc xe, trực tiếp đi vào Thủy Tiên Tử Lâu. Cơ Gia, làm Hoa Hạ cổ võ giới đứng hàng đệ nhất gia tộc, mặc kệ là ở kinh tế lĩnh vực, vẫn là phía chính phủ lĩnh vực, đều là phá lệ siêu nhiên. Thủy Tiên Tử cửa hàng tọa lạc ở trong kinh thành tâm vị trí, khách sạn bên ngoài biểu trang trí, liền giống như cổ đại cung điện giống nhau, mỗi đến ban đêm, đều sẽ phát ra đèn rực rỡ, trở thành một cái dấu ấn kiến trúc, càng có rất nhiều người sẽ ở Thủy Tiên Tử cửa hàng trước lưu ảnh. Cái này khách sạn cũng không đối ngoại, nếu không có đã chịu đặc thù mời người, là không có biện pháp trụ đi vào. 2 ngày này thời gian, Thủy Tiên Tử cửa hàng mỗi gian phòng đều trụ thực mãn, ở tại trong phòng người. Tất cả đều là đến từ các cổ võ thế gia, vô luận lớn nhỏ, bao gồm Ninh tỉnh 4 cực môn, cũng có đại biểu ở tại bên trong. Khách sạn tập các loại hưu nhàn, yến hội, bơi lội, giải trí, spa vì nhất thể. Trương Huyền đánh xe đình đến khách sạn cửa, nhìn mắt này khách sạn, chính mình lần trước tới thời điểm, trang hoàng còn không có tốt như vậy, nhớ rõ chính mình cấp Cơ Gia lão nhân kia đề ra rất nhiều kiến nghị. Trương Huyền đánh giá liếc mắt một cái, nguyên bản khách sạn cửa thả 2 chỉ thạch sư. Chính mình lúc ấy cảm thấy quá biệt nữ, đề ra một miệng, đã bị triệt bỏ, còn có nguyên bản chạm khắc rồng phượng môn trụ, cũng có chút thổ, cũng cấp triệt bỏ. Ngược lại đổi thành một ít giản dị đồ án, tuy rằng không có phía trước như vậy trương dương khí phách, nhưng cho người ta một loại càng thêm trầm ổn nội liếm khí thế. Trương Huyền đi vào trước cửa, cất bước đi vào. Tiên sinh, thỉnh đưa ra ngài thư mời. Đứng ở khách sạn cửa bảo an, là Cơ Gia đệ tử, thấy Trương Huyền là xa lạ gương mặt. Liền cấp cản lại. Thư mời, Trương Huyền mắt lộ ra nghi hoặc, mới ý thức được này Thủy Tiên Tử cửa hàng, đều không phải là chính mình tưởng tiến là có thể tiến. Hắn giải thích nói, lão bà của ta liền ở bên trong, ta đi vào tìm ta lão bà. Trước cửa bảo an lắc lắc đầu, tiên sinh, không có thư mời là không cho phép tiến vào, ngài có thể kêu ngài thê tử ra tới tiếp ngài. Trương Huyền lắc lắc đầu, lão bà của ta điện thoại đánh không thông, ta đi vào trước tìm được nàng. Sau đó cho các ngươi xem thư mời hành sao. Đây là không cho phép tiên sinh, bảo an vẫn luôn duỗi tay che ở Trương Huyền trước người. Trương Huyền bất đắc dĩ, người này ra quy củ chính là như vậy, hắn cũng không gì biện pháp, vừa mới chuẩn bị lấy ra di động, làm Bạch Trì cấp Cơ Gia lão nhân kia chào hỏi một cái, rốt cuộc chính mình ở Cơ Gia, cũng chỉ nhận thức cái kia lão nhân. Oa, thần y, thế nhưng là ngươi a thần y, Trương Huyền phía sau, vang lên một đạo kinh hỉ giọng nữ. Trương Huyền quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy một người 17 đến 18 tuổi tiểu mỹ nữ, ăn mặc một thân phi thường có cổ phong màu trắng váy dài, chính vẻ mặt hưng phấn đứng ở chính mình phía sau. Trương Huyền nhìn tên này tiểu mỹ nữ, cảm thấy quen mắt, nhưng trong ấn tượng cũng không có người này. Thần y, người không quen biết ta lạp, lần trước ở Ngân Châu, chính là ngươi đã cứu ta ba ba. Tiểu mỹ nữ vội vàng mở miệng. Tiểu mỹ nữ như vậy vừa nói,
Trương Huyền phản ứng lại đây, này tiểu mỹ nữ, chính là lần trước ở Ngân Châu mang nàng ba ba xem bệnh cái kia. Trương Huyền đem ánh mắt phóng tới tiểu mỹ nữ phía sau, kia chạm này một người hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Tiểu huynh đệ, ngươi đã quên chúng ta nhưng quên không được ngươi a. Lần trước nếu không phải ngươi, ta này mạng già, đã có thể giao đãi đến cái kia thi độc mặt trên. Trung niên nam nhân đầy mặt cảm kích. Phía trước hắn trúng độc, tuy rằng suy yếu, nhưng ý thức còn không có mơ hồ. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, xin lỗi, ta bị này tiểu mỹ nữ kinh diễm tới rồi, một chút không nhận ra tới, thật sự xin lỗi. Tiểu mỹ nữ bĩu môi, liền biết gạt người, ta phía trước tưởng lưu ngươi điện thoại ngươi cũng chưa cấp, cho ngươi để lại danh thiếp, ngươi cũng không liên hệ ta. Trương Huyền có chút xấu hổ cười cười, không biết nên như thế nào trả lời. Tiểu huynh đệ, ngươi đây là muốn vào đi, trung niên nam nhân hỏi một tiếng. Trương Huyền gật gật đầu, ân, lão bà của ta ở khách sạn bên trong, đáng tiếc ta không thư mời, vào không được. Tiểu huynh đệ, lão bà ngươi cũng là cổ võ thế gia. Trung niên nam nhân hiếu kỳ nói. Là Tô gia người. Trương Huyền gật đầu trả lời. Tô gia, ha ha, Tô gia tương lai gia chủ, là một nam nhẹ xinh đẹp nữ oa, tên là Lâm Thanh Hạm, hay là chính là tiểu huynh đệ lão bà ngươi. Trung niên nam nhân một chút liền suy đoán ra tới. Đúng vậy, Trương Huyền trả lời nói. Tiểu huynh đệ, vậy ngươi cùng chúng ta một khối vào đi thôi. Trung niên nam nhân từ trong túi lấy ra một chương thư mời, đưa cho cửa bảo an vừa thấy thư mời, lập tức vươn tay cho đi. Trương Huyền đi theo này cha con hai cùng nhau vào khách sạn. Nói chuyện phiếm chung, Trương Huyền biết được, này cha con hai, đến từ Hàng Thị, là Hàng Thị nhạc gia người, này trung niên nam nhân, đúng là nhạc gia đương đại gia chủ, nhạc Vanh, tiểu mỹ nữ tên là nhạc Lộ Thơ, thực văn nhã. Ba người một bên nói chuyện phiếm, một bên chiều khách sạn bên trong đi đến. Buổi chiều 7 giờ rưỡi, một bộ màu đen váy dài Lâm Thanh Hạm ngồi ở đi ăn cơm khu, trên mặt vẽ hơi hơi trang điểm nhẹ, dẫn tới không ít người ghé mắt, rất nhiều người tưởng đi lên chào hỏi, nhưng cũng chưa cái kia dũng khí, bởi vì tại đây mấy ngày thời gian, bọn họ đã biết nữ nhân này là Tô gia tương lai gia chủ thân phận. Tô gia tuy rằng không phải Cơ gia loại này đứng đầu đại gia tộc, nhưng cũng đều không phải là một ít tiểu nhân cổ võ thế gia có thể so sánh với. Một người thân cao 1m85, diện mạo soái khí thanh niên chậm rãi đi tới, ngồi vào Lâm Thanh Hạm đối diện. Này thanh niên, đúng là Bạch Trì chia Trương Huyền ảnh chụp chung nam nhân. Lâm tiểu thư, ta tìm ngươi một vòng, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này. Thanh niên hướng Lâm Thanh Hạm hơi hơi mỉm cười, ngồi ở Lâm Thanh Hạm đối diện. Giang tiên sinh, có chuyện gì sao? Lâm Thanh Hạm xinh đẹp cười, hỏi. Ngồi ở Lâm Thanh Hạm đối diện thanh niên, đúng là Uyển Thành Giang gia thiếu gia chủ, Giang gia tương lai người thừa kế, Giang Tả. Giang gia ở cổ võ thế gia trung địa vị, muốn cường với Tô gia một ít. Chương 489 ta không thích ngươi. Tô gia tuy rằng ở vào Yến Kinh, nhưng Yến Kinh cổ võ thế gia phồn đa, trừ bỏ Tô gia cùng Nam Cung gia ngoại, còn có lớn lớn bé bé rất nhiều cổ võ thế gia, nhưng Giang gia lại là độc lập với Uyển Thành. Gần hai ngày, cùng Lâm tiểu thư lưu thật sự khai, cho nên muốn giao cái bằng hữu, ngày mai đại gia liền phải xuất phát đi trước Pháp Quốc đăng đảo, đêm nay một ít bằng hữu ước hẹn, không biết Lâm tiểu thư có không hãnh diện. Giang Tả đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt chung mang theo một loại mãnh liệt tự tin. Lâm Thanh Hạm hơi hơi mỉm cười, Giang tiên sinh, ta hai ngày này thân thể không thoải mái, vẫn là thôi đi, hơn nữa ta cho rằng, chúng ta trong khoảng thời gian này tiếp xúc, chủ yếu ở trò chuyện với nhau hai nhà hợp tác mặt trên, nếu hỗn loạn quá nhiều tư nhân cảm tình nói, chỉ sợ không tốt. Lâm Thanh Hạm thực khách khí cự tuyệt Giang Tả mời, đồng thời không lậu thanh sắc phương chính mình tay trái, cố ý làm Giang Tả thấy được mang ở chính mình tay trái ngon áp út thượng nhẫn cưới. Đối với Lâm Thanh Hạm thân phận, Giang Tả hai ngày này cũng âm thầm làm chút điều tra, rốt cuộc một cái họ khác người đem tiếp nhận chức phụ Tô gia tương lai gia chủ, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy tò mò, mà Giang Tả bản nhân cũng đối Lâm Thanh Hạm rất có hứng thú. Ở điều tra chung, Giang Tả biết được một chút sự tình, tỉ như Lâm Thanh Hạm chỉ là phía trước bị Tô gia vứt bỏ khí tử, tại đây đoạn thời gian mới trở về Tô gia, có thể trở thành tương lai Tô gia gia chủ, cũng là vì Tô gia lão gia tử di nguyện, cùng với đối nàng áy náy, tại đây phía trước, nàng bất quá là một cái tiểu thành thị công ty lão tổng, đến nỗi kết hôn đối tượng, càng là một cái tới cửa con rể. Cho nên, Giang Tả căn bản là không để ý quá Lâm Thanh Hạm đã kết hôn sự. Lâm tiểu thư, lúc này đây, cũng có rất nhiều thế gia tương lai người thừa kế,
chúng ta Thế gia trước nay đều không đối ngoại, muốn càng tốt phát triển, cần thiết muốn thành lập chính mình vòng, ta cho rằng, lần này là một cái cơ hội, Lâm tiểu thư, ngươi cảm thấy đâu? Giang Tả lại lần nữa mở miệng. Ta cảm thấy, ngươi mời một cái phụ nữ có chồng ở buổi tối thời gian đi tham gia cái gọi là tư nhân tụ hội, là thực không lễ phép hành vi. Một đạo thanh âm, từ bên cạnh vang lên. Ở nghe được thanh âm này nháy mắt, Lâm Thanh Hạm cả người chấn động, thanh âm này, nàng lại quen thuộc bất quá, theo thanh âm nhìn lại, liền thấy Trương Huyền Chính chậm rãi chiều bên này đi tới. Đi theo Lâm Thanh Hạm bên người Tô Mật cũng nhìn đến Trương Huyền, nhíu nhíu mày, người này như thế nào tới, lần này cổ võ Thế gia tụ hội, hắn một người bình thường tới làm gì, còn không phải là cấp Lâm tiểu thư thêm phiền sao. Giang Tả nhìn đến Trương Huyền sau, như cũng ngồi ở chỗ kia, bất mãn nói, ngươi lại là ai? Lần này tụ hội chung, mọi người hắn không nói nhận thức, nhưng cũng đều có thể nhận ra tới, đặc biệt là những cái đó địa vị so với chính mình Giang gia cao gia tộc, càng là nhớ cái rành mạch, nhưng trong ấn tượng chính là không có trước mắt như vậy một nhân vật. Trương Huyền nhún vai, ngươi hiện tại mời vị này Lâm tiểu thư, chính là thê tử của ta, ngươi nói ta là người như thế nào? Nga, cái kia ăn cơm mềm a. Giang Tả vừa nghe, khinh thường cười cười, hắn lúc ấy còn tưởng, cái dạng gì nhân vật mới nguyện ý đương một cái tới cửa con rể, hiện tại rốt cuộc là gặp được. Lâm Thanh Hạm nghe được Giang Tả trong miệng ăn cơm mềm ba chữ, mặt đẹp biến đổi, này Giang Tả như thế nào biết, hắn điều tra chính mình. Trương Huyền cũng không có để ý tới Giang Tả nói cái gì, hắn đi đến Lâm Thanh Hạm trước người, mở miệng nói, lão bà, ngươi như thế nào không nói một tiếng liền tới kinh thành. Điện thoại cũng đánh không thông, có phải hay không ta lại nào chọc ngươi không vui lạp. Lâm Thanh Hạm nhìn chính mình trước mắt người nam nhân này, đối phương không có một chút chọc chính mình không vui, chính mình là cỡ nào tưởng mỗi ngày đều cùng hắn ở bên nhau, không liên hệ hắn trong khoảng thời gian này, chính mình mỗi ngày đều sẽ tưởng, hắn đang làm gì, hắn quá thế nào, nhưng Lâm Thanh Hạm biết, lấy chính mình hiện tại thân phận, cùng hắn đi càng gần, với hắn mà nói, liền càng nguy hiểm. Tô Mật cấp Lâm Thanh Hạm lời nói, vẫn luôn đều bị Lâm Thanh Hạm ghi tạc trong lòng, cổ võ Thế gia tuy rằng cường đại, siêu thoát thế ngoại, nhưng lại không phải vô địch, muốn đối phó Tô gia người rất nhiều, nàng tương lai kế thừa Tô gia gia chủ chi vị, đối mặt địch nhân, sẽ càng cường đại, nếu chính mình không có thể bảo hộ Trương Huyền thực lực, hắn cùng chính mình ở bên nhau, chỉ biết không ngừng gặp phải nguy hiểm. Lão bà, Trương Huyền thấy Lâm Thanh Hạm không ra tiếng, lại lần nữa hỏi. Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, ngươi không có chọc ta không vui. Ta chỉ là không thích ngươi, không thích ngươi. Này năm chữ, giống như sấm mùa xuân, ở Trương Huyền bên tai nổ vang. Dù cho đối mặt thiên quân vạn mã đều sẽ mặt không đổi sắc Trương Huyền, giờ phút này tâm thần nhoáng lên, đôi tay bắt lấy Lâm Thanh Hạm hai vai. Lão bà, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, ngươi có phải hay không gặp được cái gì khó khăn, ngươi cho ta nói. Buông ra, đứng ở một bên Tô Mật đi lên trước, một phen chụp bay Trương Huyền tay. Lâm tiểu thư nói ngươi không nghe minh bạch sao, nàng không thích ngươi. Trương Huyền không đi xem Tô Mật, hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hạm, lão bà, ngươi cho ta nói, rốt cuộc làm sao vậy a? Có một số người, thật là không có tự mình hiểu lấy a. Ngồi ở một bên Giang Tả chậm gì gì nói, mọi người đều nói, không thích ngươi, còn ở kia ra mặt dày hỏi làm sao vậy. Trương Huyền mày nhăn lại, bỗng nhiên trừng hướng Giang Tả, ta cùng lão bà của ta nói chuyện. Cùng ngươi có quan hệ gì? Giang Tả ở bị Trương Huyền theo dõi trong nháy mắt kia, trong lòng không khỏi xuất hiện một mạt hoảng loạn, liền tim đập đều bắt đầu gia tốc. Giang Tả quơ quơ đầu, lấy lại bình tĩnh, ám đạo chính mình như thế nào sẽ bị một cái ăn cơm mềm dọa thành như vậy. Hắn không vui mở miệng, ta chỉ là tò mò, ngươi không có thư mời, là đi như thế nào tiến này gian khách sạn, ân. Ta mang theo tiến vào, có vấn đề sao? Vừa mới đi tới Nhạc Vanh mở miệng. Nhạc tiền bối, Giang Tả thần sắc biến đổi, không rõ, này Trương Huyền là như thế nào cùng hàng thị Nhạc gia người liên hệ thượng. Giang Tả hướng Nhạc Vanh mở miệng nói, Nhạc tiền bối, ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm, trước mặt người này, căn bản là không tư cách tới nơi này, Lâm tiểu thư vừa mới đã thanh minh, nàng cũng không thích. Vị này Trương tiểu huynh đệ đã cứu ta mệnh, không có tư cách sao? Ân, Nhạc Vanh nhìn chằm chằm Giang Tả, hừ lạnh một tiếng. Cái gì? Giang Tả cả kinh, tiểu tử này, đã cứu Nhạc Vanh tiền bối mệnh. Hàng thị Nhạc gia, ở cổ võ Thế gia giữa, địa vị siêu quần, chỉ ở sau đều Hải Trúc gia, nếu đặt ở toàn bộ Hoa Hạ, đều là đứng hàng thứ 5 tồn tại, không phải hắn Giang Tả có thể chọc đến khởi,
tiểu tử này đi rồi cái gì thiên đại cứt chó vận, thế nhưng đối Nhạc tiền bối có một mạng tri ân. Lâm Thanh Hạm hít sâu một hơi, hướng Trương Huyền nói, Trương Huyền, ta nói còn chưa đủ minh bạch sao, ta đã không thích ngươi, lúc ấy ngươi cùng ta ở bên nhau, bất quá chính là một giấy hợp đồng, ta tùy thời có thể đơn phương xé bỏ, cho nên, thỉnh ngươi không cần lại lấy ta trưởng phu thân phận tự cho mình là. Lâm Thanh Hạm nói xong câu đó sau, đột nhiên xoay người, cũng ở nàng xoay người nháy mắt, một hàng thanh lệ theo hốc mắt chảy ra, chỉ có nàng chính mình rõ ràng, nàng vừa mới nói những lời này đó, có bao nhiêu trái lương tâm. Chương 490 xé lạn ngươi miệng. Tô Mật vẻ mặt chán ghét chừng mắt nhìn mắt Trương Huyền, tuy rằng nàng không biết Trương Huyền là đi như thế nào cứt chó vận nhận thức hàng thị Nhạc ra người, nhưng này có ích lợi gì, hắn kết quả là vẫn là cái người thường, có thể cho Tô gia mang đến cái gì. Chẳng lẽ Nhạc gia còn sẽ bởi vì hắn một người liền cùng Tô gia giao hảo không thành? Tô Mật hướng Trương Huyền mở miệng nói, ngươi liền không cần cho chúng ta Lâm tiểu thư thêm phiền được không, đây là ngươi nên tới địa phương sao? Tô Mật nói xong, lại hướng Giang Tả nói, Giang tiên sinh, ta thay ta nhóm tiểu thư tiếp thu ngươi mời, đêm nay điện thoại liên hệ. Thật vậy chăng? Giang Tả trên mặt một trận vui sướng, dùng một loại đắc ý ánh mắt nhìn mắt Trương Huyền. Trương Huyền khóe miệng một liệt, hướng Giang Tả lạnh lùng nói, nàng có đáp ứng hay không, ta quản không được, nhưng ngươi muốn dám mời nàng, ta liền xé nát ngươi miệng. Giang Tả vẻ mặt khinh thường, liền loại này ăn cơm mềm, nếu không phải có Nhạc Vanh cho hắn chống lưng, chính mình sớm đánh hắn bắt đều tìm không thấy. Giang Tả mở miệng nói, ta liền mời nàng, ta đảo muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào xé nát ta miệng. Giang Tả không tin, Nhạc Vanh có thể bởi vì việc này cấp tiểu tử này xuất đầu, rốt cuộc chính mình nói như thế nào, cũng là Giang gia tương lai người thừa kế, huống hồ tại đây sự kiện thượng, chính mình còn chiếm lý, nếu tiểu tử này thật dám đối với chính mình bất kính, Nhạc Vanh cũng bảo không được hắn. Trương Huyền nhún vai, ngươi có thể thử xem, bất quá ta hiện tại thay đổi chủ ý. Ngươi chỉ cần dám cùng lão bà của ta nói chuyện, ta liền xé lạn ngươi miệng. A, à, Giang Tả khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lâm Thanh Hạm, mở miệng, Lâm. Giang Tả vừa mới nói một chữ, liền cảm giác một trận kình phong từ chính mình bên cạnh đánh úp lại. Đứng ở một bên Nhạc Vanh chừng lớn đôi mắt nhìn trước người Trương Huyền ra tay, ngay cả hắn cũng chưa phản ứng lại đây, mau, quả thực là quá nhanh. Ở Giang Tả phản ứng lại đây khi... Trương Huyền nắm tay, đã tạp tới rồi Giang Tả trên mặt, trước một giây còn đứng ở nơi đó Giang Tả, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, té ngã trên đất, lại trượt một khoảng cách, thẳng đến đụng vào một cái góc bàn, mới ngừng lại được. Bên này đột nhiên phát sinh biến cố, ai cũng không nghĩ tới, thế nhưng có người, dám ở cơ ra bãi động thủ. Tô Mật có chút ngây người nhìn Trương Huyền, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, người này, thế nhưng có tốt như vậy thân thủ, nếu vừa mới kia quyền là chiều chính mình đánh tới. Chính mình cũng sẽ giống Giang Tả giống nhau, không có bất luận cái gì phản kháng đường sống. Chính là, thân thủ lại hảo thì thế nào, trước sau là một người, đối mặt toàn bộ thế gia thời điểm, vẫn là giống như con kiến giống nhau. Lâm Thanh Hạm ở hơi hơi ngây người sau, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hướng Trương Huyền phát ra giống to, Trương Huyền, ngươi làm cái gì? Lâm Thanh Hạm sắc mặt đỏ lên, có vẻ phi thường phẫn nộ, làm nàng phẫn nộ, không phải bởi vì Trương Huyền đánh Giang Tả. Mà là nàng sợ hãi, Trương Huyền bởi vậy chọc phải cái gì phiền toái. Hai ngày này ở Thường Xuyên, Lâm Thanh Hạm lại nghe nói về rất nhiều cổ võ thế gia sự tích, một ít đồ vật, là nàng phía trước tưởng cũng không dám tưởng. Tỷ như phía trước, Lâm Thanh Hạm liền xem qua một cái tin tức, nào đó làm không tồi xí nghiệp đột nhiên phá sản, hoặc là mẫu danh quan lớn đột nhiên xuống ngựa, hai ngày này nàng mới biết được, này đó, tất cả đều là cổ võ thế gia làm. Này đó cổ võ thế gia sợ có được đặc quyền. Là rất nhiều người căn bản tưởng tượng không đến, hiện tại Trương Huyền đánh Giang gia tương lai người thừa kế, này đến đưa tới bao lớn phiền toái, đối hắn mà nói, đây là tai họa ngập đầu a. Trương Huyền, mau cấp Giang tiên sinh xin lỗi, mau. Lâm Thanh Hạm lớn tiếng quát lớn. Giang Tả lau đem khóe miệng, từ trên mặt đất bò dậy, hung tợn trừng mắt Trương Huyền, người hắn sao, dám đánh ta. Ta nói, người dám cùng lão bà của ta nói một lời, ta liền xé lạn ngươi miệng. Trương Huyền chậm gì gì chiều Giang Tả đi đến. Giang Tả nhìn chậm rãi đến gần Trương Huyền, nhéo lên nắm tay, hắn cho rằng, chính mình vừa mới là không chú ý, mới bị tiểu tử này thực hiện được, chính mình nhất định phải tiểu tử này đẹp. Tiểu tử, ta hắn sao muốn mạng ngươi? Giang Tả hét lớn một tiếng, một quyền chiều Trương Huyền mặt đánh đi. Đối mặt Giang Tả này một quyền,
Trương Huyền chỉ là tùy ý giỏ ra một bàn tay, nhẹ nhàng đem Giang Tả nắm tay nắm, theo sau trở tay một quyền, đánh vào Giang Tả trên mặt. Giang Tả bỗng nhiên cả kinh, hắn không nghĩ tới, chính mình như vậy một quyền, thế nhưng bị người này như thế nhẹ nhàng liền ngăn lại. Trương Huyền này một quyền, lại cấp Giang Tả đánh nghiêng trên mặt đất, máu tươi theo Giang Tả khóe miệng chảy xuống, mọi người thấy rõ, Giang Tả môi, đã bị đập nát, vỡ ra khẩu tử. Trương Huyền này một quyền sau, cũng không có dừng tay, bắt lấy Giang Tả cổ áo, đem Giang Tả từ trên mặt đất nắm lên, lại lần nữa một quyền thật mạnh truy ở Giang Tả ngoài miệng. Này một quyền, đánh vào Giang Tả ngoài miệng thời điểm, mang theo một trận đánh sâu vào cảm, làm vây xem người theo bản năng rụt hạ cổ. Giang Tả bị này một quyền nện ở miệng bộ sau, đầu hung hăng nện ở trên mặt đất, phát ra đông một trận tiếng vang, hắn há miệng thở dốc, hai viên mang huyết hàm răng, rơi xuống trên mặt đất. Trương Huyền buông ra nắm chặt nắm tay, ngươi vừa rồi hình như, ở nghi ngờ ta nói. Vây xem người, theo bản năng nuốt khẩu nước bọt, đây là từ đâu ra tàn nhẫn nhân vật a? Giang gia người thừa kế, nói đánh là đánh, hơn nữa không lưu một chút đường sống. Những cái đó nguyên bản đối Lâm Thanh Hạm còn có chút ý tưởng người, giờ phút này đều ở may mắn chính mình có tự mình hiểu lấy, nếu không gặp phải như vậy tàn nhẫn nhân vật, hiện tại nằm ở kia, chính là chính mình. Giang gia lần này tới, không ngừng là Giang Tả một người, ở bên này xôn xao phát sinh sau, hai gã cùng đi Giang Tả cùng nhau tới người, lập tức liền chạy tới, này hai người, đều là Giang Tả trưởng bối, một người là Giang Tả đại bá, một người là Giang Tả phụ thân. Giang Tả hai gã trưởng bối nhìn quỳ rạp trên mặt đất, đầy miệng máu tươi Giang Tả, khí sắc mặt trắng bệch, bọn họ mắt lạnh nhìn chằm chằm Trương Huyền, tiểu tử, dám đụng đến bọn ta Giang gia người. Trương Huyền lộ ra một mặt cười nhạo, Giang gia, rất lợi hại sao? Nghe Trương Huyền nói, Tô Mật giống như xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn, liền Giang gia cũng không biết, liền dám vung tay đánh nhau, thật là cuồng vọng đến không biên, cho rằng chính mình luyện chút quyền cước, liền không ai có thể thu thập được ngươi. Giang Tả phụ thân bỗng nhiên giận dữ, quát, tiểu tử, ngươi cuồng vọng. Giang gia chủ, tiểu bối sự, các ngươi làm trưởng bối, liền không cần lo cho đi. Nhạc Vanh lúc này đứng dậy, hắn từng chịu quá Trương Huyền ân cứu mạng, lúc này lại có thể nào đứng ở một bên nhìn. Giang Tả phụ thân thấy Nhạc Vanh thế nhưng ra tới nói chuyện, mày nhăn lại, này Nhạc gia, không phải hắn Giang gia có thể chọc đến khởi. Giang Tả phụ thân nói, Nhạc huynh, ngươi muốn ra tới giữ gìn tiểu tử này sao? Hắn chính là đánh ta nhi tử, đánh ta Giang gia tương lai người thừa kế. Nhạc Vanh cười cười, Trương tiểu huynh đệ đánh ai, ta Nhạc Vanh quản không đến, ta chỉ biết, Trương tiểu huynh đệ đã từng đã cứu ta, nếu không phải hắn, ta Nhạc Vanh đã sớm là một khối thi thể, cho nên, ta chỉ lo, ai muốn động Trương tiểu huynh đệ, chính là cùng ta Nhạc Vanh không qua được. Chương 491 đừng lại đi theo ta. Giang Tả phụ thân nhìn thấy Nhạc Vanh thái độ, sắc mặt thật không đẹp. Nhạc gia so Giang gia ở cổ võ giới địa vị muốn cao hơn rất nhiều, nếu Nhạc Vanh một lòng muốn bảo người này, ít nhất, chính mình giờ phút này là tuyệt đối không thể làm ra gì đó, nếu không chính là cùng Nhạc gia không qua được. Giang Tả phụ thân thở sâu, Nhạc huynh, nếu ngươi muốn bảo người này, ta cũng cho ngươi cái này mặt mũi, chúng ta đi. Giang Tả phụ thân vung tay lên, Giang Tả đại bá nâng dậy trọng thương Giang Tả, trong mắt tràn ngập hận ý trừng mắt nhìn mắt Trương Huyền, Triệu Yến thính ngoại đi đến. Nhạc Vanh thở dài, đã đi tới, hướng Trương Huyền nói, Trương tiểu huynh đệ, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến này, ngươi cá nhân thực lực là cường hãn, nhưng đối mặt toàn bộ Giang gia, chỉ dựa vào cá nhân thực lực là không được, ở cổ võ thế gia địa vị phân chia thượng, ngươi thê tử Tô gia cùng Giang gia so sánh với, còn có khoảng cách nhất định, sấn cơ hội này, ngươi muốn nhiều kết giao điểm bằng hữu a. Trương Huyền gật gật đầu, hướng Nhạc Vanh nói, đa tạ. Lần này sự, liền tính Nhạc Vanh không mở miệng, Trương Huyền cũng là chuyện gì đều không có, bất quá nếu người khác hảo tâm hỗ trợ, Trương Huyền vẫn là muốn cho thấy chính mình thái độ, thật muốn làm chính mình xử lý việc này, còn sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Nhạc Vanh thấy Trương Huyền bộ dáng, biết hắn cũng không có nghe đi vào chính mình nói, lắc lắc đầu, Nhạc Vanh cũng không nói thêm cái gì, hắn thừa nhận, Trương Huyền rất có bản lĩnh, có một tay tinh diệu y thuật, tự thân thực lực cũng rất mạnh, như vậy người trẻ tuổi, nên có chính mình ngạo khí, nếu không ăn mệt chút. Loại người này là vô pháp thu liếm chính mình ngạo khí. Trương Huyền, người cùng ta tới. Lâm Thanh Hạm nhìn mắt Trương Huyền, lạnh giọng mở miệng, theo sau quay đầu, chiều đi ăn cơm khu bên ngoài đi đến. Trương Huyền vội vàng đuổi kịp Lâm Thanh Hạm bước chân. Đi ăn cơm khu bên ngoài trên hành lang,
Lâm Thanh Hạm chính một mình một người đứng ở nơi đó, cao gầy thân ảnh, màu đen váy dài, làm nàng giống như một đóa yêu diễm hoa hồng đen, làm người chỉ dám thưởng thức, lại không dám đi đụng vào. Lão bà, có gì lời nói còn phải lén nói à? Trương Huyền bồi một trương gương mặt tươi cười, đi đến nữ nhân trước mặt. Lâm Thanh Hạm nhìn trước người nam nhân gương mặt tươi cười, nàng thật sự lo lắng cho mình nhìn không được, trực tiếp bổ nhào vào nam nhân trong lòng ngực. Nhưng Lâm Thanh Hạm trong lòng thời khắc đều ở nói cho chính mình cần thiết muốn nhịn xuống, không thể bởi vì chính mình, mà làm hắn lâm vào nguy hiểm giữa. Lâm Thanh Hạm nhìn mắt Trương Huyền, lạnh lùng nói, người rất hẹp hòi. Người khác chỉ là cùng ta nói một câu, người liền động thủ đánh người. Đúng vậy, ta chính là keo kiệt. Trương Huyền không có phủ nhận gật đầu, ta chính là không tiếp thu được nam nhân khác cùng lão bà của ta nói chuyện, ngươi là của ta. Lâm Thanh Hạm nghe Trương Huyền này bá đạo lại có chứa ghen tuông lời nói, trong lòng ngọt ngào, nhưng lại không thể biểu hiện ra mảy may. Trương Huyền, ta lại cho ngươi nói một lần, ta đã không thích ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi không phải lão công của ta, ta cùng ai giao bằng hữu, cùng ngươi một chút quan hệ đều không có, minh bạch sao? Lâm Thanh Hạm nỗ lực làm chính mình ngữ khí có vẻ lạnh băng. Trương Huyền lắc đầu, không rõ, ngươi là của ta lão bà, hai ta đã lãnh chứng. Lâm Thanh Hạm ngữ khí tăng thêm, kia bất quá là một giấy hợp đồng, ta tùy thời có thể đơn phương xé bỏ. Trương Huyền không sao cả lấy thác đôi tay, ta đây liền bồi ngươi tiền vi phạm hợp đồng bái, bao nhiêu tiền ngươi nói, dù sao ta không đồng ý ly hôn. Ngươi, Lâm Thanh Hạm nhìn Trương Huyền này phúc vô lại bộ dáng, phồng má tử, nói không ra lời. Trương Huyền cười hắc hắc, lão bà, ngươi có phải hay không cùng ta có gì hiểu lầm, cho ta nói bái. Trương Huyền nói. Liền mở ra hai tay, muốn đi ôm Lâm Thanh Hạm. Ly ta xa một chút, Lâm Thanh Hạm một phen đẩy ra Trương Huyền, tuy rằng nàng ngữ khí thật không tốt, nhưng nàng trong ánh mắt, không có biểu hiện ra một chút đối Trương Huyền chán ghét. Ta nói cho ngươi, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, này hôn, ta và ngươi ly định rồi, còn có, không cần lại đi theo ta, nghe minh bạch sao. Trương Huyền mở ra đôi tay, định ở Lâm Thanh Hạm trước mặt, lão bà, ngươi hảo hảo cho ta nói. Ngươi có phải hay không gặp được chuyện gì, vẫn là ai uy hiếp ngươi? Ngươi nói cho ta. Không có, Lâm Thanh Hạm đôi tay ôm ngực, lạnh lùng nói. Trương Huyền nhìn Lâm Thanh Hạm này không muốn cùng chính mình nhiều lời bộ dáng, trầm ngâm một trận, theo sau mở miệng, hảo đi, lão bà, ngươi nếu không nguyện ý cho ta nói, vậy quên đi, bất quá có một chút ngươi phải biết rằng, ta làm ngươi lão công, làm ngươi nam nhân, ta bả vai, chính là ngươi cảng, ta là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Chờ ngươi chừng nào thì tưởng nói, rồi nói sau, dù sao, ly hôn là không có khả năng. Trương Huyền nói xong, xoay người, đi nhanh rời đi. Lâm Thanh Hạm nhìn Trương Huyền bóng dáng, một đôi mắt đẹp không khỏi phiếm hồng, nàng không nghĩ làm Trương Huyền trở thành chính mình hậu thuẫn. Hiện tại nàng, chỉ nghĩ tốt nhất đem Trương Huyền bảo vệ lại tới, nàng không nghĩ làm cái này chính mình thâm ái nam nhân, bởi vì chính mình, mà gặp được cái gì nguy hiểm. Lâm Tiểu Thư, Tô Mật từ một bên đi tới. Ân, Lâm Thanh Hạm vội vàng duỗi tay lau một chút khóe mắt nước mắt, làm sao vậy? Tô Mật lắc lắc đầu, không có việc gì, ta chỉ là tưởng nói, có một số người, không ở một vòng tròn, sớm muộn gì sẽ trở nên mới lạ, thân phận của ngươi, cùng Trương Tiên Sinh kém quá nhiều, đau dài không bằng đau ngắn, nếu lần này đều đem lời nói ra, liền nghĩ cách làm Trương Tiên Sinh hết hy vọng đi, chẳng sợ dùng một ít đặc biệt thủ đoạn, cũng không tiếc, rốt cuộc, ngươi là vì hắn hảo, ngươi nói đi, Lâm Tiểu Thư. Đặc biệt thủ đoạn, Lâm Thanh Hạm trong miệng lẩm bẩm Tô Mật lời nói. Ta có thể nhìn ra tới, Trương Tiên Sinh không muốn từ bỏ ngươi, nếu làm hắn chủ động buông tay, là không có khả năng, chúng ta có thể đổi một loại phương pháp, tỉ như, làm hắn đối với ngươi sinh ra áy náy, do đó chủ động rời đi. Rời đi. Ở nghe được này hai chữ thời điểm, Lâm Thanh Hạm cảm giác chính mình một lòng, đều ở quặn đau. Ban đêm, ánh trăng như nước, phủ kín cửa sổ. Lâm Thanh Hạm đứng ở phòng cửa sổ trước, kéo ra bức màn, lẳng lặng nhìn ngoài phòng. Rõ ràng là đèn rực rỡ mới lên thời điểm, lại làm Lâm Thanh Hạm cảm giác phá lệ quạnh quẽ. Người có vui buồn tan hợp, nguyệt có âm tình tròn khuyết. Lâm Thanh Hạm ngẩng đầu vọng nguyệt, trong miệng lẩm bẩm. Lâm Thanh Hạm thấp hèn đầu, nàng trụ phòng, vừa vặn có thể nhìn đến khách sạn này nội viện, trong viện có hoa viên, có núi giả, có một mảnh tiểu hồ, có một tòa đình hóng gió. Lúc này, hết thảy đều có vẻ yên tĩnh. Ở hoa viên trung tâm đỉnh hóng gió thượng, Lâm Thanh Hạm thấy được một bóng người, tuy rằng trời tối, tuy rằng mơ hồ,
nhưng nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn đến, đó là Trương Huyền, hắn chính một người, lẻ loi ngồi ở chỗ kia, làm người nhìn, đều cảm thấy một tia đau lòng. Ngồi ở đình hóng gió chung Trương Huyền, giống như cảm ứng được Lâm Thanh Hạm ánh mắt, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa lúc cùng Lâm Thanh Hạm bốn mắt nhìn nhau. Trương Huyền nhếch miệng cười, hướng Lâm Thanh Hạm phất phất tay. Lâm Thanh Hạm lui về phía sau hai bước, một tay đem bức màn kéo lên, khối này mạn diệu thân ảnh, biến mất ở Trương Huyền tầm mắt giữa. Trương Huyền lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng, như cũng ngồi ở trong đình. Chương 492 ghen tàn nhẫn người. Hôm sau sáng sớm, ở buổi sáng khoảng 7 giờ, rất nhiều người liền rời giường thu thập hành lý, bởi vì mọi người đều rõ ràng, hôm nay liền phải đi trước Pháp Quốc Paris, ở nơi đó tập hợp, toàn thế giới ngầm thế lực, đều sẽ cộng đồng đi trước Quang Minh Đảo, cái kia thế giới ngầm giữa thánh địa. Lâm Thanh Hạm cũng không có nhiều ít đồ vật muốn thu thập, 8 giờ tả hữu, nàng liền tới đến đi ăn cơm khu, hưởng dụng bữa sáng. Ở phía trước, Lâm Thanh Hạm là không có ăn bữa sáng thói quen, chẳng sợ cơm trưa, đều rất ít sẽ ăn món chính, đều là tùy tiện chắp vá qua đi, hiện tại dưỡng thành bữa sáng cùng cơm trưa thói quen, tất cả đều là bởi vì Trương Huyền. Lâm Thanh Hạm tuyển một ly sữa bò, một phần bơ bánh mì, vừa mới tìm cái địa phương ngồi xuống, liền thấy một cái mâm đồ ăn rơi xuống chính mình trước mặt. Ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy Trương Huyền cầm một lung bánh bao, ngồi ở chính mình đối diện. Lâm Thanh Hạ mày liễu vừa nhíu, ta không phải nói làm ngươi đừng đi theo ta sao? Không đi theo ngươi à? Trương Huyền cầm cái bánh bao nhét vào trong miệng, thật mạnh cắn một ngụm, duỗi tay một lóng tay bên cạnh, không vị trí ngồi. Lâm Thanh Hạm quay đầu vừa thấy, bên cạnh rõ ràng đều là trống không. Nàng cầm chính mình bánh mì cùng sữa bò, đứng dậy thay đổi vị trí, vừa mới ngồi xuống, phát hiện Trương Huyền lại ngồi vào chính mình đối diện. Lần này không đợi Lâm Thanh Hạm hỏi, Trương Huyền liền trước tiên mở miệng, bên cạnh kia lậu thủy, ai nha nha, người nói một chút, lớn như vậy cái khách sạn, phương tiện như thế nào như vậy không hoàn thiện đâu. Lâm Thanh Hạm là phát hiện, vô luận chính mình đi đến nơi nào, Trương Huyền đều sẽ tìm lấy cớ đi theo chính mình, nàng đơn giản liền không đổi vị trí, an tâm ngồi ở này, ăn bữa sáng. Lão bà, ta phía trước có hay không cho ngươi nói qua, ngươi an tĩnh ăn cái gì bộ dáng, thật sự hảo mỹ. Lão bà, uống sữa bò thời điểm đừng quá sốt ruột, đối dạ dày không tốt. Lão bà, người hôm nay hóa trang thật xinh đẹp a. À? Lâm Thanh Hạm vừa nhấc đầu, liền thấy Trương Huyền cơm cũng không ăn, dùng một bàn tay chống cằm, không ngừng nhìn chính mình, nói những lời này. Lâm Thanh Hạm sắc mặt tối sầm, người còn ăn sao? Ăn a, bất quá một bên nhìn ngươi, một bên ăn cái gì, càng thêm mỹ vị. Trương Huyền cầm lấy một cái bánh bao, một ngụm nuốt rớt. Lâm Thanh Hạm nhìn Trương Huyền, nàng đối người nam nhân này, thật là không có một chút biện pháp, qua loa ăn bữa sáng, Lâm Thanh Hạm vội vàng đứng dậy rời đi. Lần này, sở hữu cổ võ thế gia đại biểu cùng nhau đi trước Pháp Quốc, từ cơ gia chuyển cơ phái đưa, hộ chiếu gì đó căn bản không cần đại gia lo lắng. Cơ gia phái xe chuyên dùng đem mọi người đưa hướng sân bay, sau đó thống kê, đăng ký. Cơ gia tuy đại, nhân thủ đông đảo, nhưng làm xong này đó rườm rà xong việc. Vẫn là tới rồi giữa trưa. Các vị, lần này Hoa Hạ cổ võ thế gia, giống thường lui tới giống nhau, từ ta cơ gia mang đội, đi trước Pháp Quốc sau, có bất luận vấn đề gì, đều trực tiếp tìm chúng ta cơ gia người là được. Cơ gia người phụ trách, đứng ở sân bay thượng, lớn tiếng nói. Ở cơ gia người phụ trách bên người, còn có hai cái gia tộc người phụ trách, đồng dạng là kinh thành cổ võ thế gia, cùng cơ gia cũng xưng là Hoa Hạ tam đại gia, cũng là Hoa Hạ đứng hàng tiền tam cổ võ thế gia. Phân biệt là đứng hàng đệ nhị Khương gia, cùng với đứng hàng đệ tam Bạch gia. Này hai cái gia tộc, thực lực cường đại, nhưng ở uy vọng thượng, so cơ gia muốn kém rất nhiều, bởi vì cho tới nay, sở hữu đối ngoại công việc, bao gồm Hoa Hạ cổ võ giới dưới mặt đất thế giới phát ra tiếng, đều là từ cơ gia một tay xử lý, dần dà, cơ gia liền trở thành Hoa Hạ cổ võ giới đi đầu đại ca tồn tại. Cơ gia chuyên dụng máy bay hành khách là thực xa hoa, lần này xuất phát, tổng cộng tam giá máy bay hành khách. Lâm Thanh Hạm xử lý hảo sở hữu đăng ký sau, liền đăng ký, nàng ngồi ở một cái dựa cửa sổ vị trí. Từ Kinh Thành đến Pháp Quốc, không sai biệt lắm yêu cầu 10 cái giờ thời gian, mà giữa trưa xuất phát, tới rồi Pháp Quốc thời điểm, không sai biệt lắm là Pháp Quốc cơm chiều điểm, cho nên thời gian này điểm, chính là đại gia điều chỉnh sai giờ thời điểm. Lâm Thanh Hạm sửa sang lại một chút cái chán tóc mái, nhắm mắt lại, vừa mới chuẩn bị chợp mắt, liền nghe bên cạnh vang lên Tô Mật phẫn nộ thanh âm.
ai làm ngươi ngồi này, tránh ra. Lâm Thanh Hạm vừa mở mắt, quay đầu, nhìn đến Trương Huyền không biết khi nào đã ngồi vào chính mình bên cạnh. Tô Mật kia phẫn nộ thanh âm, chính là bởi vì Trương Huyền phát ra. Trương Huyền quơ quơ đầu, ta mới vừa hỏi nhân gia, này trên phi cơ không phải tùy tiện ngồi sao? Ta tưởng ngồi nào đều được. Ngươi, Tô Mật trừng mắt Trương Huyền, không biết nên nói cái gì. Tính, chúng ta đổi cái địa phương ngồi đi. Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, đứng dậy. Nhìn đến Lâm Thanh Hạm đứng dậy, Trương Huyền như lão tăng giống nhau, ngồi ở chỗ kia, động cũng chưa động. Lâm Thanh Hạm nhìn đến Trương Huyền này không nhúc nhích bộ dáng, có chút kỳ quái, người này đổi tính. Lâm Thanh Hạm ý tưởng này vừa mới ra, liền nghe Trương Huyền thanh âm lớn tiếng vang lên, ai dám cùng lão bà của ta ngồi một khối, ta liền đánh gãy hắn chân. Mặc kệ nam nữ, đều đánh. Trương Huyền đêm qua hung tàn, rất nhiều người đều kiến thức tới rồi, liền tính chưa thấy được kia một màn người, cũng đều nghe nói, một cái tàn nhẫn người, bởi vì ghen, đánh giang ra tương lai người thừa kế, cố tình phía sau có Nhạc gia người chống lưng. Này dám cùng Nhạc gia chống lại người, toàn bộ Hoa Hạ cổ võ thế gia chung, tính toán đâu ra đấy cũng liền như vậy bốn gia. Kinh thành tam đại gia, cùng với đều hải trúc gia, còn lại người, đều không có cái kia dũng khí nói cùng Nhạc gia thế nào. Hiện tại vừa nghe Trương Huyền lời này, nguyên bản những cái đó còn không có ngồi xuống người, vội vàng tìm cái địa phương ngồi xuống. Lâm Thanh Hạm nhìn đến một cái xa lạ nam nhân bên người còn có vị trí, vừa mới chuẩn bị chiều kia đi đến, liền nghe cái kia xa lạ nam nhân mở miệng, mỹ nữ, ngượng ngùng a, từ từ lão bà của ta muốn ngồi này, ngươi đổi cái địa phương đi. Lâm Thanh Hạm lại đem ánh mắt phóng tới một cái 16-17 tuổi tiểu nha đầu trên người, này tiểu nha đầu bên cạnh cũng có vị trí, tiểu nha đầu vừa thấy Lâm Thanh Hạm đem ánh mắt phóng tới trên người mình, vội vàng mở miệng, xinh đẹp tỉ tỉ, ta lão công muốn ngồi này đâu. Người mới bao lớn, liền có lão công, Lâm Thanh Hạm có chút vô ngữ, này lấy cớ tìm cũng quá hấp tấp điểm đi. Tiểu nha đầu ngượng ngùng cười, không nói gì, nhưng ý tứ thực minh bạch. Lâm Thanh Hạm lại phóng nhãn toàn bộ cabin, trừ bỏ Trương Huyền bên người còn có tả hữu hai cái vị trí còn không bên ngoài, ở không có bất luận cái gì địa phương có thể ngồi. Trương Huyền đã sớm dự đoán được một màn này, thực kiêu ngạo ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích. Lúc này, một người dáng người cao gầy tiếp viên hàng không đã đi tới, hướng Lâm Thanh Hạm ra tiếng nói, nữ sĩ ngài hảo, phi cơ lập tức cất cánh, thỉnh ngài trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, chỉ phải đi đến Trương Huyền bên cạnh, ngồi xuống. Tô Mật đi theo Lâm Thanh Hạm đi qua, trừng mắt Trương Huyền, người có ý tứ gì, một người ngồi trung gian. Trương Huyền trợn trắng mắt, ta tưởng ngồi nào liền ngồi nào. Muốn đặt ở thường lui tới, Tô Mật dám cùng Trương Huyền nói như vậy, Trương Huyền đã sớm một cái tát lên rồi, nhưng hiện tại bất đồng, cái này Tô Mật, hiển nhiên chính là Lâm Thanh Hạm tùy tùng một loại nhân vật. Hảo, trước ngồi xuống đi, Lâm Thanh Hạm nói một tiếng. Chương 493 bay đi Paris. Lâm Thanh Hạm đều không phải là chán ghét Trương Huyền, nàng chỉ là tưởng dần dần cùng Trương Huyền kéo ra khoảng cách. Phi cơ cất cánh, Lâm Thanh Hạm ngồi ở nhất giữa cửa sổ vị trí. Ở phi cơ phi hành một đoạn thời gian sau, Lâm Thanh Hạm tổng cảm thấy có chút cổ quái, một quay đầu, liền thấy Trương Huyền một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình. Ngươi xem ta làm gì? Lâm Thanh Hạm cố ý lộ ra một bộ không vui bộ dáng. A, Trương Huyền vẻ mặt nghi hoặc, ta xem bên ngoài đám mây đâu a? Loại này lừa quỷ nói, tiểu hài tử đều sẽ không tin. Lâm Thanh Hạm đơn giản cầm lấy bịt mắt mang lên, dựa vào trên chỗ ngồi chợp mắt lên. Phi cơ ở không trung lướt đi, màu xanh da trời mây trắng chợt lóe mà qua. Lâm Thanh Hạm mang tai nghe nội truyền phát tin nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc thanh, làm người toàn thân tâm đều thả lỏng lại. Lâm Thanh Hạm thở phào một hơi, mấy ngày nay thời gian, nàng mỗi ngày đều bận về việc các loại xã giao, tâm thần cảm giác được phi thường mỏi mệt, đã thật lâu không có giống hiện tại nhẹ nhàng như vậy qua. Lâm Thanh Hạm ở cất cánh trước, cố ý cùng Milan liên hệ một chút. Milan giờ phút này liền ở Paris, hai nàng nói tốt buổi tối cùng nhau hưởng dụng một đốn pháp thức bữa tiệc lớn. Đang ở Lâm Thanh Hạm tính toán hảo hảo thả lỏng, hơi chút nghỉ ngơi một chút thời điểm, liền cảm giác một viên đầu tài tới rồi chính mình bả vai chỗ, Lâm Thanh Hạm căn bản không cần xem, đều biết này cái đầu là thuộc về ai. Trương Huyền giờ phút này, chính phát ra mỏng manh xả tiếng hô, dựa vào Lâm Thanh Hạm trên người, đã là ngủ rồi. Lâm Thanh Hạm tháo xuống bịt mắt. Duỗi tay tính toán đem Trương Huyền đánh thức,
mà khi nàng nhìn đến Trương Huyền kia khóe miệng không tự giác gợi lên mỉm cười khi, chuẩn bị chụp ở Trương Huyền trên người tay, ngừng ở giữa không trung. Lâm Thanh Hạm đột nhiên ý thức được một vấn đề, đêm qua, hắn ở đâu? Khách sạn phòng tất cả đều trụ đầy, hắn này đây chính mình trưởng phu thân phận đi vào này, chẳng lẽ ngày hôm qua cả một đêm, hắn đều ngồi ở cái kia tiểu đình hóng gió chung? Tưởng tượng đến này, Lâm Thanh Hạm liền cảm giác trong lòng có từng trận đau đớn. Nâng lên tay chậm rãi buông, Lâm Thanh Hạm thật cẩn thận điều chỉnh một chút chính mình dáng ngồi, có thể cho Trương Huyền dựa vào càng thoải mái, cũng ngủ càng thoải mái. Lâm Thanh Hạm một lần nữa mang lên bịt mắt, lại đem tai nghe hái được xuống dưới, bên cạnh nam nhân cân xứng tiếng hít thở, đối nàng tới nói, là trên thế giới này, nhất dễ nghe thanh âm, khả năng, lần này Pháp Quốc hành trình sau khi trở về, chính mình liền rốt cuộc nghe không được đi, như vậy thanh âm, làm nàng cảm thấy an tâm. Dần dần, Lâm Thanh Hạm cũng nặng nề ngủ. 10 cái giờ thời gian, đối với có chút người tới nói, vừa cảm giác liền qua đi, nhưng có chút người lại chết sống đều ngủ không được. Cảm giác này 10 cái giờ, phá lệ nhàm chán cùng dày vò. Đường Lâm Thanh Hạm trợn mắt thời điểm, ngoài cửa sổ cảnh sắc, vẫn là trời xanh mây trắng, không có gì biến hóa. Lâm Thanh Hạm nhìn thoáng qua cổ tay trắng nõn thượng đồng hồ, trong lòng cả kinh, này thế nhưng đã qua đi hơn 6 giờ. Tính thượng vừa mới cất cánh kia đoạn thời gian, lại có 3 cái giờ, phi cơ đem ở Paris rớt xuống. Lâm Thanh Hạm cảm giác đầu vai có chút tê dại, quay đầu vừa thấy. Trương Huyền còn dựa vào nàng trên vai ngủ say. Đột nhiên, Trương Huyền đầu từ Lâm Thanh Hạm đầu vai hướng phía trước đi vòng quanh, một đầu liền ngã quỵ Lâm Thanh Hạm trước người, kia một chỗ mềm mại. Lâm Thanh Hạm có thể rõ ràng cảm nhận được trước người khác thường, nàng mặt đẹp mãnh một chút liền đỏ, ánh mắt theo bản năng mọi nơi quét một vòng, phát hiện cũng không có người chú ý tới chính mình nơi này, đại gia hoặc là còn ở ngủ say, hoặc là liền làm chính mình sự tình, ngay cả Tô Mật cũng là mang theo bịt mắt. Còn ở ngủ say chung. Lâm Thanh Hạm muốn đem Trương Huyền nâng dậy tới, rồi lại không đành lòng, sợ quấy rầy Trương Huyền giấc ngủ, rốt cuộc hắn đến bây giờ còn ngủ thành như vậy, nhất định là quá mệt mỏi. Lâm Thanh Hạm hơi hơi chắc chắc thân, làm Trương Huyền càng thêm thoải mái nằm ở trên người mình, nàng một trương mặt đẹp đỏ bừng, cảm giác có chút ngượng ngùng, lại có chút ngọt ngào. Lâm Thanh Hạm liền như vậy an tĩnh nhìn Trương Huyền, mười mấy giây sau, Lâm Thanh Hạm mặt đẹp đột nhiên biến đổi, vươn tay dùng sức đẩy Trương Huyền đầu, người cho ta lên. Liền ở vừa mới, Lâm Thanh Hạm rõ ràng nhìn đến, Trương Huyền tuy rằng đôi mắt nhắm chặt, nhưng lông mày lại ở không ngừng chớp động, hiển nhiên đã tỉnh. Ân, sao, làm sao vậy? Trương Huyền đột nhiên một cái giật mình, giả dạng làm một bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, tới rồi sao? Tới rồi sao? Lâm Thanh Hạm nhìn Trương Huyền bộ dáng này, khí cả người phát run, hắn nhất định sớm đều tỉnh, vừa mới hành vi, chính là hắn cố ý. Lâm Thanh Hạm mắt đẹp trung mang theo một mặt phẫn nộ, mở miệng nói, không tới, bất quá thỉnh ngươi nằm hảo. Nằm hảo, Trương Huyền lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, ta vừa mới nằm khá tốt ha, mềm như bông. Đó là bởi vì ngươi nằm chính là, Lâm Thanh Hạm giọng nói buột miệng thốt ra, rồi lại đột nhiên im bặt, nàng thật sự không biết kế tiếp nói nên như thế nào xuất khẩu. Trương Huyền nghiêng đầu, xoa xoa huyệt thái dương, ta vừa mới nằm nào a, thật thoải mái a. Trương Huyền nói chuyện thời điểm, còn cố ý cùng đầu. Lâm Thanh Hạm tưởng tượng đến vừa mới cảnh tượng, một trương mặt đẹp liền đỏ bừng phảng phất có thể thích ra thủy tới, trừng mắt nhìn mắt Trương Huyền, không nói gì. Trương Huyền cười hắc hắc, mỹ từ từ dựa vào ghế dựa thượng, một câu cũng không nói. Lâm Thanh Hạm trợn trắng mắt, nàng là thật sự sinh không đứng dậy Trương Huyền khí, này tiện nghi, làm hắn chiếm chút liền chiếm chút đi, mặc kệ nói như thế nào, chính mình hiện tại vẫn là hắn lão bà sao. 3 cái giờ thời gian, ở lảo đảo lắc lư giữa qua đi, phi cơ chạy đến Pháp Quốc Paris sân bay trên không, dần dần rớt xuống. Hiện tại thời gian, là hoa hạ thời gian buổi tối 11 giờ, ở Pháp Quốc, đại khái là buổi chiều khoảng 5 giờ. Có người từ kinh thành một đường ngủ lại đây, không cảm giác được cái gì, nhưng có chút người còn lại là một đường cũng chưa ngủ, đã sớm tịch mịch muốn chết, hiện tại phi cơ dừng lại, liền gấp không chờ nổi muốn lao xuống phi cơ. Rất nhiều thế gia đệ tử ở quốc nội thân phận rất cao, gia thế cũng thực giàu có, nhưng lại trước nay đều không có ra quá xa nhà, bọn họ một tốt nghiệp, liền phải trở lại thế gia giữa, tỉ như trúc gia, những cái đó đệ tử, thậm chí đều là ở tại trang viên giữa, nếu không phải có đặc thù tình huống, trang viên đều rất ít đi ra ngoài. Rốt cuộc ở cổ võ thế gia giữa, thực lực mới là vương đạo, loại này bất đồng giá trị quan dẫn tới bất đồng cách sống.
Hiện tại, có chút người đã gấp không chờ nổi tưởng lao ra phi cơ, lãnh hội một chút lãng mạn nước Pháp phong tình. Lâm Thanh Hạm cũng là lần đầu tiên tới Paris, đối nơi này hết thảy, cũng rất tò mò, muốn nhìn một chút cái này Milan sinh sống mấy năm thành thị, rốt cuộc là cái dạng gì. À, Paris à, Trương Huyền duỗi người, đi xuống phi cơ, nhìn bên ngoài không trung, hắn đã có đoạn thời gian, không có đã tới thành thị này. Ở phi cơ rớt xuống sau, cơ gia người đã sớm an bài hảo xe, ở Pháp Quốc, cơ gia cũng có sản nghiệp của chính mình, các đại thế gia người tới này sau, như cũ là ở tại cơ gia khách sạn nội. Đêm nay, chỉ là một cái đơn giản ngủ lại, sáng mai, thế giới các đại địa hạ thế lực đều sẽ tập kết, sau đó mọi người cùng nhau đăng đảo, đi trước kia thế giới ngầm thánh địa, Quang Minh đảo. Chương 494 lại thấy Milan. Cơ gia có thể trở thành hoa hạ đệ nhất cổ võ thế gia, đều không phải là dựa mọi người cất nhắc ra tới. Chẳng sợ ở Pháp Quốc Paris, cơ gia sở có được khách sạn, kia đều là ở Paris làm người biết rõ. Khách sạn ở vào sông Sen Biên, ở tại khách sạn chung, đó chính là tuyệt mỹ hưởng thụ, vô luận ở khách sạn phương tiện thượng, vẫn là khách sạn ngoại phong cảnh thượng. Buổi chiều 6 giờ, cơ gia xe chuyên dùng đem đông đảo cổ võ thế gia đại biểu, đưa đến khách sạn trụ hạ, ra khách sạn, có thể trực tiếp đi thuyền ở sông Sen thượng nhộn nhạo, theo sông Sen, nhưng trải qua kia tòa trên thế giới nhất thần kỳ tháp sắt. Rất nhiều người ở trụ hạ trước tiên, liền đi thuyền thượng kênh đào. Đêm nay ở Paris, tất cả mọi người là tự do hoạt động, lãnh hội Paris lãng mạn phong cách, sáng mai, đại gia sẽ tập hợp. Lâm Thanh Hạm cũng là rất muốn đi thuyền ở sông Sen thượng đi một chuyến, cái này lãng mạn địa phương, là rất nhiều nữ nhân mộng tưởng, bất quá buổi tối cùng Milan hẹn cùng nhau ăn cơm. Lâm Thanh Hạm đi ra khách sạn, liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở khách sạn trước cửa Trương Huyền. Lâm Thanh Hạm không có cùng Trương Huyền nói một lời, mang theo Milan, kêu chiếc xe, chiều Tram Elysee đường cái đi đến. Pháp Quốc Hoàng thất để, ở vào Tram Elysee đường cái nhất đông đoan, diện tích có 1 vạn nhiều mét vuông, mà chỗ nhất náo nhiệt trung tâm thành phố, bối ỉ một cái hơn 2 vạn mét vuông điểm tĩnh đại hoa viên, nó lầu chính là một tòa 2 tầng cao châu Âu cổ điển thức thạch kiến trúc, điển nhã trang trọng, hai cánh vì đối xứng 2 tòa 2 tầng cao thạch kiến trúc, trung gian là một cái rộng mở hình chữ nhật đình viện. Toàn bộ trong cung, cùng sở hữu 369 gian lớn nhỏ không đợi thính thất. Cung điện phần sau là một tòa u tĩnh, tú lệ đại hoa viên. Milan công tác địa phương, chính là tại đây, đưa người tới này một khối, liền sẽ phát hiện, nơi này thủ vệ đột nhiên trở nên thực nghiêm ngặt, một ít địa phương, chỉ có quyền quý mới có thể đi vào. Lâm Thanh Hạm đi vào này sau, có loại trước mắt tối sầm cảm giác, nàng chỉ có thể cấp Milan đã phát cái tin tức. Milan nói cho Lâm Thanh Hạm, chính mình đã chuẩn bị hảo, làm Lâm Thanh Hạm trực tiếp tiến vào trong cung liền hảo, chính mình còn kém cuối cùng lưỡng đạo đồ ăn là có thể vội xong. Lâm Thanh Hạm biết Milan là cho Pháp Quốc Hoàng thất nấu nướng mỹ thực, công tác không thể chậm trễ. Nhưng tới rồi nơi này, Lâm Thanh Hạm phát hiện, chính mình căn bản tìm không thấy này Hoàng thất để nhập khẩu A, muốn hỏi người, chính mình lại một câu Pháp ngữ đều sẽ không. Nhìn mắt Tô Mật cũng lắc lắc đầu, tỏ vẻ nàng cũng không hiểu Pháp ngữ. Này liền làm Lâm Thanh Hạm phá lệ khó xử. Đang lúc Lâm Thanh Hạm nghĩ trước tùy tiện tìm một chỗ chờ đợi thời điểm, liền thấy Trương Huyền đột nhiên đã đi tới, đi đến một người trước người, dùng lưu loát pháp ngữ cùng đối phương nói chuyện với nhau cái gì. Đối phương cũng nhiệt tình đáp lại Trương Huyền, cùng sử dụng ngón tay cấp Trương Huyền chỉ vào một phương hướng. Hàn Huyền vài câu, Trương Huyền hướng đối phương gật đầu, tỏ vẻ lòng biết ơn. Trương Huyền sẽ pháp ngữ sự, Lâm Thanh Hạm đã sớm biết. Hiện tại nhìn Trương Huyền cùng người khác như vậy thuần thục giao lưu, Lâm Thanh Hạm cảm thấy trong lòng một đổ. Mắt thấy Trương Huyền muốn cất bước đi đến, Lâm Thanh Hạm vội vàng đi lên trước, hướng Trương Huyền quát, người đứng lại. Trương Huyền một quay đầu, hướng Lâm Thanh Hạm cười khổ một chút, lão bà, ta nhưng không đi theo ngươi a. Đừng gọi ta lão bà, Lâm Thanh Hạm mặt đỏ lên, hỏi, ngươi vừa mới cùng người khác nói gì đó. Hỏi đường a, Trương Huyền nhún vai. Ta cùng Milan ước hảo tìm nàng chơi đâu, này không hỏi xem nhập khẩu ở đâu sao. Ngươi, Lâm Thanh Hạm ngữ khí một đốn, người này tuyệt đối biết, chính mình cũng là tới tìm Milan, hắn chính là cố ý nói những lời này. Làm sao vậy, Trương Huyền lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Không có việc gì, Lâm Thanh Hạm đôi tay hướng trước ngực một ôm, đem đầu vặn đến một bên đi. Trương Huyền nhìn Lâm Thanh Hạm này phúc tiểu nữ nhân bộ dáng, cảm thấy buồn cười, hắn không nói thêm cái gì. Cất bước hướng phía trước phương đi đến. Lâm Thanh Hạm vừa thấy Trương Huyền đi rồi,
vội vàng mang theo Tô Mật đuổi kịp. Đi rồi đại khái có 10 tới phút, Lâm Thanh Hạm thấy được hoàng thất để nhập khẩu, cái này làm cho trên mặt nàng hiện lên một mặt vui mừng, vội vàng nhanh hơn bước chân, vượt qua Trương Huyền, đi ở Trương Huyền phía trước, đi nhanh chiều hoàng thất để cửa đi đến. Hoàng thất để cửa, thẳng tắp đứng 4 gã thân xuyên màu đỏ vệ trang binh lính. Trương Huyền nhìn Lâm Thanh Hạm liền lớn như vậy bước chiều hoàng thất để đại môn đi đến, che cái chán, chính mình này lão bà cũng quá đáng yêu đi, nàng như vậy có thể đi vào hoàng thất để sao? Quả nhiên, Lâm Thanh Hạm mới vừa đi đến trước cửa, đã bị 4 gã binh lính ngăn cản xuống dưới, 4 đem cương thương giao nhau che ở Lâm Thanh Hạm trước mặt. Khụ, Trương Huyền đi đến trước cửa, cố ý ho khan một tiếng, theo sau từ trong túi lấy ra một quả huy chương, ở trong tay lung lay một chút liền thu lên. 4 gã vệ binh vừa thấy Trương Huyền lấy ra huy chương, lập tức đem cương thương thu hồi, động tác nhất trí kính cái quân lễ. Lâm Thanh Hạm cũng không có nhìn đến phía sau Trương Huyền động tác nhỏ, còn tưởng rằng này 4 gã binh lính là thu được Milan thông chi đâu, dùng mới vừa học pháp ngữ nói thanh cảm ơn, bước đi tiến hoàng thất để nội. Trương Huyền hướng 4 gã vệ binh gật gật đầu, cũng đi vào. Hoàng thất để tuyệt đối có thể nói Pháp quốc Paris xa hoa nhất địa phương chi nhất, đập vào mắt các loại kiến trúc, đều tràn ngập Pháp quốc phong tình, làm người nhìn không được muốn chụp ảnh lưu niệm. Thanh Hạm, một đạo thanh thúy mang theo vui mừng giọng nữ, từ nơi không xa vang lên. Lâm Thanh Hạm theo thanh âm nhìn lại, liền thấy Milan chính vẻ mặt vui sướng chạy tới, nàng trên người, còn ăn mặc kia thân đầu bếp phục. Vẫn là lần đầu tiên thấy mễ đầu bếp công tác trang đâu, thật xinh đẹp sao. Lâm Thanh Hạm dùng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Milan. Milan ở nhìn đến Trương Huyền thời điểm, ánh mắt hơi hơi mất tự nhiên làm ra né tránh, nàng giữ chặt Lâm Thanh Hạm nộn tay, Thanh Hạm, các ngươi như thế nào đột nhiên liền tới Pháp Quốc, cũng không đề cập tới trước cho ta biết. Lâm thời quyết định, tới xử lý chút việc, Lâm Thanh Hạm cũng không biết nên như thế nào cấp Milan giải thích, chỉ có thể nói như vậy. Milan cười lớn một tiếng, mặc kệ ngươi làm chuyện gì, dù sao đêm nay, ngươi thuộc về ta, đến đây đi, ta trước mang ngươi đi ăn bữa tiệc lớn, sau đó hảo hảo đi dạo, Paris có rất nhiều hảo ngoạn địa phương đâu, đúng rồi, vị này chính là ngươi bằng hữu sao. Milan cuối cùng đem ánh mắt phóng tới Tô Mật trên người. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, đây là Tô Mật, chúng ta một khối tới. Mễ tiểu thư, ngươi hảo, Tô Mật hướng Milan gật đầu. Milan vẫy vẫy tay, hảo, kia cùng nhau đi thôi. Có Milan cái này chủ nhà dẫn đường, Lâm Thanh Hạm cuối cùng không cần giống ruồi nhặng không đầu như vậy tìm tới tìm lui. Milan trực tiếp dẫn dắt Lâm Thanh Hạm 3 người, đi nàng chủ địa phương. Ở chỗ này, Milan có một gian thuộc về chính mình độc lập phòng ngủ. Nói là phòng ngủ, kỳ thật thiết bị đầy đủ hết cùng quốc nội tiểu chung cư giống nhau, sở hữu gia cụ đầy đủ mọi thứ, liền phòng để quần áo đều có một cái. Milan, như thế nào không nhìn thấy người cái kia bằng hữu a? Lâm Thanh Hạm kỳ quái hỏi. Nga, ngươi nói lê nhưng a, nàng xin nghỉ về nhà. Milan tùy ý nói một tiếng, đi đến phòng để quần áo thay đổi thân thoải mái thanh tân quần áo. Tại đây tòa hoàng thất để chung, có chuyên môn phòng tiếp khách, Milan liền dẫn dắt Lâm Thanh Hạm 3 người, đi tới yến hội thính. Chương 495 tù nhân. Cái này yến hội thính, Trương Huyền trước kia là đã tới, bất quá tiếp đãi hắn, là Pháp quốc hoàng thất dùng để tối cao lễ nghi địa phương. Hiện tại hắn vị chỗ, chỉ là một cái rất đơn giản bình thường yến hội thính. Bất quá nói là đơn giản bình thường, ở Pháp quốc cũng không phải nói người người đều có thể ngồi ở chỗ này, chỉ là như vậy rất ít bộ phận người, mới có tư cách này ngồi ở này. Đây là một chương trường hình bàn ăn, trên bàn cơm bày tinh xảo bộ đồ ăn, đây là một cái phi thường coi trọng mỹ thực lễ nghi quốc gia. Milan đã sớm chuẩn bị tốt tiệc tối, chờ Lâm Thanh Hạm, đưa mấy người ngồi xuống lúc sau, từng đạo mỹ thực bị người trình đi lên. Ở hoàng thất để, Milan cũng là rất có địa vị. Milan vốn chính là Pháp quốc hoàng thất chủ bếp đồ đệ, lần trước Charlie hoàng tử hoa hạ hành trình sau khi trở về, lại đối Milan rất là tán thưởng, xử Milan địa vị càng cao một tầng. Cơm trong bữa tiệc, Milan cùng Lâm Thanh Hạm nói một ít bên người có ý tứ sự. Milan phát hiện, Lâm Thanh Hạm nói nhiều như vậy đồ vật, duy độc không đề Trương Huyền. Thanh Hạm, người cùng Trương Huyền có phải hay không sinh khí? Milan ánh mắt ở Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền chi gian qua lại nhìn quét. Không a, Lâm Thanh Hạm sắc mặt có chút xấu hổ trả lời nói. Trương Huyền, người trêu chọc Thanh Hạm. Milan thấy hỏi Lâm Thanh Hạm hỏi không ra cái gì, liền nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền gật gật đầu,
lại lắc lắc đầu, hắn cũng không biết, chính mình là nơi nào đắc tội Lâm Thanh Hạm. Milan cổ quái nhìn hai người liếc mắt một cái, không nói gì. Milan, này yến hội thính, hẳn là không đối ngoại mở ra đi. Đang ở bốn người hưởng thụ tiệc tối thời điểm, một đạo không hài hòa thanh âm vang lên. Một người thân cao 1m8, có người mẫu dáng người Pháp quốc soái ca đi tới yến hội trong sảnh, trong miệng nói cũng không lưu loát hoa hạ ngữ. Milan vừa thấy tên này Pháp quốc soái ca, sắc mặt tức khắc đen đi xuống, nàng mở miệng nói, Ian, ta chiêu đãi bằng hữu của ta, hẳn là không tới phiên ngươi tới nói cái gì đi. Nga, ta thiên nột, ta thân ái mễ, ngươi chẳng lẽ đã quên, này yến hội thính, chỉ có hoàng thất nhân tài có thể sử dụng sao? Ian mở miệng nói. Milan nhíu mày. Này yến hội thính, thật là chỉ có hoàng thất thành viên mới có thể sử dụng, nhưng ở hoàng thất để chung, sớm đã có một cái thực ăn ý hành vi, bao gồm Ian bằng hữu tới thời điểm, cũng là ở chỗ này chiêu đãi. Hoàng thất quản gia cũng cấp Milan các nàng nói qua, có bằng hữu tới, chỉ cần là này yến hội thính nhàn rỗi nói, mọi người đều có thể sử dụng. Hiện tại, Ian lại đây nói những lời này, đây là thực rõ ràng muốn tìm phiền toái. Đến nỗi Ian vì cái gì muốn tới tìm phiền toái, Milan phi thường rõ ràng, nàng lão sư, lại qua một thời gian, liền phải rời đi, đến lúc đó sẽ từ Milan đám người giữa, tuyển một người, tới đảm nhiệm chờ tuyển chủ bếp. Vị trí này, có thể nói, toàn bộ Pháp quốc hoàng thất sau bếp, không có người không đỏ mắt, mọi người đều tưởng tranh thủ vị trí này. Phía trước, Ian là nhất có cơ hội trở thành người được đề cử, mà khi Milan đi tranh hoa hạ trở về lúc sau, nàng chủ nghệ liền có tiến bộ vượt bậc, bao gồm một ít đồ ăn phẩm thượng giải thích, đều làm lão sư tán thưởng không dứt, cái này làm cho Ian cảm nhận được phi thường đại uy hiếp. Cho nên, Ian gần nhất, đều đang tìm mọi cách chọn Milan tật xấu, hôm nay sự, đối với Ian tới nói, chính là một cái cơ hội, chỉ cần hắn đem sự xử lý tốt, một khi mượn đề tài ra tới, tuyệt đối có thể cho Milan bôi lên một cái vết nhơ. Milan nhìn Ian, mở miệng nói, Ian, ta biết ngươi là có ý tứ gì. Ta có thể có ý tứ gì đâu mễ. Ian cười cười, ta chẳng qua nghe nói có người tự tiện vận dụng yến hội thính, cho nên mới chuyên môn đến xem. Ian đôi tay cắm ở trong túi, ánh mắt phân biệt nhìn quét Lâm Thanh Hạm, Trương Huyền, cùng với Tô Mật. Ở Ian ánh mắt từ Tô Mật trên người đảo qua khi, hô to một tiếng, người tới a, đem bọn họ bắt lấy, ai đều không được đi. Yến hội thính ngoại, lập tức vọt vào tới hai gã vệ binh. Milan đứng dậy, chiều Lâm Thanh Hạm ba người trước mặt vừa đứng, nhìn chằm chằm Ian, Ian, người muốn làm gì? Làm gì? Ian cười lạnh một tiếng, những người này tự mình ở hoàng gia yến hội thính dùng cơm, đương nhiên muốn bắt lên, làm hoàng thất các hạ nhóm thẩm vấn. Milan vừa nghe lời này, sắc mặt xanh mét nhìn Ian, Ian, ngươi là cố ý tưởng đem việc này làm lớn. Milan đoán không tồi, Ian, chính là muốn đem sự tình làm đại. Ta thân ái mễ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu, cái gì kêu ta đem sự tình làm đại, ta chỉ là, việc công xử theo phép công a. Ian cười, phất phất tay. Kia hai gã vệ binh triều Lâm Thanh Hạm ba người đi đến. Milan sắc mặt khó xử quay đầu lại nhìn thoáng qua, hướng Lâm Thanh Hạm ba người há miệng thở dốc, tuy rằng không có ra tiếng, nhưng ba người đều có thể thấy rõ nàng nói chính là cái gì. Milan nói chính là, đi. Lần này sự, Milan cũng là đối lý, tuy rằng quản sự giao đãi quá, tại đây yến hội thính nhàn rỗi thời điểm, các nàng có thể dẫn người lại đây, nhưng việc này muốn thật thọc đến hoàng gia kia, cũng không phải cái gì việc nhỏ. Lâm Thanh Hạm khẽ lắc đầu, nàng không có khả năng liền như vậy đi rồi, đem Milan một người lưu lại nơi này. Tô Mật nhìn đi lên trước hai gã vệ binh, thần sắc nôn nóng, Tô gia cùng Pháp quốc hoàng thất so sánh với, còn không ở một cái cấp bậc mặt trên, này dù sao cũng là một quốc gia tối cao lãnh đạo cơ cấu. Trương Huyền ngồi ở chỗ kia, nhàn nhã ăn xong cuối cùng một ngụm bò bít tết, xoa xoa miệng, hướng Ian mở miệng nói, muốn bắt chúng ta có thể, nhưng ta phỏng chừng, ngươi từ từ muốn khóc lóc cầu ta tha ngươi. Ian nghe được lời này, đương trường cười ra tiếng tới, hoa hạ heo. Ngươi tự mình cảm giác thực tốt đẹp a, à, bắt lấy. Hai gã vệ binh đi tới. Trương Huyền vẻ mặt mỉm cười vươn đôi tay, tùy ý hai gã vệ binh đem hắn chế trụ. Hai gã vệ binh áp Trương Huyền, chiều yến hội thính ngoại đi đến. Ian nhìn Lâm Thanh Hạm cùng Tô Mật, cười lạnh một tiếng, hai vị mỹ lệ nữ sĩ, ta không hy vọng đối với các ngươi đánh. Lâm Thanh Hạm cùng Tô Mật liếc nhau, đi theo kia hai gã vệ binh phía sau. Tô Mật chán ghét nhìn mắt đi ở phía trước bị hai gã vệ binh giam Trương Huyền,
vừa mới tình huống, rõ ràng có thể đi trước, người này một hai phải trang cái gì tỏi, còn người khác hướng hắn xin tha, hắn cho rằng hắn là thứ gì. Ở hoàng thất để nội, liền có chuyên môn giam giữ thất. Ở nhìn đến cái này giam giữ thất thời điểm, chẳng sợ giờ phút này là một cái tù nhân thân phận, Lâm Thanh Hạm cũng không thể không cảm thán, này thật là một cái lãng mạn quốc gia. Hoàng thất để nội giam giữ thất, đều không phải là quốc nội cái loại này lạnh như băng tứ phía vách tường, ngược lại là một gian thực bình thường phòng ốc, bên trong có giường, có phòng vệ sinh, thậm chí còn có thể tắm rửa quần áo mới. Này cũng có thể là bởi vì ở vào hoàng thất để nội nguyên nhân, cùng bên ngoài bất đồng. Trương Huyền ba người bị đưa đến giam giữ thất sau, hai gã vệ binh từ bên ngoài đóng cửa lại, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn đến, hai gã vệ binh đứng ở phía bên ngoài cửa sổ, toàn bộ phòng ốc không có bất luận cái gì nhưng làm người toàn không chạy trốn địa phương. Lâm Thanh Hạm cùng Tô Mật hai người, vẻ mặt khuôn mặt u sầu ngồi ở trong phòng ghế trên, trái lại Trương Huyền, tùy tiện hướng trên giường một chuyến, thoải mái không được. Chương 496 đầu độc. Lâm Thanh Hạm nhìn Trương Huyền này một bộ không sao cả bộ dáng, thật sự không có nhịn xuống, mở miệng nói, ngươi còn rất nhàn nhã. Khẳng định nhàn nhã a. Trương Huyền hung hăng duỗi người, ta mới vừa ăn no, liền có người cấp chuẩn bị nghỉ ngơi địa phương, quả thực chính là thần tiên hưởng thụ. Hưởng thụ, Lâm Thanh Hạm bĩu môi, từ từ có người khóc thời điểm, người trước hết nghĩ tưởng giải quyết như thế nào lần này sự đi. Này có gì hảo tưởng, Trương Huyền vẻ mặt không để bụng, chúng ta không phải cùng cái kia Charlie hoàng tử nhận thức sao, Milan từ từ tìm được Charlie hoàng tử, tùy tiện nói một tiếng, này liền không có việc gì, lại vô dụng, ta từ từ cấp Âu Nhân gọi điện thoại, lão nhân kia cùng Pháp quốc hoàng thất quan hệ cũng không tồi. Lâm Thanh Hạm nghe được Trương Huyền nói như vậy. Một viên treo tâm một chút liền thả lỏng không ít, nàng vừa mới thật đúng là không nghĩ tới điểm này, nhớ rõ lần trước Âu Nhân tiên sinh cùng Charlie hoàng tử đối thoại, Âu Nhân tiên sinh, hiển nhiên nhận thức Charlie hoàng tử phụ thân. Chỉ là yên tâm về yên tâm, Lâm Thanh Hạm vẫn là có chút giận dỗi, nàng mở miệng, kia nếu Charlie hoàng tử không ở, Âu Nhân tiên sinh lại không tiếp điện thoại, người tưởng làm sao bây giờ? Trương Huyền lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, vậy không có biện pháp. Chỉ có thể ta tự mình đi tìm một chút này hoàng thất để chủ nhân. Nguyên bản, Lâm Thanh Hạm nhìn đến Trương Huyền vẻ mặt bất đắc dĩ thời điểm, trong lòng còn có chút tiểu đắc ý, cho rằng hắn cũng không có gì biện pháp, nghĩ thầm rốt cuộc có thể làm hắn nhận thua một hồi, nhưng không nghĩ tới, Trương Huyền trong miệng thế nhưng nói ra nói như vậy. Này hoàng thất để chủ nhân là ai? Đó chính là Pháp quốc quyền lực lớn nhất vị kia, nội mục ngươi 11 thế. Tô Mật không khỏi cười ra tiếng, mạnh miệng nói không tồi. Ta nhưng chưa nói mạnh miệng, Trương Huyền lắc đầu, ta là thật sự nhận thức này hoàng thất để chủ nhân, gọi là gì nội mục ngươi gì tới. Trương Huyền nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại như thế nào cũng nhớ không nổi đối phương kêu gì. Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, nàng trong lòng đã cho rằng Trương Huyền ở nói bậy, hắn muốn thật nhận thức nội mục ngươi 13 thế, kia đến là cái dạng gì thân phận. Ở giam giữ bên ngoài, Milan cùng Ian nói rất nhiều, nhưng Ian chính là không lựa chọn thả người. Kiên trì đem chuyện này hội báo cho hoàng thất. Milan trong lòng nôn nóng vạn phần, chuyện này, khả đại khả tiểu, hướng nhỏ nói, bất quá là tiếp đãi bằng hữu ăn bữa cơm, nhưng hướng lớn nói, đó chính là coi rẻ hoàng gia uy tín. Chuyện này phóng tới Milan trên người, lấy Milan lão sư thân phận, Milan nhiều nhất sẽ đã chịu một chút trừng phạt, nhưng Lâm Thanh Hạm ba người liền không giống nhau, thật muốn khấu thượng đỉnh đầu tư sấm hoàng thất để mũ đi lên, chẳng sợ hoa hạ đại sứ quán đều không hảo giữ được bọn họ. Milan nôn nóng vạn phần, hiện tại Ian đã đem chuyện này hội báo đi lên, liền tính là tìm chính mình lão sư, đều không có dùng. Milan trong lòng vừa động, đúng rồi, Charlie hoàng tử không phải liền ở hoàng thất để đâu sao, nếu tìm được hắn, chuyện này liền giải quyết dễ dàng, phía trước ở Ngân Châu, Charlie cùng Lâm Thanh Hạm ở chung không tồi, Charlie cũng ra tiếng mời quá Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền tới Paris chơi. Nghĩ vậy, Milan không có lại cùng Ian vô nghĩa, đi nhanh chiều chủ cung chạy tới. Hiện tại thời gian này điểm, hoàng thất thành viên, đều sẽ ở chủ cung dùng cơm. Milan làm hoàng gia đầu bếp, rất rõ ràng này một cơm muốn ăn bao lâu thời gian, hiện tại chạy tới, còn kịp. Milan đi nhanh chạy hướng chủ cung phía trước, có mấy chục tầng thềm đá, Milan một bước đi trên ba lượng tầng, vừa mới chuẩn bị ra tiếng, làm trước cửa vệ binh thông báo một tiếng, liền nghe chủ trong cung vang lên một đạo phẫn nộ tiếng quát. Kiệt phu tư đâu? Đem kiệt phu tư cho ta gọi tới, bác sĩ. Mau thông chi bác sĩ. Theo này nói tiếng hô,
chủ cung đại môn bỗng nhiên bị người đẩy ra. Milan liền thấy vài tên thành viên hoàng thất vẻ mặt kinh hoàng từ chính mình bên người chạy qua. Theo sát, một người tóc vàng mắt xanh, có được cao gầy dáng người tuyệt mỹ nữ tính xuất hiện ở chủ cửa cung trước. Milan nhận thức người này, đúng là Pháp quốc hoàng thất trưởng công chúa, Tả Kéo công chúa. Tả Kéo công chúa liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở thềm đá thượng Milan, phát ra thanh thúy tiếng quát, ngươi, lại đây. Tả Kéo công chúa nói xong, quay đầu đi vào chủ trong cung. Milan nhìn Tả Kéo công chúa bộ dáng, trong lòng có một tia dự cảm bất hảo, bước nhanh chạy vào chủ cung giữa, dù cho chủ trong cung có vô số xa hoa phương tiện, nhưng Milan ánh mắt vẫn là một chút đã bị bàn ăn hấp dẫn. Giờ phút này, liền thấy Charlie hoàng tử chính cả người hư nhuyễn nằm liệt ngồi ở bàn ăn bên, một trương anh tuấn gương mặt một mảnh trắng bệch, trong miệng càng là không ngừng hướng ra phun bọt mép. Thấy như vậy một màn, Milan trực tiếp lăng ở nơi đó. Ta hỏi ngươi, hôm nay này đồ ăn, là ai làm? Tả Kéo công chúa quát chói tai một tiếng, vương thất xuất thân nàng, mang theo một loại uy nghiêm. Là ta, Milan nhìn thức ăn trên bàn phẩm, mỗi một đạo đồ ăn phẩm, đều là từ nàng chính mình chọn lựa, sát trùng, nấu nướng, tuyệt đối không có khả năng có bất luận vấn đề gì à. Tả Kéo công chúa gật gật đầu, vậy không sai, người tới, đem nàng cho ta bắt lại. Tả Kéo công chúa ra lệnh một tiếng, vài tên vệ binh tức khắc vọt đi lên, chiều Milan chộp tới. Vài tên vệ binh mới vừa vọt tới Milan trước người, liền nghe chủ cửa cung trước vang lên một đạo trầm ổn thanh âm, Tả Kéo công chúa, đã xảy ra chuyện gì? Một người hơn 50 tuổi trung niên nam nhân, xuất hiện ở chủ cửa cung trước, này trung niên nam nhân trước ngực mang một quả màu tím huân chương, đại biểu cho thân phận của hắn, hắn chính là Pháp quốc hoàng thất chủ bếp, Kiệt Phu Tư, cũng là Milan cùng Y Ân lão sư. Nhìn thấy Kiệt Phu Tư, Tả Kéo hít sâu một hơi, Kiệt Phu Tư từ mười mấy tuổi liền ở hoàng thất, hiện giờ hơn 30 năm, cũng coi như là rất có tư lịch. Đối đãi Kiệt Phu Tư, Tả Kéo cũng không có đối đãi Milan khi như vậy khí thế, nàng mở miệng nói, Kiệt Phu Tư tiên sinh, ta đệ đệ vừa mới ở hưởng dụng bữa tối thời điểm, đã xảy ra ngộ độc thức ăn, ta tưởng chuyện này, yêu cầu ngươi tới giải thích một chút. Ngộ độc thức ăn, Kiệt Phu Tư nhíu nhíu mày, hắn biết hôm nay tiệc tối là Milan chủ bếp chuẩn bị, hắn thực hiểu biết Milan, tuyệt đối sẽ không ở đồ ăn thượng ra cái gì bại lộ. Giống nhau ngộ độc thức ăn, phần lớn đều là không có nấu nướng thành thục, hoặc là nhiều loại đồ ăn kết hợp ăn vào, mà loại này vấn đề, sẽ không phát sinh ở hoàng thất sau bếp giữa. Nội mục ngươi 13 thế ngồi ở bàn ăn chủ vị thượng, một câu cũng chưa nói. Kiệt Phu Tư bước đi đến bàn ăn trước, hắn nấu ăn mấy chục năm, chỉ dùng một đôi mắt, là có thể nhìn ra này đó đồ ăn nấu nướng trình độ, toàn bộ đều là hoàn mỹ, không có bất luận cái gì một đạo đồ ăn hỏa hành động lớn lão, càng đừng nói sẽ vô pháp nấu nướng chín. Lại xem trên bàn đồ ăn phẩm, đều là dựa theo định chế thực đơn tới nấu nướng, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Kiệt Phu Tư lắc lắc đầu, nhìn về phía nội mục ngươi 13 thế, các hạ, lần này sự, chỉ sợ đều không phải là đơn giản ngộ độc thức ăn, mà là có người ở đồ ăn chung, đầu độc. Đầu độc, Kiệt Phu Tư nói, làm nội mục ngươi đều là sắc mặt biến đổi. Tả Kéo công chúa sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét một mảnh, đầu độc. Ai có cơ hội đầu độc? Bên trái Kéo công chúa nói đến này thời điểm, ngồi ở trên bàn thành viên hoàng thất, không hẹn mà cùng đem ánh mắt chiều Milan nhìn lại. Chương 497 chờ. Milan đột nhiên bị nhiều như vậy thành viên hoàng thất động tác nhất trí theo dõi, bước chân không khỏi lui về phía sau hai bước, sắc mặt một mảnh trắng bệch, nàng nhìn về phía chính mình lão sư, lắc đầu nói, lão sư, không phải ta. Kiệt Phu Tư nhìn Milan, không nói gì, hắn thực hiểu biết chính mình cái này đệ tử, trong lòng có nắm chắc, chuyện này tuyệt đối không phải Milan làm, nhưng chứng cứ đâu, nếu không có thoát khỏi hiểm nghi chứng cứ, chuyện này, chỉ có thể tính ở Milan trên đầu. Kiệt Phu Tư trầm mặc, hắn nghĩ đến đối sách. Hai gã tay để hòm thuốc hoa dâm dâu lão nhân bay nhanh chạy tiến cung môn, đây là vừa mới tới rồi bác sĩ. Hai gã bác sĩ vào tới Charlie hoàng tử trước người, không có dư thừa vô nghĩa, trực tiếp lấy ra dụng cụ cấp Charlie hoàng tử làm kiểm tra. Milan đứng ở nơi đó, nín thở ngưng thần. Ở đây mọi người, giờ phút này đều không có hé răng, tất cả đều nhìn hai gã bác sĩ động tác, không dám quấy rầy hai người bọn họ. Nội mục ngươi 13 thế ánh mắt nghiêm túc. Hai phút sau, hai gã bác sĩ đồng thời ngẩng đầu, liếc nhau sau, trong đó một người hướng Charlie 13 thế khom người, nói, các hạ, có thể xác định, Charlie hoàng tử là bị người đầu độc. Tuy rằng độc tính không phải rất cường liệt,
nhưng cần thiết mau chóng chạy chữa. Bằng không sẽ rất khó xử lý. Thật đúng là có người đầu độc, Tả kéo công chúa ánh mắt, một chút liền tỏa định ở Milan trên người. Không phải, không phải ta, không phải ta. Milan cảm giác chính mình một lòng một chút liền trầm tới rồi đáy cốc, có một loại xưa nay chưa từng có hoảng loạn. Không phải ngươi, còn có thể có ai? Một đạo tiếng quát từ ngoài cung vang lên, theo sau, liền thấy Hy Ân đi nhanh rảo bước tiến lên trong cung, mở miệng nói, hôm nay tiệc tối, là ngươi toàn quyền phụ trách, nếu không phải ngươi, còn có thể có ai? Ta liền nói như thế nào hoàng thất để bên trong có vài tên lén lút người, nguyên lai, ngươi sớm có dự mưu. Milan sắc mặt bá bạch, quay đầu nhìn mắt Hy Ân, lại đem ánh mắt phóng tới Tả kéo công chúa trên người, không được lắc đầu. Tả kéo công chúa nhìn về phía Hy Ân, ngươi nói lén lút người, có ý tứ gì? Hồi công chúa nói, Hy Ân hơi hơi cúi đầu, ta vừa mới, phát hiện Milan mang theo vài tên xa lạ gương mặt hoa hạ người, tùy ý xuất nhập hoàng thất địa phương. Hy Ân sở chỉ hoàng thất địa phương, là nói yến hội thính, mà khi hắn thay đổi một loại cách nói sau, trong đó sợ ẩn chứa ý tứ, kia đã có thể hoàn toàn không giống nhau. Tả kéo công chúa vừa nghe lời này, sắc mặt biến đổi, trừng hướng Milan, ngươi thật to gan, ai cho phép ngươi dẫn người, tới chúng ta hoàng thất địa phương. Bọn họ đều là người nào? Chỉ là bằng hữu của ta. Milan muốn mở miệng giải thích, vừa mới nói một câu, đã bị Hy Ân đánh gãy. Tả kéo công chúa, ta nhưng không cho rằng, những người đó chỉ là Milan đơn giản bằng hữu. Vừa mới ở ta đối kia ba người tiến hành bắt giữ thời điểm, trong đó một người hoa hạ người, còn minh xác mở miệng uy hiếp ta, ta xem, bọn họ thân phận, nhưng không chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy. Hy Ân nói xong, dùng một loại thực hiện được tươi cười nhìn Milan. Hy Ân trong lòng đã khẳng định, này Milan cho dù có thiên đại bản lĩnh, nàng cũng phiên không được thân, này cho tuyển chủ bếp vị trí, phi chính mình mặc chúc. Trước đưa Charlie đi trị liệu đi. Nội mục ngươi 13 thế lần đầu tiên mở miệng, hắn vừa nói lời nói, toàn bộ trong cung đều an tĩnh lại. Hai gã đầu tóc hoa dâm bác sĩ gật gật đầu, vội vàng tiếp đón hai gã vệ binh, đem Charlie nâng đi ra ngoài. Đương Charlie hoàng tử bị nâng sau khi rời khỏi đây, nội mục ngươi 13 thế nhìn về phía Milan, ngươi nói những người đó chỉ là ngươi bằng hữu, kia không bằng chúng ta hiện tại đi xem, ngươi này đó cái gọi là bằng hữu, vì sao sẽ xuất hiện ở hoàng thất để, kiệt phu tư. Ngươi cũng một khối đến đây đi. Là, các hạ, Kiệt phu tư gật đầu. Hy Ân, dẫn đường đi. Tả kéo công chúa mở miệng nói. Đúng vậy, Hy Ân vội vàng gật đầu, hướng cửa xoay người, ở xoay người nháy mắt, Hy Ân khóe miệng lộ ra một mặt cười lạnh. Giam giữ trong nhà. Trương Huyền hung hăng duỗi người, chạy đến trong phòng vệ sinh, giải quyết chính mình vấn đề. Lâm Thanh Hạm cùng Tô Mật có chút lo âu ngồi ở bên ngoài, từ các nàng bị quan tiến vào. Đến bây giờ, đã qua hơn nửa giờ, nhưng Milan bên kia một chút động tĩnh đều không có, cái này làm cho Lâm Thanh Hạm cảm thấy có chút không ổn, nàng chuyên môn gọi điện thoại liên lạc Âu Nhân, nhưng phát hiện, nơi này, di động căn bản là đánh không thông. Ngoài cửa, một trận dày đặc tiếng bước chân, truyền tiến Lâm Thanh Hạm cùng Tô Mật trong tai. Nàng hai xuyên thấu qua cửa sổ, chỉ có thể nhìn đến rất nhiều người ảnh chính chiều bên này đi tới. Đang lúc Lâm Thanh Hạm còn ở nghi hoặc đã xảy ra gì đó thời điểm, giam giữ thất đại môn, bị người từ bên ngoài đột nhiên đẩy ra. Ngay sau đó, Lâm Thanh Hạm liền nhìn đến, Milan chính vẻ mặt nghèo túng bị người xô đẩy tiến vào, một người tóc vàng mắt xanh mỹ nữ khi trước đi vào giam giữ trong nhà, dùng một loại tràn ngập thượng vị giả uy nghiêm ánh mắt, nhìn quét chính mình. Lâm Thanh Hạm ánh mắt theo tóc vàng mỹ nữ thân ảnh về phía sau nhìn lại, đương nhìn đến đứng ở tóc vàng mỹ nữ phía sau người khi... Lâm Thanh Hạm thân mình không khỏi chấn động. Tóc vàng mỹ nữ phía sau cái kia trung niên nam nhân, Lâm Thanh Hạm tuy rằng là ở trong hiện thực lần đầu tiên nhìn thấy, lại quen thuộc bất quá, phàm là chú ý tin tức người, không có khả năng không quen biết vị này, Pháp Quốc cầm lái giả, nội mục ngươi 13 thế. Nội mục ngươi 13 thế ánh mắt, đúng lúc nhiên cũng phóng tới Lâm Thanh Hạm trên người. Lâm Thanh Hạm ở cùng nội mục ngươi 13 thế ánh mắt giao tiếp trong nháy mắt, liền cảm giác. Phảng phất có một tòa núi lớn, đang theo chính mình đè xuống, cái loại này cường đại áp lực, làm chính mình căn bản vô pháp thở dốc. Một quốc gia lãnh tụ, chỉ là ngày thường dưỡng thành khí thế, đều không phải Lâm Thanh Hạm có thể nhìn thẳng. Tả kéo công chúa ánh mắt ở giam giữ trong nhà nhìn quét một vòng, chỉ có thấy Lâm Thanh Hạm cùng Tô Mật hai nàng, nàng nhìn về phía Hy Ân, hỏi, không phải nói có ba người. Hy Ân lập tức hướng Tô Mật quát chói tai một tiếng, còn có một người đâu?
Tô Mật theo bản năng liền duỗi tay chiều phòng vệ sinh phương hướng chỉ một chút. Tả kéo ánh mắt nhìn về phía phòng vệ sinh cửa phương hướng, quát, bên trong người, đi ra cho ta. Thị phân đâu, chờ. Trương Huyền không kiên nhẫn thanh âm từ trong phòng vệ sinh truyền ra. Chính ngồi xổm trên bồn cầu Trương Huyền, nghe được ngoài cửa Tả kéo thanh âm, có chút buồn bực, như thế nào là nữ nhân này, này quả thực chính là một khối thuốc cao bôi trên da chó A, lúc trước thật vất vả gấp ném xuống, sao hôm nay lại đụng phải. Tả kéo công chúa nghe được phòng vệ sinh truyền ra tới thanh âm, không khỏi sửng sốt, nàng không phải bởi vì thanh âm này quen thuộc, mà là bởi vì, đối phương nói, làm nàng cảm thấy phẫn nộ, một cái tù nhân, làm chính mình chờ. Lâm Thanh Hạm nhìn về phía Milan, đương nàng nhìn đến bên trong kia không hề huyết sắc mặt đẹp khi, vội vàng quan tâm hỏi, Milan, đây là làm sao vậy, bọn họ khi dễ ngươi. Milan dùng sức lắc đầu, nước mắt không khỏi theo khóe mắt chảy xuống, Thanh Hạm, thực xin lỗi. Milan nức nở thanh âm vang lên, bởi vì nàng có thể nghĩ đến, hôm nay Lâm Thanh Hạm ba người, khả năng gặp mặt Lâm một cái dạng gì kết cục, hoàng thất hoàng tử trúng độc, việc này nếu thật bị tính đến trên người mình, Lâm Thanh Hạm ba người, cũng sẽ đã chịu liên lụy. Chương 498 là ngươi. Lâm Thanh Hạm nghe Milan nức nở thanh âm, này phó hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, giữ chặt Milan nhu đề, Milan, rốt cuộc làm sao vậy? Y Ân hừ lạnh một tiếng. Thiếu ở chỗ này làm bộ làm tịch, các ngươi cấp hoàng tử đầu độc, chuyện này, thật cho rằng ai cũng không biết. Đầu độc, Lâm Thanh Hạm bị Y Ân nói hoảng sợ, cấp hoàng tử đầu độc, đây là có chuyện gì? Tả kéo công chúa mắt lạnh nhìn Lâm Thanh Hạm cùng Tô Mật, theo sau đem ánh mắt phóng tới phòng vệ sinh phương hướng, mở miệng nói, kêu các ngươi đồng lõa xuất hiện đi, không cần cho ta chơi cái gì đa dạng, nơi này, không phải các ngươi có thể chơi đa dạng địa phương. Tô Mật đứng ở một bên. Sợ tới mức trên mặt không hề huyết sắc, cấp pháp quốc hoàng thất hoàng tử đầu độc, cái này tội danh, đã có thể quá lớn a. Tô Mật hít sâu một hơi, mở miệng nói, chúng ta là hoa hạ Tô gia người, tuyệt đối không có khả năng làm chuyện như vậy, nơi này, khẳng định có cái gì hiểu lầm. Hiểu lầm, Tả kéo công chúa khinh thường cười, các ngươi hoa hạ Tô gia, thực ghê gớm sao? Chẳng lẽ còn muốn chúng ta pháp quốc hoàng thất đối với các ngươi có cái gì ưu đãi? Nghe được lời này. Tô Mật á khẩu không trả lời được, không biết nên làm gì trả lời. Tả kéo công chúa hướng Y Ân phất phất tay, mở miệng nói, đi, đem bên trong người cho ta hô lên tới. Là, công chúa điện hạ, Y Ân khom người gật đầu, theo sau chiều phòng vệ sinh phương hướng đi đến, dùng sức chụp phủi phòng vệ sinh cửa phòng. Phanh phanh phanh, phòng vệ sinh cửa phòng bị chụp bang bang rung động. Ta đều nói từ từ, có phiền hay không, phòng vệ sinh nội. Vang lên Trương Huyền có chút giận dữ thanh âm. Tả kéo công chúa vừa nghe lời này, trên mặt tức khắc sinh ra tức giận. Y Ân cười lạnh một tiếng, ám đạo Trương Huyền tìm chết, hắn sau này lui lại mấy bước, theo sau một cái lao tới, một chân dùng sức đá vào phòng vệ sinh cửa phòng thượng. Kia trói chặt phòng vệ sinh cửa phòng đương trường đã bị đá văng. Thời gian này điểm, Trương Huyền vừa mới hướng xong bồn cầu, đem quần đề thượng, phòng vệ sinh cửa phòng như vậy đột nhiên bị người đá văng. Làm Trương Huyền sắc mặt thật không đẹp. Hoa hạ heo, ngươi. Y Ân mới vừa há mồm nói ra bốn chữ. Trương Huyền đi đến Y Ân trước mặt, bỗng nhiên duỗi tay bắt lấy Y Ân đầu, dùng sức chiều trên vách tường đánh tới. Liền nghe thùng thùng thanh âm từ trong phòng vệ sinh truyền ra, nhưng bên trong đã xảy ra cái gì, bên ngoài người tất cả đều nhìn không tới. Đương thùng thùng thanh rơi xuống sau, Y Ân té ngã lộn nhào bị người ném ra phòng vệ sinh đại môn, có thể nhìn đến. Y Ân kia xoái khí trên mặt đã che kín xanh tím. Ngoài cửa người ai cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ phát sinh như vậy sự. Tô Mật dùng phẫn nộ ánh mắt chừng hướng phòng vệ sinh phương hướng, người này còn dám đánh người, là cảm thấy sự tình còn chưa đủ phiền toái sao. Lâm Thanh Hạm cũng ám đạo Trương Huyền xúc động, đây chính là ở Pháp Quốc Hoàng thất để a. Tả kéo công chúa ở nhìn đến Y Ân như thế bộ dáng thời điểm, trên mặt hiện lên phẫn nộ, hướng bên cạnh hai gã vệ binh hét lớn một tiếng. Đem bên trong kia ác đồ cho ta trảo ra tới. Hai gã vệ binh tức khắc hùng hổ chiều phòng vệ sinh cửa đi đến, trong đó một người vệ binh mới vừa há mồm, còn không có phát ra âm thanh, liền lăng ở phòng vệ sinh cửa. Mà mặt khác một người vệ binh, cũng là như thế, ngốc lăng ở phòng vệ sinh trước. Làm hoàng gia bên người vệ binh, cả đời này, cơ hồ đều sẽ không đổi gác, bọn họ là tinh anh trong tinh anh, phụ trách hoàng gia an toàn, đồng thời đối hoàng gia bên trong hệ thống. Cũng minh bạch rất nhiều. Bọn họ còn nhớ rõ, ở mấy năm trước,
có như vậy một cái hoa hạ người trẻ tuổi, có thể tùy ý xuất nhập hoàng thất để, đem này hoàng thất để trở thành là chính mình hậu hoa viên, liền hoàng thất người nhìn thấy cái kia người trẻ tuổi, đều sẽ khách khách khí khí, Tả Kéo công chúa càng là đối người kia tâm sinh ái mộ, vì theo đuổi người kia, không tiếc ở cả nước tiến hành thổ lộ, mà người kia, xem đều sẽ không nhiều xem Tả Kéo công chúa liếc mắt một cái, cho dù là nội mục ngươi 13 thế các hạ, hắn cũng lạnh lẽo. Dù cho đã qua đi mấy năm, nhưng người kia hình tượng, vẫn là bị hai gã vệ binh thật sâu ghi tạc trong lòng. Lúc này, này hai gã vệ binh, trơ mắt nhìn đến, cái kia hoa hạ người trẻ tuổi, liền đứng ở chính mình trước mắt. Hai người các ngươi ngẩn người làm gì, mau đem kia ác đồ cho ta chảo ra tới. Tả Kéo công chúa thấy hai gã vệ binh lăng ở cửa bất động, lớn tiếng quát lớn. Trong đó một người vệ binh chậm rãi xoay người, vẻ mặt khó xử nhìn Tả Kéo công chúa, mở miệng nói, công chúa điện hạ, người này, vệ binh ngoài miệng nói lắp, nói còn chưa dứt lời, đã bị phía sau người đẩy ra. Trương Huyền đi ra phòng vệ sinh, nhìn mắt Tả Kéo, dùng lưu loát pháp ngữ mở miệng nói, tiểu Tả Kéo, lâu như vậy không thấy, liền WC đều làm ta thượng không yên phận sao. Nguyên bản đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ Tả Kéo công chúa, ở nhìn thấy Trương Huyền này trong nháy mắt, cả người hoàn toàn ngốc lăng ở nơi đó. Bao gồm nội mục ngươi 13 thế, cùng với Milan lão sư Kiệt Phu Tư, cũng là thân thể không khỏi chấn động, nhìn về phía Trương Huyền. Là, ngươi, Tả Kéo công chúa nhìn Trương Huyền, một đôi màu xanh biếc mắt to trung tràn ngập không thể tin tưởng. Kiệt Phu Tư vội vàng chụp vài cái ống tay áo, liền phải đương trường quỳ xuống. Làm Pháp quốc hoàng thất chủ bếp, Kiệt Phu Tư nhận thức Trương Huyền, hơn nữa biết Trương Huyền thân phận thật sự, ngay cả chủ nghệ của hắn, ở có chút địa phương, đều là cùng Trương Huyền học. Nội mục ngươi 13 thế há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì, vị này quang minh đảo đảo chủ, bị chính mình người, nhốt lại. Nếu việc này làm trên đảo những người đó biết đến lời nói, nội mục ngươi đều có thể nghĩ đến chính mình hoàng thất để sẽ biến thành bộ dáng gì, phỏng chừng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất, đã bị người xốc cái đế hướng lên trời đi. Trương Huyền dùng ánh mắt ngăn lại Kiệt Phu Tư muốn quỳ xuống động tác. Kiệt Phu Tư hai chân đều cong đi xuống, vừa thấy Trương Huyền ánh mắt, lập tức dừng lại động tác. Tả Kéo công chúa đám người phản ứng, làm Lâm Thanh Hạm ba người có chút không phản ứng lại đây, như thế nào nhìn thấy Trương Huyền, đều lộ ra này phúc biểu tình. Milan ở nghe được Trương Huyền cùng Tả Kéo nói chuyện thời điểm, mới nhớ tới một sự kiện, ở phía trước, toàn bộ Pháp quốc, nơi nơi đều dán về Trương Huyền lệnh truy nã, mà cái này lệnh truy nã, chính là Tả Kéo công chúa phát ra, bọn họ đã sớm nhận thức. Trương Huyền hướng Kiệt Phu Tư phất phất tay, lão Kiệt Phu Tư, ngươi xem lão nhiều, cùng nội mục ngươi 13 thế không sai biệt lắm. Trương Huyền những lời này, là dùng hoa hạ ngữ nói. Kiệt Phu Tư xiểm xiểm cười, không có hé răng. Lâm Thanh Hạm cùng Tô Mật, lần này nghe hiểu Trương Huyền đang nói cái gì, nàng hai nghe Trương Huyền lấy một loại lão bằng hữu khẩu khí cùng trước mặt mấy người đối thoại, đều có điểm không thể tin được cảm giác. Trước mặt này mấy người là ai? Là Pháp quốc hoàng thất thành viên A, đặc biệt là nội mục ngươi 13 thế, kia địa vị, càng là cao thượng. Nội mục ngươi 13 thế lắc lắc đầu, lần này sự, là cái hiểu lầm. Nói xong, nội mục ngươi 13 thế xoay người, chiều giam giữ thất ngoài cửa lớn đi đến. Lão sư, người cùng Trương Huyền nhận thức, Milan nhìn không được trong lòng nghi hoặc, mở miệng hỏi. Kiệt Phu Tư nhìn ra tới Trương Huyền không muốn bại lộ chính mình thân phận, liền tìm cái nửa thật không giả lý do trả lời. Chủ nghệ của ta, chính là vị tiên sinh này giáo. Chương 499 thân phận. Kiệt Phu Tư nói, làm Lâm Thanh Hạm hoảng sợ. Pháp quốc hoàng thất chủ bếp chủ nghệ, đều là chính mình lão công giáo. Khó trách hắn nấu cơm trình độ như vậy cao, khó trách lần trước Charlie hoàng tử có thể cho ra như vậy cao đánh giá, nguyên lai chính mình thời gian dài như vậy, ăn đều là quốc tế đứng đầu tiêu chuẩn. Tô Mật ở nghe được lời này sau, một lòng tức khắc thả xuống dưới. Nguyên lai người này chỉ là một cái nấu ăn, thật đúng là cho rằng hắn có cái gì đặc thù địa vị đâu. Kiệt Phu Tư nói, Lâm Thanh Hạm cùng Tô Mật không liên tưởng quá nhiều, chỉ đương Kiệt Phu Tư chủ nghệ nếu là Trương Huyền giáo nói, như vậy Trương Huyền cùng hoàng thất người nhận thức, cũng là tình lý bên trong. Nhưng Milan tưởng, liền không có đơn giản như vậy. Milan ở Pháp quốc hoàng thất cũng đãi mấy năm thời gian, ở lúc ban đầu đi vào nơi này thời điểm, nàng cũng không có tiếp xúc quá sâu trình tự đồ vật. Lúc ấy nàng chỉ là tin vỉa hè, nói này hoàng thất để nội ở một người địa vị cực cao người, liền chủ bếp Kiệt Phu Tư tiên sinh đều phải hướng hắn lãnh giáo chủ nghệ. Lúc ấy Milan còn tò mò hỏi,
chỉ là trù nghệ cao, như thế nào sẽ ở hoàng thất để nội có được cực cao địa vị, có người cấp Milan giải thích, vị kia, khả năng chính là thế giới ngầm vương giả. Pháp quốc bất đồng với Hoa Hạ, đối với hắc bang các phương diện quản chế, không có Hoa Hạ như vậy nghiêm khắc, cho nên mọi người biết đến đồ vật, cũng so Hoa Hạ muốn nhiều một ít, tuy rằng người thường còn tiếp xúc không đến, nhưng ở hoàng thất để người, vẫn là đối thế giới ngầm, có như vậy chút tin vỉa hè. Giờ phút này, Milan nháy mắt liền đem Trương Huyền, cùng lúc trước nghe được vị kia thế giới ngầm vương giả sợ kết hợp lên, khó trách lúc trước mãn Pháp quốc đều là Trương Huyền lệnh truy nã, mà Trương Huyền còn bình yên vô sự, những cái đó, căn bản là không phải cái gì chân chính lệnh truy nã, mà là tả kéo công chúa bày tỏ tình yêu một loại phương thức mà thôi. Có thể làm tả kéo công chúa lấy như vậy chiêu cáo cả nước phương thức tới bày tỏ tình yêu, trừ bỏ vị kia thế giới ngầm vương giả, lại có ai có thể làm được. Nghĩ vậy chút, Milan không khỏi lại lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, một cái lúc trước không nơi nương tựa hài tử, là cái gì chống đỡ hắn đi đến này một bước, đi đến này, làm nội mục ngươi 13 thế đều đến nhìn lên trình độ. Trương Huyền trong lòng không có gì quá nhiều ý tưởng, nhìn thấy tả kéo công chúa đám người, liền cùng nhìn thấy lão người quen giống nhau, hắn nhún vai, các ngươi vừa mới nói hạ độc, là có ý tứ gì? Là, tả kéo nhìn Trương Huyền, miệng mở ra, lại nói không ra lời nói tới. Nàng là thích Trương Huyền, theo đuổi Trương Huyền, lớn mật cho thấy chính mình tình yêu, nhưng nàng không có can đảm, nói ra Trương Huyền đầu độc loại chuyện này, nàng rất rõ ràng Trương Huyền là cái dạng gì thân phận. Tả kéo công chúa điện hạ, nơi này sự, trước giao cho ta xử lý đi. Kiệt phụ tư đi lên trước tới, mở miệng nói, cũng coi như đánh vỡ có chút cứng đờ không khí. Tả kéo công chúa gật gật đầu, nhìn mắt Trương Huyền, theo sau chậm rãi rời khỏi giam giữ thất. Kiệt phụ tư phất phất tay. Ý bảo làm này đó vệ binh cũng trước tiên lui đi xuống, theo sau đối Trương Huyền mở miệng, tiên sinh, nơi này khả năng có cái gì hiểu lầm, không bằng chúng ta trước rời đi nơi này. Trương Huyền gật gật đầu. Hai vị Mỹ lệ nữ sĩ, thỉnh, kiệt phụ tư hướng Lâm Thanh Hạm cùng Tô Mật làm một cái yêu nhã pháp thức lễ nghi. Lâm Thanh Hạm nhìn hiện trường chuyển biến, cảm giác đầu mình có điểm không đủ dùng, nguyên bản như vậy nguy cơ tình thế, liền nội mục ngươi 13 thế đều dễ dàng lộ diệt. Lại bởi vì một cái Trương Huyền, làm sở hữu vấn đề đều giải quyết dễ dàng, hiện tại chẳng những sẽ không đãi ở giam giữ trong phòng, còn bị người lấy như vậy long trọng lễ nghi đối đãi. Lâm Thanh Hạm nhìn Trương Huyền bóng dáng, ở Trương Huyền trên người, nàng tổng hội nhìn đến vô số loại khả năng. Rời đi giam giữ thất sau, kiệt phụ tư trước an bài người, dẫn dắt Lâm Thanh Hạm cùng Tô Mật đi phòng tốt nhất, nói loại trừ một chút trên người cho bụi. Tuy rằng kia giam giữ thất hoàn cảnh không tồi. Nhưng Lâm Thanh Hạm tổng cảm thấy từ nơi đó ra tới sau cả người không thích hợp, muốn rửa mặt một chút mới được, Hoa Hạ người bản thân cũng có cái này chú ý. Bên kia, kiệt phụ tư khom người đi ở Trương Huyền bên cạnh, mở miệng nói, đại nhân, các hạ bọn họ, đã ở kia chờ ngươi. Ân, Trương Huyền gật gật đầu, cất bước đi đến. Liền ở hoàng thất để chủ trong cung, nội mục ngươi 13 thế, cùng với tả kéo công chúa, đều thay một thân chính trang, ngồi ở chỗ này. Mà lúc trước sai người đem Trương Huyền ba người đưa tới giam giữ thất y ân, giờ phút này chính run run rẩy rẩy đứng ở chỗ này, một câu cũng không dám nói. Chủ cung đại môn mở ra, kiệt phụ tư đứng ở chủ cửa cung, cung kính làm cái thỉnh thủ thế. Trương Huyền bước vào chủ cung đại môn, ở Trương Huyền bước vào đại môn sau một giây, chủ cung đại môn đóng lại. Ngoài cửa, Milan vẫn luôn đi theo kiệt phụ tư bên người. Ở Trương Huyền vào cửa khẩu, kiệt phụ tư mở miệng hỏi, mễ. Ngươi cùng vị này, nhận thức. Milan gật gật đầu, ân, hắn là ta phụ thân con nuôi, lão sư, Trương Huyền hắn là cái gì thân phận a, sẽ không chính là kia. Milan duỗi tay, chiều phương xa chỉ, nàng sở chỉ phương hướng, đúng là Quang Minh đảo nơi phương hướng. Kiệt phụ tư gật gật đầu. Nhìn đến kiệt phụ tư gật đầu nháy mắt, Milan há to miệng, tuy rằng nàng sớm đã có suy đoán, nhưng hiện tại nghe được kiệt phụ tư xác định thời điểm. Vẫn là có một loại không thể miêu tả chấn động. Milan nhìn về phía Lâm Thanh Hạm hiện tại sở đãi phòng, trong lòng thầm than, Thanh Hạm a Thanh Hạm, người lúc trước rốt cuộc chiêu cái gì kỳ tài a, đây chính là toàn bộ thế giới ngầm quân vương. Chủ trong cung, Trương Huyền dạo bước đi đến, to như vậy chủ cung, trừ bỏ Trương Huyền bên ngoài, chỉ còn nội mục ngươi 13 thế ba người. Nội mục ngươi 13 thế cũng không có ngồi ở thuộc về hắn ứng có vị trí thượng, mà là chọn lựa một trương bình thường ghế dựa. Vừa mới, nội mục ngươi 13 thế không nói gì, nhưng không đại biểu, hắn cho rằng chuyện này liền sẽ như vậy qua,
lần này đem vị này Sa Tăng đại nhân quan tiến hoàng thất để giam giữ thất, nếu không cho cái giải thích hợp lý, nội mục ngươi 13 thế chính mình, đều sẽ trong lòng bất an. Trương Huyền đi vào sau, trực tiếp ngồi ở nội mục ngươi 13 thế bên cạnh ghế dựa thượng, thuận tay cầm lấy một cái quả táo, dùng sức cắn một ngụm, phát ra thanh thúy tiếng vang. Sa Tăng các hạ, lần này sự, ta tưởng tại đây chi gian, có cái gì hiểu lầm. Nội mục ngươi 13 thế mở miệng, hắn tuy là một quốc gia lãnh tụ, tại địa vị thượng cùng Trương Huyền tương đồng, nhưng hắn minh bạch, nếu vứt bỏ xã hội ảnh hưởng không nói chuyện, đơn nói thực lực, trước mặt cái này Hoa Hạ người trẻ tuổi, từ các phương diện, đều so với chính mình cường đại hơn nhiều. Trương Huyền nhún vai, có thể có cái gì hiểu lầm. Ta ngồi ở yến hội đại sảnh cùng lão bà của ta ăn một bữa cơm, các người người liền đem ta khấu đi lên. Đứng ở một bên Y Ân, lúc này hai chân không ngừng đánh run run, ở vừa mới giam giữ trong phòng, hắn liền cảm giác được cái này Hoa Hạ người thân phận không bình thường. Hiện tại nhìn đến người này thế nhưng cùng nội mục ngươi 13 thế các hạ như vậy nói chuyện, tức khắc hiểu rõ, chính mình đây là, trêu chọc đến không nên dây vào người A. Tả kéo công chúa vừa nghe Trương Huyền nhắc tới hắn lão bà, trong lòng nhảy dựng, hắn kết hôn. Này tin tức ai cũng chưa nghe nói A. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 500 ứng chừng. Nội mục ngươi 13 thế không có quá chú ý Trương Huyền đã kết hôn tin tức. Hắn càng chú trọng chính là, Trương Huyền ở yến hội thính ăn cơm, lại bị người đuổi ra tới. Đây là dĩ vãng tới nơi này, muốn lấy khách quý thân phận tới tiếp đãi nhân vật A. Nội mục ngươi 13 thế nhàn nhạt nhìn mắt Y Ân, mở miệng nói, xin lỗi. Y Ân đã sớm sợ tới mức không được, vừa nghe lời này, hai chân mềm nhũn, đương trường quỳ đến trên mặt đất, đối. Thực xin lỗi. Trương Huyền cười cười, nhìn quỳ gối chính mình trước người. Trên mặt toàn là sợ hãi Y Ân, mở miệng nói, ta đã sớm nói qua, ngươi không cần hướng ta xin tha, bất quá ngươi vừa rồi hình như kêu ta, Hoa Hạ heo. Y Ân thần sắc ngẩn ngơ, chính mình phía trước, đích xác như vậy xưng hô quá, nhưng hắn thật sự không biết trước mặt vị này, có như vậy cao thân phận A, có thể cùng nội mục ngươi 13 thế các hạ ngang hàng luận giao, hắn rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật. Y Ân trong đầu không khỏi suy tư, tuổi trẻ, đầy hứa hẹn, Hoa Hạ người. Địa vị cao thượng, đủ loại manh mối liên hệ đến cùng nhau nháy mắt, làm Y Ân đồng tử đã xảy ra một trận kịch liệt co rút lại, bởi vì, hắn nghĩ tới một cái làm hắn run sợ khả năng. Trương Huyền lông mày một trọn, bỗng nhiên một roi chân rút ra, Y Ân liền phản ứng cũng chưa phản ứng lại đây, trực tiếp bị Trương Huyền này một chân đá đến trên mặt. Trương Huyền một roi này chân, cấp Y Ân rút ra mấy thước xa, theo sau xem cũng không nhiều xem Y Ân liếc mắt một cái. Được rồi, Trương Huyền đứng dậy. Vỗ vỗ quần áo, ta cùng lão bà của ta còn muốn ở Paris đi dạo, liền bất hòa các ngươi nhiều lời. Nội mục ngươi 13 thế gật gật đầu, hắn làm một quốc gia cầm lái giả, có thể chủ động nói ra hiểu lầm hai chữ, hơn nữa tùy ý Trương Huyền ở trước mặt hắn đối người của hắn làm ra trừng phạt, đã là thiên đại nhượng bộ, mặc kệ nói như thế nào, hắn đại biểu, là một quốc gia. Mà Trương Huyền, đối cái này độ nắm giữ cũng thực vừa phải. Hắn là có thể dưới sự giận dữ đem cái này hoàng thất để rào đến long trời lở đất, nhưng lần này bất quá là kiện rất nhỏ sự tình, không cần phải, còn nữa nói, hắn một khi đối hoàng thất để động thủ, như vậy rất có khả năng bị người có tâm lợi dụng, biến thành quang minh đảo phải hướng toàn thế giới tuyên chiến. Tả kéo công chúa nhìn Trương Huyền, muốn mở miệng, lại bị nàng phụ thân ngăn cản xuống dưới. Trương Huyền kéo ra cửa cung, nhìn đến chủ cửa cung trước, trừ bỏ Kiệt Phu Tư cùng Milan ngoại. Còn đứng hai gã đầu tóc hoa râm lão nhân, đúng là vừa mới đem Charlie hoàng tử nâng đi hai gã bác sĩ. Ta đệ đệ thế nào? Chủ trong cung tả kéo công chúa vừa thấy hai người, liền mở miệng hỏi nói. Trong đó một người bác sĩ nói, công chúa điện hạ yên tâm, Charlie hoàng tử đã không có nguy hiểm, chỉ là có chút suy yếu mà thôi. Nghe được bác sĩ trả lời, tả kéo công chúa một chút cứ yên tâm không ít. Nga, đúng rồi, Trương Huyền đột nhiên quay đầu lại. Ta vừa mới nghe Kiệt Phu Tư nói Charlie chúng độc sự, hắn cho ta nhìn một chút đêm nay thực đơn thượng có một đạo cá trình, vừa mới cái kia gọi là gì Y Ân, hắn trong túi trang mấy khối cam mai cùng cá trình hỗn hợp, sẽ làm người sinh ra chúng độc phản ứng, chuyện này, người từ trên người hắn tìm một chút vấn đề đi. Trương Huyền nói xong, phất phất tay, đi nhanh rời đi. Còn quỳ dạp trên mặt đất Y Ân nghe được Trương Huyền nói, sắc mặt tức khắc trở nên khủng hoảng. Đêm nay Charlie hoàng tử sẽ trúng độc sự, đích đích xác xác là hắn việc làm, chính là lợi dụng cam mai cùng cá trình tương kết hợp,
hắn làm này đó, bất quá là tưởng bôi đen Milan, làm chính mình lên làm chờ tuyển chủ bếp khả năng lớn hơn nữa một ít. Tả kéo công chúa quay đầu nhìn về phía Ian, nàng căn bản không đi tra Ian trong túi rốt cuộc có cái gì, bởi vì nàng biết, ngầm quân vương có thể nói ra nói như vậy, kia đó là trong lòng có nắm chắc, sẽ không bắn tên không đích, chính mình căn bản không có tất yếu đi tra. Đem hắn nhốt lại, đưa lên tòa án, tả kéo công chúa vung tay lên, quát. Hôm nay, chính là bởi vì người này, làm chính mình đắc tội ngầm quân vương, đắc tội chính mình ái mộ nam nhân, mặc kệ từ điểm nào tới nói, đều là làm tả kéo công chúa cực độ bất mãn. Ghé vào nơi đó Ian, sắc mặt vô cùng khó coi, hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, sự tình thế nhưng phát triển đến này một bước, hôm nay, rõ ràng là chính mình cơ hội, rõ ràng là chính mình nhân sinh một cái càng tốt bước ngoặt, lại biến thành như vậy, hết thảy, đều đơn giản là một người xuất hiện. Milan cùng Trương Huyền cùng nhau rời đi chủ cung, Triều Lâm Thanh Hạm hiện tại sở đãi phòng ốc đi đến, dọc theo đường đi, Milan đều ở tỉ mỉ đánh giá Trương Huyền, nàng rất tò mò, này thế giới ngầm vương giả, rốt cuộc là cái dạng gì, nàng nghe người ta giảng quá, đó là một cái đáng sợ người, rậm một rậm chân, sẽ làm người thường nhìn lên quyền quý cả người run rẩy, nhưng nàng cùng Trương Huyền ở bên nhau thời điểm, lại không cảm giác được người khác nói như vậy đáng sợ. Ta trên mặt có gì đồ vật sao? Trương Huyền cổ quái nhìn Milan liếc mắt một cái, hắn có thể cảm nhận được Milan ánh mắt vẫn luôn đều ở trên người mình. Không có, Milan lắc lắc đầu, che miệng cười. Trương Huyền cùng Milan tìm được rồi Lâm Thanh Hạm, lúc này Lâm Thanh Hạm đã rửa mặt xong, thay một thân hoàng thất vừa mới cho nàng chuẩn bị tốt quần áo mới, một khoản tràn ngập pháp thức phong cách váy dài truyền tới Lâm Thanh Hạm trên người, tức khắc làm nữ nhân nhiều một cổ dị quốc phong tình. Đi thôi. Mang các người đi hảo hảo hưởng thụ một chút Paris lãng mạn. Milan trộn lẫn thượng Lâm Thanh Hạm cánh tay. Pháp quốc hoàng thất chuyên môn chuẩn bị xe chuyên dùng, một chiếc đặc thù khoản dài hơn chạy băng băng ngừng ở mấy người trước mặt, thân xe toàn bộ chọn dùng chống đạn tài chất, ngay cả bánh xe, ở bị đánh bạo dưới tình huống, liền có thể làm chiếc xe tiếp tục bảo trì vững vàng chạy. Bên trong xe trang trí xa hoa, chuẩn bị tốt quý báu rượu, ngồi ở này chiếc xe thượng, đó là một loại hưởng thụ. Có như vậy đãi ngộ, Trương Huyền tự nhiên sẽ không cự tuyệt, này chiếc xe chạy đến nơi nào, đều có người mở đường, sẽ không phát sinh tắc nghẽn. Một con thuyền gỗ chậm rãi nhộn nhạo ở sông Sen Bạn, mặt sông sóng nước lóng lánh, tiếp cận hoàng hôn, dáng đỏ ảnh ngược trên mặt sông, cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Chèo thuyền người chèo thuyền đứng ở đuôi thuyền, lớn tiếng sướng Pháp quốc dân ca, Li Temps di Serosis, du dương tiếng ca trên mặt hồ truyền lại. Cho người ta một loại phá lệ thích ý cảm giác, phảng phất giờ khắc này, sở hữu phiền não đều bị vứt không, trước mắt chỉ có cảnh đẹp, này cảnh đẹp giữa, chiếu rọi chính là, tốt đẹp tương lai. Thuyền nhỏ trải qua cầu hình vòm, thuận nước sông chảy xuôi phương hướng phiêu đắng, trải qua kia tòa trên thế giới nhất thần kỳ tháp sắt, Lâm Thanh Hạm ngồi ở đầu thuyền, nhìn này cảnh đẹp, cảm thụ được lãng mạn hơi thở. Trương Huyền ngồi ở Lâm Thanh Hạm phía sau. Trương Huyền, Milan duỗi tay phải ngón trỏ. Ở Trương Huyền trên người chọc chọc. Ân, Trương Huyền kỳ quái nhìn về phía Milan. Người cùng Thanh Hạm rốt cuộc làm sao vậy, một câu đều không nói a. Milan rất tò mò dò hỏi. Trương Huyền cười khổ một chút, lắc lắc đầu. Đường thuyền nhỏ dừng lại, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Lâm Thanh Hạm nhìn phồn hoa Paris bóng đêm, hàm răng khẽ cắn môi, đề nghị nói, chúng ta đi uống rượu đi. Milan một chút liền đem ánh mắt phóng tới Trương Huyền trên người, mở miệng nói, hai người tuyệt đối có vấn đề, tuyệt đối. Chương 501 cuối cùng một lần. Pháp quốc là một cái lãng mạn quốc gia, nơi này tử quán cũng tràn ngập lãng mạn hơi thở. Ở Milan dẫn dắt hạ, bốn người lựa chọn một nhà hoàn cảnh phi thường ưu nhã tử quán. Milan nói cho Lâm Thanh Hạm, Pháp quốc trị an, cũng không giống Hoa Hạ như vậy hảo, tới rồi buổi tối, thường xuyên sẽ phát sinh ảnh hưởng nhân tâm tình sự. Nhưng này gian tử quán bất đồng, tử quán lão bản có hoàng thất bối cảnh, không ai dám ở chỗ này gây chuyện, chỉ là giá cả quý một chút. Đương nhiên, cái này giá cả, đối Lâm Thanh Hạm mấy người tới nói, hoàn toàn không phải cái gì vấn đề. Tử quán thực yên tĩnh, phóng mềm nhẹ âm nhạc, nhu hòa quất hoàng sắc ánh đèn tràn ngập toàn bộ tử quán, quầy ba bartender ở cẩn thận trà lau cái ly. Mộc chế phương tiện cho người ta một loại hoài cựu cảm giác. Lâm Thanh Hạm tuyển một chương ở chỗ ngoặt bốn người bàn ngồi xuống, Lâm Thanh Hạm vừa mới ngồi xuống, Tô Mật liền trước tiên ngồi xuống Lâm Thanh Hạm bên cạnh, sợ làm Trương Huyền giành trước một bước.
Trương Huyền đích đích xác xác là tưởng ngồi vào Lâm Thanh Hạm bên người, Tô Mật động tác làm hắn bĩu môi, ở Lâm Thanh Hạm đối diện ngồi xuống. Milan đứng ở bên cạnh bàn, nhìn phân biệt ngồi ở hai bên Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm, lắc lắc đầu, ở Trương Huyền bên cạnh ngồi xuống. Muốn hai bình brandy, một ít ăn vặt. Ở nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc hạ, Milan cái thứ nhất nâng chén, tới, hoan nghênh các người tới Pháp Quốc. Thanh thúy chạm cốc tiếng vang lên, bốn người toàn đem ly chung rượu một ngụm uống cạn. Ly chung rượu vừa mới uống xong, Lâm Thanh Hạm lập tức cho chính mình đảo thượng tràn đầy một ly, này một động tác, làm Milan hơi hơi có chút cứng họng. Milan cùng Lâm Thanh Hạm nhận thức nhiều năm như vậy, chính là phi thường hiểu biết Lâm Thanh Hạm, nếu không phải gặp sự tình gì, Lâm Thanh Hạm tuyệt đối sẽ không như vậy mặc kệ chính mình đi uống rượu. Tới, Milan, hai ta lại đụng vào một ly, Lâm Thanh Hạm trực tiếp giơ lên chén rượu. Milan nhìn nhìn Lâm Thanh Hạm, lại nhìn xem Trương Huyền, cầm lấy bình rượu cho chính mình cùng Trương Huyền đem rượu đảo thượng, chúng ta ba cái cùng nhau uống một chén đi. Liền sợ hắn không dám uống. Lâm Thanh Hạm cố ý dùng một loại khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền. Còn có ta không dám uống. Trương Huyền trực tiếp cầm lấy chén rượu, lại là một tiếng thanh thúy chạm cốc vang sau, ba người rượu xuống bụng. Lâm Thanh Hạm đem ly chung rượu uống cạn, xuyên thấu qua trong tay trong suốt pha lê ly. Lâm Thanh Hạm thấy được Trương Huyền có chút hư hoảng bóng dáng, thời gian dài như vậy, người này dần dần đi vào chính mình sinh hoạt, cũng muốn dần dần rời đi, chính mình về sau, khả năng rốt cuộc tìm không thấy cái kia mang theo chính mình uống coca người. Tới, Trương Huyền, hai ta lại uống một cái. Lâm Thanh Hạm lại chủ động vì chính mình đảo thượng rượu, hôm nay nàng, có vẻ phá lệ hào phóng, cùng nàng ngày thường tính cách hoàn toàn tương phản. Rượu Tây tại hạ khẩu là lúc, phi thường nhẹ nhàng. Càng thêm phù hợp người trẻ tuổi phẩm vị, nhưng mà đương tác dụng chậm đi lên thời điểm, so giống nhau rượu trắng muốn mãnh liệt rất nhiều. Vài chén rượu xuống bụng, Lâm Thanh Hạm đã biểu hiện ra một ít men say. Lão bà, đừng uống đi. Trương Huyền thấy Lâm Thanh Hạm lại cho chính mình đảo thượng một chén rượu, vội vàng ra tiếng nói. Hôm nay khó được tụ một lần, như thế nào có thể không uống? Lâm Thanh Hạm không riêng cho chính mình đem ly rượu đảo mãn. Còn cấp Milan cùng Trương Huyền đem chén rượu đảo mãn. Lâm Thanh Hạm nhìn ngồi ở chính mình đối diện Trương Huyền cùng Milan, biểu tình không khỏi một trận hoảng hốt, hai người bọn họ, sớm tại hồi lâu phía trước cũng đã quen biết, hiện tại chính mình rời khỏi, đối người khác tới nói, chưa chắc không phải một loại giải thoát đi. Ta trước đi WC, Trương Huyền cười đứng dậy. Milan, người cũng bồi ta đi một chuyến toilet đi. Lâm Thanh Hạm kéo Milan tay. Hảo, Milan gật đầu. Ba người rời đi chỗ ngồi, chiều toilet phương hướng đi đến, Lưu Tô Mật một người ngồi ở chỗ này. Ở Lâm Thanh Hạm đứng dậy thời điểm, cố ý nhìn mắt Tô Mật, hướng Tô Mật gật gật đầu, cho nàng hạ đạt mệnh lệnh nào đó. Đường ba người rời đi sau, Tô Mật bay nhanh từ trong túi móc ra một tiểu túi màu trắng bột phấn, phân biệt ngã xuống chính mình đối diện hai cái trong chén rượu, đường màu trắng bột phấn cùng rượu hỗn hợp sau, hoàn toàn biến mất. Tô Mật làm xong này hết thảy sau. Giống như người không có việc gì ngồi ở chỗ kia, ước 3 phút sau, ba người trước sau trở về, Lâm Thanh Hạm chủ động cầm lấy chén rượu, tiếp đón Trương Huyền cùng Milan hai người lại lần nữa chạm cốc. Trương Huyền cùng Milan không hề phòng bị cầm lấy vừa mới bị Tô Mật hạ đồ vật chén rượu, phóng tới bên miệng. Nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc vang lên ở bên tai, rượu một ly uống xong, làm Lâm Thanh Hạm cảm giác trước mắt đều mơ hồ, Trương Huyền thân ảnh, từ rõ ràng trở nên hoảng hốt. Phảng phất từ trong mắt dần dần đạm đi. Quất hoàng sắc ánh đèn đánh vào Lâm Thanh Hạm trên người, nàng lười biếng dựa vào trên sofa, nhìn ngồi ở chính mình đối diện hai người, khóe miệng lộ ra một tia giải thoát mỉm cười. Từ đêm nay bắt đầu, chính mình liền phải cùng hắn, chính thức nói tái kiến, khả năng này với hắn mà nói, là lựa chọn tốt nhất đi, Milan cùng hắn, vốn là có một đoạn duyên phận, bởi vì chính mình xuất hiện mà ngưng, hiện tại, hai người bọn họ một lần nữa ngồi xuống cùng nhau. Mà chính mình, cũng có thể không hề vướng bận rời khỏi. Paris là cái lãng mạn địa phương, ở lãng mạn bắt đầu, đồng thời cũng sẽ có nào đó khắc khổ khắc sâu trong lòng kết thúc. Tử quán nổi tiếng vọng Pháp quốc kinh điển ca khúc, đi xa đoàn tàu. Ta muốn chính là, gắt gao rúc vào ngươi trong ngực, lấy ngươi ấm áp, tới hộ vệ này quá vãng ký ức. Màn đêm buông xuống thâm sau, Lâm Thanh Hạm nâng Trương Huyền cùng Milan, đi vào một nhà khách sạn giữa. Đã hoàn toàn say hai người, không có bất luận cái gì chi giác sụi lơ tới rồi ấm áp trên giường lớn, màu đỏ ánh đèn mang theo một cổ kiều diễm, hoa hồng cánh phủ kín giường. Lâm Thanh Hạm đi đến phòng cửa,
cuối cùng lại nhìn thoáng qua nằm ở cửa phòng nam nhân, dùng sức đóng lại cửa phòng cuối cùng một mạt khe hở, có thể rõ ràng nhìn đến, Lâm Thanh Hạm khóe mắt chảy xuống nước mắt. Liền ở cửa phòng đóng lại kia trong nháy mắt, vốn nên ý thức hôn mê Trương Huyền đột nhiên trợn mắt, bao gồm Milan, cũng đem đôi mắt mở. Trương Huyền, hai ngươi. Ta không biết, Trương Huyền lắc đầu, hắn đứng dậy, đi đến cửa sổ bên, kéo ra bức màn, thông qua khách sạn thật lớn cửa sổ sát đất, thấy được đi ra khách sạn Lâm Thanh Hạm, ta không biết đã xảy ra cái gì. Milan đồng dạng đi đến này cửa sổ sát đất trước, nhìn rời đi Lâm Thanh Hạm, thở dài, nàng, có phải hay không biết thân phận của ngươi? Trương Huyền quay đầu lại, nhìn mắt Milan, nhếch môi, thanh âm hơi hơi có chút khàn khàn, ngươi đều đã biết. Hôm nay mới vừa biết đến. Trương Huyền không nói gì, hôm nay ở Hoàng Thất để phát sinh những cái đó sự, lấy Milan ở Hoàng Thất để địa vị, không khó nghe nói mấy thứ này. Thanh Hạm a Thanh Hạm, Milan nhìn Lâm Thanh Hạm đi xa bóng dáng, trong miệng lẩm bẩm, ngươi cho ta cùng Trương Huyền hạ dược, rốt cuộc là vì cái gì đâu? Gần là rời đi sao? Lấy Trương Huyền đối nguy hiểm mẫn cảm trình độ, cùng với hắn viễn siêu thường nhân độ nhạy, ở cái kia WC thượng xong trở về, liền ý thức được không thích hợp, kia ly hạ dược rượu. Hắn cũng không có uống xong, đồng thời cũng âm thầm nói cho Milan, kia hai ly rượu, đã sớm chiếu vào tử quán trên mặt đất. Chương 502 ngầm thế lực. Hôm sau sáng sớm, Thái Dương sơ thăng. Paris cơ ra khách sạn trước cửa, đã chuẩn bị tốt chiếc xe, mọi người đem ở Lạc Hây Vồ cảng tập hợp, ở Lạc Harvard người cảng thượng, không riêng có hoa hạ cổ võ thế gia, còn có đến từ thế giới các quốc gia ngầm thế lực. Cơ ra người phụ trách đứng ở khách sạn cửa. Nói các loại làm đại gia chú ý công việc, rất nhiều người, đều là lần đầu tiên rời đi thế gia, tham gia bực này thịnh hội. Ta muốn nói quy củ, chỉ có ba cái. Cơ gia người phụ trách vươn ra ngón tay. Đệ nhất, mặc kệ ở quốc nội thế nào, tới rồi nơi này, chúng ta mọi người, chính là một cái chỉnh thể, đầu tiên phải làm, là đoàn kết, thế giới ngầm, từ trước đến nay cường giả vi tôn, chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự, nếu ở Lạc Harvard ngươi cảng thượng. Gặp được xa lạ tổ chức khiêu khích, ta hy vọng chúng ta tất cả mọi người có thể đoàn kết lên. Đệ nhị, quy củ, ở Lạc Harvard ngươi cảng thượng, các ngươi làm cái gì, đều không sao cả, nhưng tới rồi kia tòa đảo, ta hy vọng mọi người, đều có thể thu hồi các ngươi ngạo khí, bởi vì ở kia tòa trên đảo, các ngươi cái gì đều không tính. Ngàn vạn, không cần ở trên đảo gây chuyện. Kia hậu quả, không phải các ngươi bất luận cái gì một người có thể gánh vác khởi. Cơ gia người phụ trách đang nói xong điểm thứ hai thời điểm, dùng ánh mắt nhìn quét mọi người. Đệ tam, các người có thể làm lơ ta nói điểm thứ nhất, nhưng điểm thứ hai, nhất định phải nghe. Nếu đều không có gì nghị, vậy xuất phát đi. Cơ gia người phụ trách nói xong, quay đầu đi hướng một chiếc bên trong xe. Còn lại thế gia người, cũng đều lục tục lên xe. Lâm Thanh Hạm cùng Tô Mật, cộng đồng cưỡi một chiếc xe. Lâm tiểu thư, đi thôi. Tô Mật cầm dương hành lý, đứng ở Lâm Thanh Hạm bên người. Ân, Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, mắt đẹp nhìn về phía phương xa, trong miệng nhẹ nhàng nói thanh tái kiến sau, mở cửa xe, ngồi vào bên trong xe. Khoảng cách này khách sạn cách đó không xa, Trương Huyền cùng Milan hai người, lẳng lặng đứng ở chỗ này, nhìn đoàn xe xử lý. Người đâu, không chuẩn bị cùng Thanh Hạm hỏi rõ ràng, theo ta đối nàng hiểu biết, nàng có thể như vậy từ bỏ ngươi. Khẳng định là có cái gì lý do khó nói. Milan đứng ở Trương Huyền bên người, thở dài nói. Đương nhiên muốn hỏi rõ ràng, ta cũng sẽ không liền như vậy cùng nàng tách ra. Trương Huyền trong ánh mắt, lộ ra một cổ kiên định. Hành đi, hai ngươi sự tình, chính ngươi nhìn làm đi, ta muốn đi về trước. Milan hướng Trương Huyền phất phất tay, xoay người liền rời đi, không có một tia dừng lại. Chỉ là ở Milan rời đi bóng dáng chung, cảm giác được có chút hiu quạnh. Trương Huyền lắc lắc đầu, Milan đối hắn cảm tình, hắn có thể cảm giác được, chẳng qua, hắn trong lòng, đã dung không dưới người khác. Trương Huyền móc di động ra, gọi điện thoại, uy, tới đón ta, ở Paris. Ở Paris thời gian giữa trưa, một trận phi cơ trực thăng từ Paris quảng trường cất cánh. Phi cơ trực thăng thượng, Bạch Chỉ ăn mặc một bộ hưu nhàn phục, mang theo đại kính râm, trong miệng ngậm một cây cao hy bá Cuba xì gà, trong tay dẫn theo phi cơ trực thăng tay hãm. Lão đại, người như thế nào đột nhiên xuất hiện ở Paris? Cùng ngươi tẩu tử một khối tới. Trương Huyền kéo ra phi cơ trực thăng cửa hông, ánh mắt nhìn về phía dưới. Kia tẩu tử đâu, bất hòa ngươi một khối đăng đảo. Bạch Chỉ tò mò hỏi.
Nàng cùng Hoa Hạ những cái đó cổ võ thế gia cùng nhau thượng đảo, đúng rồi, ngươi quay đầu lại thông chi một tiếng, nhường cho lão bà của ta đem chủ ăn đều chuẩn bị tốt. Trương Huyền giao đãi một tiếng. Yên tâm đi lão đại, Bạch Trì khoa tay múa chân cái ok thủ thế, quân vương phu nhân đăng đảo, cần thiết muốn bằng cao lễ nghi tới tiếp đãi. Thời gian dài như vậy, đại tẩu này vẫn là lần đầu tiên về nhà đi. Ân, Trương Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Nương phi cơ trực thăng trải qua Lạc Harvard người cảng thời điểm, Trương Huyền thấy được ngừng ở cảng rậm rạp chiếc xe, cùng với trên xe đi xuống người, trong đó, liền có Lâm Thanh Hạm thân ảnh. Lạc Harvard người cảng, là Pháp quốc Bắc Bộ quan trọng nhất cảng. Lâm Thanh Hạm từ trên xe xuống dưới, mọi người, đem ở chỗ này chờ đợi du thuyền, theo sau cưỡi du thuyền, ở đêm nay, đem tới kia chỗ thánh địa, Quang Minh Đảo. Ha ha ha, bọn mũi ló. Nghe nói ngươi lần trước thiếu chút nữa bị người đem cái mũi đều tước đi. Ngươi không phải cũng là giống nhau, xương sườn bị người đánh gãy tam căn, nghe nói ngươi nhất đắc ý tên đệ tử kia đã chết. Đừng nói nữa, kiêu ngạo làm hắn hủy diệt, chết ở vài món thức ăn đều đau hạ. Lâm Thanh Hạm vừa mới xuống xe, liền nghe được cách đó không xa truyền đến vài tiếng cười to, có hai cái bạch nhân tráng hán ở dùng anh ngữ thục lạc giao lưu. Đối với anh ngữ, Lâm Thanh Hạm vẫn là có thể nghe hiểu. Tô Mật đi theo Lâm Thanh Hạm bên cạnh, cấp Lâm Thanh Hạm làm giới thiệu. Lâm tiểu thư, hai vị này là Anh quốc kỵ sĩ tổ chức người. Tô Mật vừa dứt lời, liền nghe phía trước truyền đến một trận cười to. Họ Bạch, này một năm lại cùng ta hảo hảo đánh một hồi. Nói chuyện, là một người người da đen tráng hán trần trụi thượng thân, cả người cơ bắp bạo khởi, cho người ta một loại siêu cường nổ mạnh cảm. Hoa Hạ thế gia chung. Một người thân xuyên áo xanh trung niên nam nhân đi ra, lớn tiếng nói, người muốn đánh, ta tùy thời phụng bồi. Áo xanh nam nhân nói lời nói khi, bỗng nhiên tự bên hông rút ra một phen tế kiếm, kiếm phong phát ra một trận ngâm khẽ thanh. Nghe thế thanh âm, ở đây rất nhiều người đều sắc mặt biến đổi. Kiếm minh, có người kinh hô. Vừa mới nói chuyện kia người da đen trắng hán, ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ nhìn mắt áo xanh nam nhân, Bạch Hiên, nhìn dáng vẻ. Người đối lần này một lần nữa bài vị, là tin tưởng 10 phần. Lâm Thanh Hạm nghe được người da đen tráng hán nói, mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía Tô Mật, này một lần nữa bài vị, là có ý tứ gì? Tô Mật giải thích nói, Lâm tiểu thư, mỗi lần thế giới ngầm đại hội, đều sẽ bài xuất thế giới ngầm trước 100 cao thủ, thượng một lần, Bạch gia vị này Bạch Hiên tiền bối, bài thứ 97 tên, mà cái kia người da đen tráng hán, bài thứ 94 gã. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu. Này Bạch gia Bạch Hiên tiền bối, ở Hoa Hạ cổ võ thế gia nội danh vọng rất cao, lại không nghĩ rằng mới bài thứ 97 tên. Lâm Thanh Hạm nhìn đến, có càng ngày càng nhiều người tụ tập đến cảng, có một số người, ăn mặc cùng thường nhân vô dị, mà có một số người, liền có vẻ phi thường đặc thù. Lâm Thanh Hạm nhìn đến có như vậy mười mấy người, mỗi người trên người đều khoác áo choàng, đem gương mặt giấu ở áo choàng bên trong, những người này đi ngang qua địa phương, còn lại người đều không khỏi lui về phía sau vài bước. Cho bọn hắn nhường đường. Lâm tiểu thư, những người này, là biên tùy người, bọn họ tín ngưỡng một loại phi thường tà ác phương pháp, cho rằng hiến tế người sống có thể xử chính mình càng cường đại hơn, người bình thường sẽ không dễ dàng đắc tội bọn họ. Những người này tuy rằng thực lực không cường, nhưng thủ đoạn thực quỷ dị, nắm giữ một loại phi thường cổ quái độc dược, phàm là theo chân bọn họ từng có tiết người, ngủ đều không yên phận. Tô Mật ở Lâm Thanh Hạm bên cạnh, cấp Lâm Thanh Hạm giới thiệu nói. Lâm Thanh Hạm lẳng lặng nghe, từ tiếp xúc cổ võ lúc sau, kia một phiến tân thế giới đại môn, liền ở nàng trước mặt dần dần mở ra, làm nàng hiểu biết tới rồi thế giới này không giống bình thường địa phương. Tô Mật, đây là các ngươi Tô gia tiểu thư, tương lai gia chủ sao? Một đạo giọng nữ, từ Lâm Thanh Hạm phía sau vang lên. Chương 503 trông về phía xa Quang Minh Đảo. Lâm Thanh Hạm theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Liền thấy một người mặc màu đỏ váy dài tuổi trẻ nữ nhân, đứng ở chính mình phía sau, tuổi trẻ nữ nhân bôi lửa cháy môi đỏ, mang theo một mạt vũ mị. Ở váy đỏ nữ nhân phía sau, còn đứng một người thanh niên có 1m75 thân cao, mày kiếm mắt sáng, diện mạo anh tuấn soái khí. Tiểu Hồng, không được vô lễ, thanh niên nhẹ nhàng mở miệng, trong thanh âm mang theo một cổ tử tính. Váy đỏ nữ nhân thực nghe lời thấp hèn đầu, đứng ở thanh niên phía sau. Thanh niên đi lên trước tới, hướng Lâm Thanh Hạm duỗi tay, Lâm cô nương ngươi hảo, tại hạ cười ngân hà. Tô Mật lôi kéo Lâm Thanh Hạm ống tay áo, cấp Lâm Thanh Hạm giới thiệu nói,
Lâm tiểu thư, vị này chính là Cười Gia Trang thiếu trang chủ. Ngươi hảo, Lâm Thanh Hạm hướng Cười Ngân Hà cười cười, lại không có duỗi tay. Cái này Cười Gia Trang, Lâm Thanh Hạm nghe nói qua, nghe nói, Hoa Hạ có 80% cổ võ thế gia, đều sẽ sử dụng Cười Gia Trang chế tạo binh khí, Cười Gia Trang, chính là Hoa Hạ cổ võ giới lớn nhất công binh xưởng. Tiểu Hồng thấy Lâm Thanh Hạm liên thủ cũng chưa duỗi, đương trường giận mắng một tiếng, họ Lâm, ngươi có điểm quá làm càn. Tiểu Hồng, Cười Ngân Hà xoay người, trong ánh mắt tràn ngập trách cứ chừng mắt nhìn Tiểu Hồng liếc mắt một cái. Tiểu Hồng vội vàng cúi đầu, có chút không cam lòng giải thích nói, thiếu trang chủ, cho dù là Cơ Gia người, đều sẽ không làm lơ ngươi tồn tại, này bất quá là một cái Tô gia tương lai gia chủ, nàng có cái gì nhưng kiêu ngạo. Được rồi, Cười Ngân Hà bất mãn quát lớn một tiếng. Ta là tới cùng Lâm cô nương giao bằng hữu chi gian, không có như vậy đa lễ nghi. Cười Ngân Hà nói xong, lại nhìn về phía Lâm Thanh Hạm, Lâm cô nương, chúng ta lần này, một đường tốt không? Hảo a, Lâm Thanh Hạm còn không có mở miệng, Tô Mật ngay cả vội đáp ứng xuống dưới, theo sau nhỏ giọng đối Lâm Thanh Hạm nói, Lâm tiểu thư, này Cười Ngân Hà thiếu trang chủ vẫn là độc thân, Cười Gia Trang ở cổ võ giới địa vị siêu phàm, cùng hắn kết bạn, đối Tô gia cũng là chuyện tốt a. Lâm Thanh Hạm trầm ngâm vài giây, theo sau gật đầu, có thể. Đa tạ Lâm cô nương, Cười Ngân Hà hướng Lâm Thanh Hạm ôm ôm quyền, theo sau làm cái thỉnh thủ thế. Lúc này, dù thuyền đã xử đến cảng, Hoa Hạ các đại thế gia, ở Cơ người nhà dẫn dắt hạ, dần dần bước lên du thuyền. Tô Mật hướng Lâm Thanh Hạm nói, Lâm tiểu thư, Cười Ngân Hà thiếu trang chủ phía trước liền đi qua Quang Minh đảo, có hắn dẫn dắt, này một đường đều sẽ thông thuận nhiều. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu. Không nói gì. Lần này ra biển du thuyền, thuộc về cái loại này xa hoa hình, có thể chịu tải hơn 1.000 người, chỉ là Hoa Hạ cổ võ thế gia người ngồi ở trên thuyền, làm cho cả du thuyền có loại trống rỗng cảm giác. Du thuyền thượng, có cờ bài thất, hưu nhàn thất, cơm điểm hưởng dụng đều là mới mẻ nhất xa hoa nguyên liệu nấu ăn. Buổi chiều 2 điểm, ánh mặt trời vừa lúc, gió biển hơi hơi, Lâm Thanh Hạm đứng ở bong tàu thượng, nàng biết, còn có 4 cái giờ, này chiếc du thuyền. Liền sẽ chạy đến kia tòa trong truyền thuyết đảo nhỏ trước. Nhìn xanh lam không trung, Lâm Thanh Hạm tò mò hỏi hướng Tô Mật, Quang Minh đảo, là cái dạng gì địa phương? Tô Mật vừa muốn mở miệng, Cười Ngân Hà thanh âm, liền từ nơi không xa truyền đến, đó là thiên đường, cũng là địa ngục. Cười Ngân Hà chậm rãi đi đến Lâm Thanh Hạm bên cạnh, hai mắt nhìn trước mắt mặt biển, nói, kia tòa đảo, được xưng có được toàn thế giới tối cao quân sự tiêu chuẩn, trên đảo phong cảnh tuyệt đẹp. Theo ta bản nhân mà nói, không có gặp qua so với kia càng xinh đẹp địa phương, chẳng qua, ở tốt đẹp cảnh tượng hạ, chất chứa chính là vô số thi thể cùng sát khí. Lâm Thanh Hạ mặt mang hồ nghi nhìn Cười Ngân Hà liếc mắt một cái, không nói gì. Cười Ngân Hà phảng phất đoán được Lâm Thanh Hạm trong lòng tưởng chính là cái gì, tiếp tục mở miệng, mọi người đều biết, Quang Minh đảo, là thành lập ở cường đại vũ lực cơ sở thượng, này tòa đảo có thể thành lập, chính là dựa vô số thây sơn biển máu chồng chất lên. Nơi đó người, mỗi một cái đều là tội ác tày trời đồ đệ, có thể nói, người nếu ở bên ngoài nhìn thấy bọn họ, nghe nói bọn họ sự tích, chỉ biết liên tưởng đến hai chữ. Nhân cha. Trên đảo quy củ nghiêm ngặt, rất nhiều địa phương, đều không cho người đụng vào, nếu hơi không cẩn thận đụng vào vùng cấm, chờ đợi ngươi, chỉ có tử vong, trên thế giới, không ai, dám làm lơ Quang Minh đảo quy củ, chẳng sợ các quốc gia lãnh thụ tới rồi nơi đó, đều phải thật cẩn thận. Lâm Thanh Hạm nghe Cười Ngân Hà theo như lời, trong lòng có loại không thể tin được cảm giác, liền các quốc gia lãnh tụ, đều phải tuân thủ Quang Minh đảo quy củ. Nơi đó chủ nhân, rốt cuộc sẽ là cái dạng gì người? Người gặp qua Quang Minh đảo đảo chủ sao? Lâm Thanh Hạm hỏi. Không có, Cười Ngân Hà lắc lắc đầu, trên thế giới, lại có mấy người chân chính gặp qua Quang Minh đảo đảo chủ, bất quá lúc này đây, rất có hy vọng, được đến tin tức, lần này thế giới ngầm đại hội, Quang Minh đảo đảo chủ. Trong truyền thuyết địa ngục quân vương, được xưng trên thế giới mạnh nhất nam nhân Sa Tăng, sẽ hiện thân. Tiểu thư, ta cảm thấy vẫn là không cần nhìn thấy người kia hảo. Tô Mật ở một bên mở miệng, truyền thuyết cái kia Sa Tăng, mỗi năm đều phải làm người thượng cống vô số thiếu nữ cho hắn, mà những cái đó thiếu nữ đăng đảo lúc sau, không có một cái có thể an toàn về đến nhà, đó chính là một cái ác ma. Thời gian chậm rãi trôi đi, khi thời gian tới 5 giờ 50 thời điểm, có thể cảm nhận được. Mặt biển phong, đã có chút hơi lạnh. Phương xa, một tòa đảo nhỏ, chậm rãi xuất hiện ở người tầm mắt giữa. Lâm Thanh Hạm đi ra khoang thuyền, đi lên bong tàu, tại đây một khắc,
rất nhiều người đều cùng Lâm Thanh Hạm làm đồng dạng sự, từ khoang thuyền chung đi ra, nhìn ra xa phương xa kia tòa đảo nhỏ. Kia tòa đảo, đó là sở hữu ngầm thế lực trong mắt thánh địa. Lần này tiến đến, có một loại cách nói, kêu tham gia thế giới ngầm đại hội, mà còn có một loại cách nói, gọi là hành hương. Một tòa phiêu phù ở mặt biển thượng đảo nhỏ, cho người ta một loại khí thế bàng bạc nguy nga cảm. Cách thật sự xa, mọi người liền có thể nhìn đến trên đảo tường vây, dày rộng tường vây toàn bộ dùng đá hoa cương hỗn loạn sắt thép xây mà thành, cho dù là tuần dương hạm đạn pháo, cũng mơ tưởng ở trong khoảng thời gian ngắn oanh khai này tường vây. Tường vây có 2 mét hậu, độ cao đạt tới 25 mễ hướng lên trên, đem cả tòa đảo 360 độ vòng vây lên. Ở đảo nhỏ chung quanh, đỗ vô số chiến hạm, quang xem một cái, khiến cho người có loại ngực hốt hoảng cảm giác. Đương này đó chiến hạm nhắm ngay một phương hướng khi, có thể đem hiện thế giới bất luận cái gì một đã biết cảng, ở trong thời gian ngắn nhất san thành bình địa. Đứng ở du thuyền người trên, giờ phút này đều có một loại phá lệ nhỏ bé cảm giác. Nếu theo tường thành nhìn lại, có thể nhìn đến, trên tường thành bốn cái góc, phân biệt có bốn tòa radar, ở thong thả xoay tròn. Quang Minh đảo không cho phép có bất luận kẻ nào tự trời cao đăng đảo, này bốn tòa radar, chọn dùng hiện thế giới đã biết tối cao khoa học kỹ thuật. Ở Quang Minh đảo không phận 10 vạn mét trong phạm vi, đều có thể tinh chuẩn cảm ứng được, trên đảo đối không đạn đạo sẽ ở trước tiên làm ra đả kích. Cơ gia người phụ trách thanh âm, ở bong tàu thượng vang lên. Bong tàu người trên, toàn trong lòng kinh hãi, có một số người, cho rằng chính mình thế gia ở quốc nội đã là siêu nhiên vật ngoại, nhưng hiện tại mới phát hiện, chính mình là có bao nhiêu nhỏ bé.